Chương 435, Vương Thiên Lượng lại đang giở trò. Nghe nói là đơn vị bộ đội thần bí, ở Thủy Châu, tên là Liệp Báo. Lý Tuyên Thạch cũng hơi có vẻ tự đắc. Liệp Báo, thật sao? Vừa nghe thấy hai chữ Liệp Báo, Ngọc Thế Hùng thoáng cái nhảy dựng lên, sững sờ đứng trên ghế xa. Thế Hùng sao vậy, làm gì mà kinh ngạc như thế? Ngọc Nhã Chi trầm mặt xuống như muốn dậy người. Chị, bạn em làm lính ở Liệp Báo, chị đừng lên tiếng. Ngọc Thế Hùng vội vàng che điện thoại nói khẽ. Toàn bộ mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên nhìn Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng. Đương nhiên là thật, anh Lý có lúc nào lừa gạt anh em đâu chứ? Lý Tuyên Thạch vui vẻ nói. Hoành Sơn trở lại lúc nào, cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu ấy. Ngọc Thế Hùng vội vàng hỏi. Có lẽ mấy ngày nữa, trước cuối năm thôi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Lý Tuyên Thạch nói xong liền cúp điện thoại. Cháu có người bạn nào làm lính ở Liệp Báo vậy? Ngọc Hoài Nhân cũng nhịn không được hỏi. Lý Hoành Sơn, cháu trai của Lý gia ở Đập Thiên Thủy. Nghe nói còn lăn lộn được chức thượng úy đại đội trưởng, thật không đơn giản, mấy tháng rồi không thấy mặt giờ lại có thể đầu quân còn thăng quan. Ngọc Thế Hùng thở gấp không dứt, chú, có lẽ y biết Tề Thiên, mới vừa rồi nghe anh Cao Nhất nói nhân số của binh đoàn Liệp Báo cũng không nhiều. Lính Liệp Báo chính tông chỉ có mấy trăm người, nếu như Hoành Sơn biết Tề Thiên có lẽ còn có thể nói chuyện. Chuyện này có khả năng, nhưng cấp bậc của y còn quá thấp, Tề Thiên chưa chắc để ý đến. Nhưng hỏi thăm một chút tình hình có lẽ vẫn được, trước mắt lai lịch của Tề Thiên chúng ta vẫn chưa hỏi thăm ra, không biết lai lịch của y thì không cách nào hạ thủ. Muốn làm việc thì phải tìm ra được cánh cửa mở đường, ngay cả cửa cũng không tìm được thì cũng rất khó làm. Nhưng chuyện nào cũng luôn có dấu vết có thể tìm ra. Cho dù là trứng gà cũng có thể lựa ra khe hở, chỉ cần chúng ta dụng tâm, mở rộng ý nghĩ, thì sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên, chuyện này không thể gấp gáp được, Quýnh Lên Khắc vội vàng hỏng việc, tựa như có bệnh mới lo tìm thầy cũng không tốt, ngược lại tổn thương thân thể, không thích hợp. Ai, chờ Lý Hoành Sơn trở lại cháu lập tức đi dò thám rồi hãy nói. Bên này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp theo. Ngọc Hoài Nhân thở dài, chuyện như vậy mà một cán bộ cấp phó vụ thường ủy như y lại có thể bó tay không làm gì được. Thoạt nhìn chỉ là một chuyện nhỏ nhưng chuyện nhỏ này lại có khuynh hướng biến thành việc lớn. Thật ra trong lòng Ngọc Hoài Nhân tương đối lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn trầm ổn. Bản thân mình đương nhiên không thể loạn được, vừa loạn người khác càng sẽ chê cười Ngọc gia. Đây cũng là bất đắc dĩ của người quản lý việc nhà. 8 giờ sáng. Diệp Phàm mất sức của Chín Châu Hai Hổ mới có thể khiến hai người Thượng Thiên Đồ và Dương Vân Phi thuận lợi đột phá. Hai người căn cốt quá kém, cho nên con đường đột phá cũng vô cùng vất vả, thiếu chút nữa thì lãng phí hai viên lôi âm cửu long hoàn, khiến Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh. Nếu như bất kỳ một người nào trong hai người trải qua hao tổn nào hoặc là áp chế không nổi sẽ bạo liệt mà ra. Diệp Phàm hồi hộp thầm nghĩ, sau này muốn đột phá tốt nhất đặt ở bệnh viện đi. Có tình huống khẩn cấp gì cũng tiện chuẩn bị. Hai người nghỉ ngơi một lát rồi đi bởi vì cuối năm rồi, trên đầu hai người đều có công ty, bề bộn nhiều việc. Khi đi Thượng Thiên Đồ vẫn muốn gọi cô gái tinh khiết Phượng Linh Tỏa lưu lại hầu hạ Diệp Phàm, nhưng bị Diệp Phàm kiên quyết cự tuyệt, nhưng thấy chiếc xe của Thượng Thiên Đồ bốc khói mà đi, trong đáy lòng Diệp Phàm vẫn có chút tiếc nuối, mắng thầm, anh hùng cái rắm, người ta đưa con gái tới tận cửa lại còn giả bộ phong phạm đại sư, thật xấu hổ. Ai, đáng tiếc, thắt lưng của Phượng Linh Tỏa thật đúng là mềm mại, lại có thể phân thành hai khúc, đè một cô gái như vậy dưới người thì sung sướng không cần nghĩ. Tên đàn ông nào cũng sẽ chảy nước miếng. Thượng Thiên Đồ để lại một dương lớn xì gà hạng sang, nghe nói là trực tiếp mang về từ Cuba. Một điếu to bằng ngón tay cái, cây ma hoàng rất tinh khiết phát sáng, rất dài, giống như mặt hàng mà các lão đại trong phim hành động Hồng Kông thường hút. Nghe Thượng Thiên Đồ nói là cực phẩm sinh ra ở Cuba, vừa vặn có một người bạn đi Cuba cầm về, một hộp 20 điếu hơn 1 vạn đồng, tính ra một điếu 500 đồng. Đốt một cây, trong làn sương khói lượn lờ Diệp Phàm giống như lạc đến tiên cảnh, trầm trồ kêu lên. Đúng là cực phẩm, mùi vị cũng rất kích thích, chỉ cần một điếu cũng bằng nửa tháng tiền lương của một cán bộ nhỏ chỉ có tiền lương bình thường của huyện Ngư Dương rồi, đây quả thực là đốt tiền, chứ đâu phải hút thuốc. Bí thư Cổ. Thương thế của tiểu ba vẫn chưa hồi phục, tôi hy vọng anh có thể nói qua với các đồng chí của viện kiểm sát và tòa án, để cho nó ở bệnh viện trị liệu một thời gian ngắn nữa rồi hãy nói.
tuy nói nó đã làm ra chuyện khác người, nhưng giải phóng quân còn ưu đãi tù binh, huống chi chúng ta thuộc về lá chắn nội bộ nhân dân, hiện tại nhà nước đề xướng luật pháp cũng phải suy nghĩ đến tình hình thực tế có phải không? Chờ sau khi thương thế tốt lên tôi sẽ tự mình đưa nó đến viện kiểm sát, tiếp nhận chế tài của luật pháp, quyết không hàm hồ. Vương Thiên Lượng cục trưởng cục tài chính thành phố vuốt mấy sợi tóc không còn lại bao nhiêu của mình, lấy khẩu khí thương lượng để nói. Cục trưởng Vương, chuyện lần này nói thật quá ầm ĩ. Phóng viên của đài truyền hình tỉnh, báo tỉnh đều ở đó. Chủ yếu nhất chính là trong bốn cô nương đó có lẽ có người có quan hệ với trưởng ban tỉnh ủy Tống, chuyện này to chuyện rồi. Nếu như huyện ủy không xử lý chỉ sợ người ta không chịu, tôi cũng rất bất đắc dĩ. Không xử lý không cách nào ăn nói với trưởng ban Tống, người ta hỏi tới thì làm thế nào. Cho nên chuyện lần này thứ cho tôi không thể ra sức, kính xin cục trưởng Vương thông cảm cho, ai. Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn cảm thấy đầu như sắp trương ra thành đầu heo. Trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt của tỉnh đích thân gọi điện thoại tới hỏi chuyện bốn cô nương bị đùa giỡn. Ngư Dương còn muốn che giấu cũng có chút hành vi trái pháp luật rồi, hơn nữa chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng. Đừng bảo là trưởng ban Tống không đáp ứng, nếu như phóng viên Lan trong cơn tức giận cho đăng báo thì đoán chừng Ngư Dương thực sự rất mất mặt. Hôm qua Diệp Phàm và phó trưởng ban sở tài chính tỉnh Ngọc Sử Giới gây chuyện với nhau, Cổ Bảo Toàn đau lòng không dứt đuổi Diệp Phàm xuống tuần thú đập chứa nước, hao tổn một thành viên có khả năng lôi kéo đầu tư. Chuyện phía bên bốn cô nương lại liên lụy đến Vương Thiên Lượng, công tử Tôn Vinh Xuân của phó chủ tịch huyện Ngư Dương, công tử của Phí Mặc bí thư khối đảng ủy, thật là sắp rối như canh hẹ rồi. Không được đắc tội với thần tài gia Ngọc Sử Giới trong tỉnh, thần tài gia Vương Thiên Lượng thành phố cũng càng không được đắc tội. Tôn Vinh Xuân cả ngày ở bên tai thông qua một số bạn thâm giao tới lải nhải, Phí Mặc tuy nói ngoài mặt không nói rõ, nhưng cũng có phê bình kín đáo đối với xử lý của Cổ Bảo Toàn. Cho rằng Cổ Bảo Toàn có chút giống như hiềm nghi ngoài mặt vân vân. Thật là khó khăn, Cổ Bảo Toàn cảm giác mình sắp bị những thứ này thù chết. Mình cũng mới đến Ngư Dương, vốn không nên gây thù hằn quá nhiều, nếu như chuyện này xử lý không tốt thoáng cái đắc tội với một đống quan lớn. Từ trong tỉnh đến thành phố, rồi đến huyện cũng có. Cổ Bảo Toàn cảm thấy huyện Ngư Dương này quả thực chính là một ngọn núi lửa hoạt động, không biết lúc nào thì bộc phát, nếu không đem nướng cháy mình thì ít nhất cũng làm đầy bụi đất rồi. Đối với chuyện Diệp Phàm bị đày đi, ngay cả chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh cũng có phê bình kín đáo, cho rằng chính là lúc nên trọng dụng Diệp Phàm. Hơn nữa nghe nói hắn đã đạt được liên lạc bước đầu với Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông. Nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương rất có thể nhận được đầu tư của tập đoàn Phi Vân. Nhưng thoáng cái toàn bộ thất bại, Diệp Phàm bị đày đi giữ đập chứa nước chẳng lẽ còn chịu vì huyện liều mạng đi bán mạng lôi kéo đầu tư, kết quả bán mạng thê lương như vậy, không khỏi khiến người ta thất vọng đau khổ. Vệ Sơ Tinh là người đứng đầu một huyện, nắm chắc kinh tế mới là việc lớn thiết yếu của cô ta, đang lúc mấu chốt lại đi tiêu diệt đại tướng chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Thật là đáng tiếc. Chủ tịch huyện Vệ, chuyện của Diệp Phàm cô cũng biết rõ rồi. Nếu có chuyện chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Khoản tiền của Ngọc Sử Giới ngày mai có thể sẽ đến Ngư Dương. Nếu khoản tiền này không xuống tới tôi và cô cũng khó sống. Cổ Bảo Toàn thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế xoay xoay tròn hai vòng, đó là động tác quen dùng của Cổ Bảo Toàn lúc quá buồn bực. Ngay vào lúc này, Tiếu Tuấn Thần gọi điện thoại tới. Bí thư Cổ. Tiên sinh Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông nói là có ý cùng đồng chí Diệp Phàm thương lượng chuyện bơm tiền vào nhà máy thảm huyệt, không biết lúc nào đó có thể thu xếp thời gian bàn bạc hay không. Tiếu tiên sinh nói, tư tưởng của trợ lý Diệp khai phá, ánh mắt cao xa, tầm nhìn cao rộng, có thể suy nghĩ đầy đủ đến hiện trạng tơ dệt với kinh tế địa phương. Lời của Diệp tiên sinh khiến ông ấy suy nghĩ rất nhiều, cũng khiến ông ấy thật sự cảm động vì sự chân thành của trợ lý Diệp. Nói trợ lý Diệp là người bạn đáng tin cậy, ông ấy có chút động lòng. Hơn nữa còn nói, cuối năm rồi, ông ấy không có quá nhiều thời gian, nhiều nhất chỉ chờ một ngày. Buổi tối phải quay về Hồng Kông rồi. Cảm ơn tín nhiệm của Tiếu tiên sinh đối với Ngư Dương chúng tôi lập tức gọi chủ nhiệm Tần Chí Minh của Ủy ban Kinh tế Thương mại đến đây thương lượng chuyện bơm tiền vào nhà máy thảm sợi cùng tiên sinh Tiếu Phi Thành. Cổ Bảo Toàn vui mừng nói. Chuyện này sợ rằng không được. Tiên sinh Tiếu Phi Thành có thận trọng dặn dò. Phương diện Ngư Dương trừ trợ lý Diệp ra, y không nói chuyện bơm tiền với bất luận kẻ nào khác, không phải y không tin những người khác. Chủ yếu là chuyện này do trợ lý Diệp nói đến,
nếu như đổi một người khác lại phải tính lại từ đầu. Hơn nữa những người khác có ánh mắt đặc biệt như trợ lý Diệp hay không, thiếu tiên sinh cũng có chút chần chờ. Tôi cũng không biết trợ lý Diệp rốt cuộc sử dụng cao chiêu gì có thể được thiếu tiên sinh tin phục như thế. Ai? Tiêu Tuấn Thần có vẻ khó nói. Như vậy đi Tuấn Thần, anh có thể liên lạc trực tiếp được với thiếu tiên sinh hay không? Chủ tịch huyện vệ sẽ đích thân nói với ông ấy. Cổ Bảo Toàn nói. Được, tôi thử một chút. Tiêu Tuấn Thần cúp điện thoại, không lâu sau điện thoại của Tiếu Phi Thành gọi tới. Xin chào Tiếu tiên sinh, đối với thành ý của anh, tôi thay mặt huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện xin được cảm tạ. Tổ tiên của Tiếu tiên sinh cũng là người Ngư Dương, đối với Ngư Dương tình cảm rất sâu đậm, vẫn luôn chú ý đến phát triển của Ngư Dương. Ngư Dương có rất nhiều nơi đều biểu hiện lòng nhân ái của Tiếu tiên sinh. Anh thấy như vậy có được hay không? Tôi sẽ đại diện nhà máy thảm sợi nói chuyện đầu tư với anh thì thế nào đây? Đối với chuyện này bí thư Cổ cũng tương đối coi trọng. Vệ Sơ Tinh không thẹn là người đi du học về, đầu lưỡi cũng rất trâu bò. Ha ha ha, chủ tịch huyện vệ quá khen rồi. Nhưng chuyện này tôi vẫn hy vọng có thể nói chuyện cùng trợ lý Diệp. Hắn là người phụ trách cụ thể. Cho dù hôm nay tôi có cùng chủ tịch huyện nói chuyện gì đó, thì cô cũng không có thời gian đi chịu trách nhiệm cụ thể chuyện này. Là người đứng đầu một huyện, tôi biết cô phải xử lý rất nhiều chuyện, phương diện nào cũng phải chiếu cố đến, nếu như kêu một chủ tịch huyện đi chịu trách nhiệm cụ thể một hạng mục nào đó hẳn là không thể nào. Sau này nếu như đổi một người khác thì chuyện này lại không tiện xử lý. Cho nên tôi vẫn cần một người có thể chịu trách nhiệm cụ thể chuyện này, trợ lý Diệp chính là người được lựa chọn tốt nhất, ha ha ha. Tiếu Phi Thành cắn chặt Diệp Phàm không buông tha, mục đích của y nằm trên người tập đoàn Nam Cung. Bơm tiền vào nhà máy thảm sợi Ngư Dương chỉ là ngụy trang mà thôi. Chuyện này y đương nhiên không thể nói rõ, cho nên làm cho Vệ Sơ Tinh cũng rất bất đắc dĩ. Chương 436, Phó Chủ tịch tỉnh Tề Giá Lâm văn phòng đập nước. Vậy cũng tốt, tôi sẽ tận lực thu xếp. Trợ lý Diệp gần đây có rất nhiều chuyện cần cậu ấy tự mình đi làm, cho nên tôi sẽ xem có thể điều chỉnh rút cậu ấy ra hay không, sẽ nhanh chóng trả lời cho anh. Sau khi cúp điện thoại sắc mặt Vệ Sơ Tinh có chút lúng túng. Sao vậy? Cổ Bảo Toàn hỏi. Muốn bàn bạc với Diệp Phàm, bất luận kẻ nào khác cũng không được, thật có chút kỳ quái. Sắc mặt Vệ Sơ Tinh trầm xuống nói. Muốn điều chuyển Diệp Phàm thì phải khôi phục chức vụ trợ lý chủ tịch huyện của hắn, nhưng sáng nay chúng ta vừa miễn chức hắn, chẳng lẽ lại khôi phục, nếu vậy không phải như trò đùa sao, nhưng không làm như vậy hắn nhất định sẽ dở chứng. Lại lải nhải chuyện không thuộc phận sự của mình thì không quản. Hơn nữa chuyện này ủy ban nhân dân huyện ủy chúng ta thật sự cũng có chút không công bằng với hắn. Trong lòng khẳng định là tức giận rồi. Người trẻ tuổi, khi gặp chuyện cũng không để ý đến gì, đúng là khó làm. Vệ Sơ Tinh khẽ lắc đầu. Không thể khôi phục chức vụ trợ lý được, Ngọc Sử Giới theo dõi rất sát sao. Hiện tại hai khoản tiền cao gần 7-800 vạn trong huyện chắc chắn vẫn đang trong tay y. Nói là nhổ ra một khoản cấp xuống trước cho chúng ta cấp cứu đợt đón Tết này, một khoản khác có thể phải đợi sang năm rồi. Nếu như khôi phục chức vụ của Diệp Phàm đoán chừng chuyện này sẽ rất phiền toái, thằng nhóc đó quá trẻ tuổi khí thịnh, lúc ấy nếu như có thể nhịn xuống thì không có chuyện gì, nói thật, tôi như rơi vào chảo lửa vậy. Cổ Bảo Toàn vô lực thở dài, cảm giác bí thư huyện ủy mình ở Ngư Dương còn tung hoành được, thế nhưng vừa ra khỏi Ngư Dương thì lộ ra vẻ tái nhợt vô lực như vậy. Chỗ nào cũng bị quản chế, có lẽ đây chính là bất đắc dĩ của quan trường. Hai đầu này chúng ta chỉ có thể chiếu cố một đầu, khẳng định phải lấy lớn thả nhỏ. Khoản tiền trong tỉnh chắc chắn phải nắm được trong tay, nếu không năm nay không cách nào trôi qua. Nếu như muốn chiếu cố hai đầu, nếu không để tôi gọi điện thoại cho Diệp Phàm thương lượng, kêu hắn kiên nhẫn một chút, giải quyết hạng mục hiệp đàm trước rồi hãy nói. Trước mắt cũng không nghĩ ra cách nào rồi. Vệ Sơ Tinh mặt âm u, cảm giác một chủ tịch huyện như mình còn phải đi nhờ cậy một thủ đập chứa nước, thật sự có chút hạ giá, nhưng tình thế bức bách. Nếu như kinh tế Ngư Dương không đi lên được có lẽ vị trí chủ tịch huyện sẽ lung lay, làm gì còn có thể bận tâm đến thể diện. Gọi điện thoại đoán chừng vô dụng, thằng nhóc đó rất kiêu ngạo, có lẽ người có chút bản lãnh đều sẽ như vậy. Chỉ bằng cô tự mình đi một chuyến, nói không chính xác còn có thể nói động đến hắn. Có thể mịt mờ ám hiệu chờ trận gió này thổi qua có thể khôi phục chức vụ. Qua năm sau huyện chuẩn bị thành lập cục chiêu thương, sẽ đảm nhận chức vụ cục trưởng đệ nhất, ha ha. Cổ Bảo Toàn thả ra một luồng sương khói rất là ngọt ngào.
Còn nữa, gọi Tần Chí Minh của Ủy ban Kinh tế Thương mại đi, nghe nói quan hệ với y cũng không tệ lắm, ha ha. Đôi mắt thâm thúy của Cổ Bảo Toàn thật giống như một vùng hắc động, sâu không lường được, có thể nhìn có thể co rút lại tự nhiên, đây mới là phong phạm, khí phách của bí thư huyện ủy. Được rồi, tôi xử lý chuyện trên tay một chút rồi đi một chuyến. Vệ Sơ Tinh gật đầu, trong lòng rất là bực mình đường đường là một chủ tịch huyện ngược lại phải đi nhờ cậy một chủ nhiệm thủ đập chứa nước, đây là cõi đời gì chứ? Trong lòng cô ta chửi mắng đồng chí Diệp Phàm mấy ngàn lần, thậm chí đã đến trình độ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hiện tại đồng chí Diệp Phàm đang ở đây, chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh thậm chí đang suy nghĩ mình có nên nhào tới tàn ác cắn hắn một phát hay không? Mẹ kiếp, đàn bà đang nguyền rủa mình, làm sao mình cảm giác cánh tay hơi có chút phát đau, trái tim cũng có vẻ kích động, quái lạ. Một cây xì gà đã hút gần hết, Diệp Phàm đang nằm lắc lư trên cái ghế ở đập nước rất thoải mái, có chút giống như ghế của lão gia. Dương Vân Thiên đưa tới, nghe nói là làm bằng gỗ lim, một chiếc cũng hơn vạn đồng. Lúc buổi sáng thủ quỹ Điền Kim Hoa và chánh văn phòng Hướng Minh Đào đều vội vàng quay về, kêu một đại chủ nhiệm một mình thủ đập chứa nước hai người ở nhà cũng không yên tâm. Mặc dù nói ngoài mặt Diệp Phàm nhìn qua rất dễ thân, nhưng ai biết trong lòng đại chủ nhiệm người ta có suy nghĩ gì. Buổi tối tất cả mọi người đều trở lại, vì mấy ngày nữa là nghỉ Tết rồi. Chủ nhiệm Diệp Phàm cũng phải gặp mặt mọi người không phải sao. Hơn nữa các đồng chí của đập chứa nước nghe nói chủ nhiệm Diệp cho tới bây giờ đều rất hào phóng, chỉ ở cục tôn giáo mấy ngày, nghe nói người trong cục cuối năm đều được phong bao 1.000 đồng. Còn có thịt heo, thảo quả, hỗ tử, chăn lông gì đó, chuyện này đã truyền ra khắp huyện ủy, làm cho các đồng chí của các phòng ban khác đều hết sức ghen tị, ai nấy thở dài nói là các đồng chí của cục tôn giáo may mắn, có một cục trưởng năng lượng như vậy. Phải biết tiền lương một tháng của các cán bộ mới hơn 300 đồng. Phong bao 1.000 đồng là tương đối có phân lượng rồi. Hơn nữa cục tôn giáo trước kia mấy năm chưa từng gặp qua phong bao lì xì, so sánh với bao tiền lì xì của hai bên thì phân lượng lớn hơn không ít. Cho nên trong đáy lòng các đồng chí đập chứa nước núi Bà La của cũng vô hạn hướng tới, đương nhiên cũng hy vọng chủ nhiệm Diệp có thể hào phóng một lần nữa, bao tiền lì xì 600 đồng là đủ rồi, ngàn đồng thì quá lớn, phỏng tay, không dám nghĩ. Khi Diệp Phàm lắc lư thì điện thoại vang lên. Chủ nhiệm Diệp, tôi là phó tổng tập đoàn điện lực thành phố, lão tổng không có ở đây, chuyện trong tập đoàn cũng do tôi thay mặt quản lý. Cho nên quan tâm không đủ tới đập chứa nước Bà La. Có chút xấu hổ, cuối năm rồi, tập đoàn cũng phải biểu thị một chút. Cảm tạ các đồng chí của đập chứa nước vẫn luôn thủ vững phòng tuyến đầu tiên của đập chứa nước, vì an toàn của đập chứa nước, vì trăm vạn dân chúng hạ du, vì trạm phát điện có thể kéo dài phát điện, mọi người đã chịu cực khổ. Tập đoàn quyết định cuối năm rút ra cho kho khu 20 vạn làm kinh phí hoạt động, tôi đã thu xếp nhân viên tài vụ làm xong bảng biểu, đoán chừng xế chiều số tiền kia là có thể trực tiếp cấp xuống sổ sách của kho khu, anh thu xếp nhân viên tài vụ đi kiểm tra, ha ha ha. Phó Tổng Phạm Trọng Dương của Tập đoàn Điện lực thành phố tươi cười, nói trong điện thoại. Diệp Phàm đương nhiên biết Phạm Trọng Dương có ý tứ có đi có lại, người ta là nể mặt lão ca Tào Vạn Niên trưởng ban tổ chức thành phố mới đặc biệt cấp cho. Đương nhiên, đối với chuyện tốt như thế đồng chí Diệp Phàm cũng sẽ không ngu đến đi cự tuyệt, tiền quá nhiều sẽ đâm vào tay. Hiện tại kho khu chỉ còn lại 1 vạn đồng, có 20 vạn đồng, sau này cũng sống tốt hơn nhiều. Cảm ơn, cảm tạ Phạm Tổng đã quan tâm đến toàn thể các đồng chí của kho khu chúng tôi đại biểu kho khu xin cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của lãnh đạo cấp trên. Ha ha ha, Phạm Tổng, lúc nào rảnh rỗi thì tới câu cá, ha ha ha. Diệp Phàm sảng lãng cười nói, cảm giác làm sao chuyện tốt cứ cái này nối tiếp cái kia kéo đến, nhất thời tâm tình cũng rất tốt, lắc lắc cái ghế, nói. Ngày mai tôi sẽ đến thành phố, tôi đã nói cho anh Tào rồi, chọn kiểm phổ các. Đương nhiên, câu nói sau cùng mới là câu Phạm Trọng Dương muốn nghe thấy nhất. Tốt lắm, cảm ơn chủ nhiệm Diệp, để tôi đi thu xếp, chuyện này đương nhiên tôi mời khách rồi, làm sao có thể làm phiền chủ nhiệm Diệp Tiêu Pha, ha ha ha. Phạm Trọng Dương thoải mái cười to, trong lòng thoải mái hơn nhiều, một lát lại hỏi. Chủ nhiệm Diệp, không biết trưởng ban Tào có đặc biệt yêu thích gì không, để tôi có chuẩn bị. Yêu thích đặc biệt, tôi cũng không biết rõ. Tôi nghĩ anh Tào thích đi kiểm phổ các, nơi đó mùi vị kim kịch rất nồng. Diệp Phàm cười nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ nhiệm Diệp chỉ điểm. Sau này chủ nhiệm Diệp có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi.
Phạm Trọng Dương cười híp mắt cúp điện thoại, trong phòng suy nghĩ một hồi, đập tay lên bàn kêu lớn, hô. Có rồi. Phạm Trọng Dương cảm giác mình đột nhiên giống như đứa trẻ mười mấy tuổi, tựa hồ lại nhớ tới thời huy hoàng của mình. 1:30 trưa. Diệp Phàm vừa cơm nước xong, đang phơi nắng, ấm áp vô cùng thoải mái. Ai, mặt trời mùa đông thật là dễ chịu, cứ phơi nắng cả đời như vậy cũng được, đáng tiếc, đời người có quá nhiều bất đắc dĩ, muốn nghỉ ngơi rảnh rỗi cũng không xong, nếu không tại sao không được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chứng tỏ muốn an nhàn cũng không dễ. Diệp Phàm phe phẩy thở dài. Cái ghế này của Lão Dương cũng không tệ lắm, thật là hiểu được hưởng phúc chủ nhân. Ở chỗ xa mơ hồ truyền đến tiếng xe. Không phải là tiểu tử Tề Thiên tới đây chứ? Diệp Phàm đứng lên xem xét. Không biết phó chủ tịch tỉnh Tề có rảnh rỗi hay không, cuối năm hẳn là không rảnh. Người ta là một đại chủ tịch tỉnh làm sao có thời giờ tới câu cá. Được rồi, không suy nghĩ nhiều nữa. Diệp Phàm lắc đầu. Hai chiếc xe đi tới, rất có khí phái. Tiểu tử Diệp, nhìn gì sững sờ vậy? Thấy lão tử tới còn không dịch cái mông cậu ra khỏi xích đu tới đây hầu hạ, có phải ngứa ngáy rồi không? Ha ha ha! Tề Trấn Đào là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, nhưng ngoại hiệu không có nhã nhặn gì, tên là Tề Đại Pháo, hơn nữa xuất thân trong quân đội, ngay thẳng, có thể thấy được cổ họng thô to rồi. Tuy nhiên Tề Trấn Đào cũng không mất hứng, ngược lại thường tự xưng là Tề Đại Pháo, ngoại hiệu chính là tốt, ít nhất có thể phát mấy chiếc đạn pháo. Làm không tốt còn có thể nổ tung mấy người. Với tiếng kêu của y, hơn nữa đập chứa nước gần đây cũng không mở thả nước gì cả, cho nên thanh âm cứ quanh quẩn trên mặt nước, ong ong vang lên, làm kinh động đến chủ tịch Nhiệm Hướng Minh Đào và thủ quỹ Điền Kim Hoa từ trong nhà đều chạy ra xem náo nhiệt. Khi hai người vừa nhìn thấy chiếc xe sáng loáng, hai người sợ hãi vội vàng từ trong lầu vọt ra, cũng không biết là đại lãnh đạo ở đâu đến, nhưng hai người đều không dám chậm trễ. Trong lòng thật sự nhìn Diệp Phàm với cặp mắt khác xưa, chủ nhiệm Diệp vừa đến nhậm chức lại có đại lãnh đạo đến thăm hắn, thật là ngạo mạn. Chú Tề, không ngờ chú chịu tới một chỗ lụi bại của cháu để câu cá, cháu có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tề Thiên, tiểu tử này đi ra cho tôi, trốn gì mà trốn, chú Tề tới cũng không báo trước một tiếng, có phải muốn tôi trở tay không kịp hay không, ha ha ha. Diệp Phàm vô cùng kích động, trong lòng cứ luôn hô bình tĩnh. Nhưng lần này không có Thiết Chiêm Hùng làm chỗ dựa làm thế nào cũng không bình tĩnh được, ngay cả chân cũng có chút run rẩy, muốn đứng vững cũng có chút khó khăn, mắng thầm, tên hèn nhát. Không phải chỉ là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy sao? Cũng không phải là chủ tịch nước, sợ cái cóc khô gì, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khí thế là thứ tích lũy theo năm tháng mà lắng đọng xuống, không phải một sớm một chiều có thể chống đỡ được. Thật ra Diệp Phàm tính không sai, nếu là người bình thường, trải qua một tiếng kêu của Tề Trấn Đào, không ngã xuống đất mới xem là thiên tài. Chương 437, Vụ trưởng Bộ Tài chính cũng tới câu cá. Diệp Phàm không ngờ Tề Trấn Đào thật sự chịu đến xó xỉnh này câu cá, tuy nhiên hắn cũng hiểu Tề Trấn Đào không phải thật sự đi câu mà là có ý với Xuân Cung Hoàn trong túi hắn. Minh Đào, nhanh đi chuẩn bị cần câu, đặt sẵn ở chỗ nào câu tốt nhất trong hồ, nếu như có thể câu được một con hồng hồ tai thì hoàn hảo rồi. Diệp Phàm quay đầu thu xếp, Điền Kim Hoa dĩ nhiên đã sớm chạy đi pha trà, chuẩn bị cả rồi. Một vài lãnh đạo cấp trên tới kho khu đều là vì câu cá, thuận tiện tán gẫu giải sầu, tâm sự, tu sinh dưỡng tính cho nên kho khu vẫn luôn chuẩn bị mấy bộ cần câu cá hạng sang. Nghe nói mấy bộ cần câu này là do chủ nhiệm Trương Tiền Nhiệm đã đặc biệt xuất ra 3 vạn đồng để mua sắm, có cả bàn trà nhỏ, ghế nằm có ô che nắng, Điền Kim Hoa và Hướng Minh Đào cũng hầu hạ qua mấy nhóm lãnh đạo nên thủ pháp chuẩn bị tương đối thuần thục. Đương nhiên, công cụ câu cá còn phân cấp bậc, chia làm tam cấp, lãnh đạo cấp ban cấp phòng kém cỏi nhất là dùng đệ tam cấp, cấp sở là nhị cấp, cấp ban chính là công cụ câu cá cao cấp nhất. Cấp bộ dĩ nhiên không chuẩn bị, bởi vì góc địa phương nhỏ cho dù có ngồi đếm tuế nguyệt cũng không đến lượt lãnh đạo cấp tỉnh, bộ, đặt mua thì cũng quá lãng phí. Ngay cả cần câu cấp ban cũng cực ít dùng, vẫn luôn niêm phong cất vào kho, hình như mới dùng qua một lần hồi chủ nhiệm Trương còn ở đây. Nghe nói là nghênh đón một cán bộ cấp phó vụ trưởng, hình như là phó chuyên viên từ thành phố Mạc Hương đến Ngư Dương điều tra, chẳng qua là một nhàn quan mà thôi. Một vị nhàn quan như vậy còn làm chủ nhiệm Trương lúc đó mừng quính lên, sau đó vẫn luôn lấy làm niềm kiêu hãnh, thật ra chỉ là một thứ trang sức coi như đã từng hầu hạ qua quan lớn cấp phó ban câu cá.
Những chuyện rắc rối này dĩ nhiên Diệp Phàm không hiểu, bởi vì lúc buổi sáng câu cá thì tiện tay cầm một cây cần câu. Khi ấy hắn còn cảm thấy buồn bực vì làm sao có nhiều loại cần câu như vậy, hơn nữa phân chia tầng thứ rất rõ ràng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tuyệt không ngờ tới trong này còn nhiều tầng thứ như vậy. Lúc này đồng chí tránh văn phòng kho khu Hướng Minh Đào rất cẩn thận nói nhỏ bên tai Diệp Phàm. Chủ nhiệm, lấy đồ đi câu tầng thứ mấy? Vậy là ý gì, có cấp bậc gì chứ? Diệp Phàm ngơ ngác. Ha ha, trước kia chủ nhiệm Trương đem công cụ câu cá chia làm 3 cấp tương ứng với các cấp cán bộ. Ví dụ như cán bộ cấp ban cấp phòng thì dùng cấp 3, chi phí chiêu đãi không quá 1.000 đồng. Hướng Minh Đào thì thào. Cấp sở coi như cấp thứ 2 rồi, chi phí là bao nhiêu? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, cảm giác quan trường đúng là phức tạp. Ngay cả câu cá còn phân cấp bậc, không lẽ đây chính là quy củ ngầm A? Ngay cả khi Trương Minh Phát không có ở đây thì thủ hạ vẫn án theo lệ cũ xử lý, giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, người này hóa ra rất có thủ đoạn. 3.000. Hướng Minh Đào đưa ra 3 ngón tay. Ừ, lần này dùng tốt nhất là được, chi phí chiêu đãi không hạn chế, tốt là được, ha ha. Diệp Phàm cười khẽ thiếu chút nữa làm chủ nhiệm Hướng Minh Đào rất cằm, lấm lét nhìn đám người Tề Trấn Đào không dám lên tiếng. Thầm nghĩ, lão thiên, không phải là lãnh đạo thành phố chứ. Chủ nhiệm Diệp nói là chi phí chiêu đãi không hạn chế. Nếu đám khách này muốn đến địa phương nào dạo một vòng chẳng phải là dùng hơn vạn đồng sao. Tới đây Diệp Phàm, để chú giới thiệu cho cháu vị này là vụ trưởng Phong Thanh Lục từ Bộ Tài chính tới. Tề Trấn Đào thân thiết cười nói. Vụ trưởng, còn là Bộ Tài chính, đại nhân vật A. Diệp Phàm cảm giác ngực nóng ran lên, ngay cả bước chân cũng thấy bay bay. Thật ra thì Tề Trấn Đào đã là quan lớn cấp phó trưởng ban, còn là thường vụ tỉnh ủy, so với Phong Thanh Lục còn cao hơn một bậc. Chẳng qua cũng phải nhìn người ta ở đâu, chỉ cần nghe nói đến Bộ Tài chính là đã cảm thấy vì nể rồi, dĩ nhiên quyền lực một vụ trưởng Bộ Tài chính chưa chắc có thể so với một phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy như Tề Trấn Đào. Bộ dạng Phong Thanh Lục tương đối thư sinh, nếu thêm một cặp kính thì càng có khí chất văn nhân. Diệp Phàm hơi sững sờ sau đó vội vàng bước nhanh lên dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay vụ trưởng Phong cung kính. Hoan nghênh vụ trưởng Phong đến địa phương nhỏ của tôi chỉ đạo, thật là vinh hạnh. Ha ha ha, chủ tịch Tề đã nói cậu là anh em kết nghĩa với thằng nhóc Tề Thiên, thật là tuổi trẻ tài cao a. Vụ trưởng Phong vui vẻ. Diệp Phàm dĩ nhiên biết người ta là nhìn ở vào mặt mũi Tề gia, nếu không y có bắt tay với mình hay không cũng là vấn đề. Không lâu sau mấy người đến đài điểm tướng. Chỗ câu cá tốt nhất dĩ nhiên chính là điểm tướng đài này, nghe tên gọi đã rất uy phong. Điểm tướng ở đây chỉ là đứng đó điểm vài con cá tướng rồi, nghe tên gọi đã rất oai phong, chắc là người xây đài này tính toán để vuốt mông ngựa lãnh đạo. Phong lão đệ, hôm nay chúng ta cũng tới nếm thử tư vị điểm tướng. Nhìn xem người nào điểm tướng nhiều nhất, đánh cuộc một lần nhé. Tề Trấn Đào cười ha hả, khẽ liếc sang vụ trưởng Phong Thanh Lục. Được thôi, chẳng qua phải thêm chút tiền mới được, nếu không thì không đủ thú vị. Vụ trưởng Phong cũng sảng khoái, tuyệt không yếu thế, dù sao cũng là vụ trưởng từ kinh thành tới, kiến thức rộng rãi, phong độ đại gia. Được, anh thắng thì đồ kia để tôi năm thành phần chỗ anh thua cũng vậy, được không? Tề Trấn Đào ra vẻ bí hiểm, Diệp Phàm nghe xong cũng mở mịt, liếc sang Tề Thiên, kéo sang một bên thì thầm. Phân đồ là vật gì, cậu có biết hay không? Ha ha ha, cái này khó nói, chắc cứ phân định thắng thua rồi sẽ hiểu, chúng ta từ từ chờ đi. Tề Thiên còn giả vờ thần bí, làm Diệp Phàm giận đến trắng mắt, nếu không có cha gã ở đây thì đã đạp một phát xuống hồ cho cá ăn rồi. Hai người đeo mũ kepi. Thật ra thì chính là loại nón cỏ nông dân hay dùng, chẳng qua thủ công tinh xảo hơn, vành mũ cũng rộng hơn, xem ra là hàng thừa. Hiện giờ mọi người thành phố đang có mốt vui thú điển viên, có lãnh đạo không có chuyện làm, hai ngày nghỉ chỉ thích lái xe đến nông thôn đi mướn vài miếng đất thử cảm giác làm nông dân, gọi là trở về với tự nhiên. Những chuyện này làm hại những lão nông chi điền cả ngày làm bạn với đồng ruộng hùng hổ. Trở về tự nhiên. Ông mày ngày ngày đều ngâm mình ở trong tự nhiên, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, có mùi vị tự nhiên cái rằm ấy, chỉ có một chữ cực khổ. Nếu như gắng phải thêm mấy chữ chính là mệt chết người. Còn ở đó mà hò hét trở về tự nhiên, trở về hầm cầu đi, ta nhổ vào. Nói xong còn thêm một câu, thuần túy là ăn no dỗi việc. Đương nhiên,
lão bách tính nông thôn không ở tầng thứ của đám cao quan nên không thể nhận thức mùi vị tự nhiên, chẳng qua người ta là nói rất thành thật, không hề giả dối. Tề Chấn Đào thuần thục mắc mồi rồi buông cần, xem ra quan lớn hiện giờ rất thích thể loại giải trí này, toàn thân có thể buông lỏng, trông lại hết sức quý phái. Diệp tiểu tử, lẩu sói chuột đã chuẩn bị xong chưa vậy, lần này phải cho thêm nhiều thuốc nhé. Tề Chấn Đào nói trắng phớ, cảm giác dược tính nồi lẩu lần trước ở Thủy Châu còn chưa đủ nặng. Cho thêm nhiều, điều này có thể làm sao, nếu như lão nhân gia ngài tối nay không về nhà thì ta có thể đi tìm mấy cô nương cho ngài tiết hỏa. Vậy thì hay rồi, một chủ nhiệm kho cùng đi với phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy Dạo Kỹ Việt, bên cạnh còn có một vụ trưởng bộ tài chính, rất là kiêu ngạo. Diệp Phàm ngầm oán thầm, nhưng ngoài miệng đáp. Được, hạ nặng một chút là được, bảo đảm đủ sức lực. Chẳng qua chỉ sợ quá nặng sẽ chọc cho phiền toái thì không hay. Diệp Phàm nói bóng gió. Phiền toái, uống chén lẩu có gì phiền toái, không có chuyện gì. Chủ nhiệm Diệp, thân thể chúng ta đều làm bằng thép. Chịu được. Năm ngoái đến Nam Việt làm cả bình rượu ngâm lộc hưu mới thật là nặng, uống xong cả đêm đi tắm, ha ha ha. Vụ trưởng Phong thuận miệng nói. Không có chuyện gì, Phong lão đệ cũng không sợ, ta đã từng đi lính thân thể lại càng kiên cố. Tề Chấn Đào quỷ dị trừng mắt với Diệp Phàm, cũng không biết là ý gì. Biết đâu chủ tịch Tề muốn cho vụ trưởng Phong bị bêu xấu, đến lúc đó vụ trưởng xuống đài không được còn không rút ra của ta ra. Ngọc Sử Giới chẳng qua một phó trưởng ban sở tài chính tỉnh hừ một tiếng, ta đã bị đày đi tới tuần bá câu cá rồi. Tầng thứ vụ trưởng Phong cao hơn Ngọc Sử Giới không chỉ một tầng, tuy nói cấp bậc chỉ cao hơn một nửa nhưng thực quyền khác nhau một trời một vực, lão nhân ra lên tiếng chắc là ta bị quan lớn tỉnh Nam Phúc ném cho cá ăn. Có lẽ bọn họ có cách giải quyết rồi, mình cũng chỉ nghĩ nhiều mà thôi. Không lâu sau Lý Tuyên Thạch tự mình đưa tới sói chuột lông xanh thượng hạng. Tạ Mỹ Nhi phái tới đầu bếp cao cấp của Thủy Vân Cư, Diệp Phàm chỉ dẫn phương pháp xử lý rồi đi theo hai vị đại lão câu cá. Dược liệu đã sớm xử lý trộn vào nhau, cho dù đầu bếp muốn học trộm cũng tuyệt đối học không được, đương nhiên món khiếu hoa ngư của Diệp Phàm đang còn ngâm trong lòng đất. Hơn một giờ đã qua, Tề Chấn Đào tạm thời vượt lên đầu, câu được ba con lớn cỡ bàn tay, cười híp mắt nhìn vụ trưởng Phong vì trong thùng của vụ trưởng Phong chỉ có ba con bằng cỡ ba ngón tay. Phong Thanh Lục vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt nước, không biết nhìn tăm cá hay đang xem phong cảnh, cũng không quay đầu lại cười nói. Ông Tề, chưa tới lúc thu cần thì chưa vội đắc ý, thắng lợi thường thường ở lúc cuối cùng, ha ha ha. Chương 438, Chủ tịch huyện vệ Quang Lâm ban kho khu câu cá. Tôi thì thích đi đầu, luôn là đoạt trước, câu cá cũng không khác làm quan bao nhiêu, thấy vị trí là phải hành động, qua thôn sẽ không phòng trọ rồi. Anh muốn ở sau còn đợi đến ngày tháng năm nào. Đến khi râu tóc bạc còn kêu ông trời đối xử bất công, thật ra thì ông trời đối xử với mỗi người đều rất công bằng, anh không tranh thủ cơ hội thì sao người ta tạo cơ hội cho anh được. Trong lời nói của Tề Chấn Đào có thâm ý sâu sắc, Tề Thiên bĩu môi không nhịn được nói. Cũng không nhất định, thứ của ông trời nhất định cha không đoạt được, chưa chắc châu chậm đã uống nước đục, không có quan hệ đoạt trước còn phải đụng bể đầu, không tính được. Nói nhảm. Tiểu tử ngươi biết cái dám gì, mau cút sang một bên cho ta, suy nghĩ đạo lý trong đó đi. Tề Chấn Đào không chút lưu tình, đánh cho Tề Thiên một cái cờ lê, trừng mắt nói thêm. Con nhìn Diệp tiểu tử đi, mới 19 đã là cán bộ cấp trưởng phòng rồi, người ta chính là dựa vào chính mình tranh thủ có được. Con cho rằng trên trời có bánh ngọt rơi xuống sao, đập không chết được thằng nhóc này. Cả ngày giúp đầu ở liệp báo, tưởng ta không hiểu quỷ tâm của con sao. Lần này nói gì cũng phải đi gặp người ta. Quá không có lễ phép cũng không được, nếu còn dở thủ đoạn nham hiểm tự mình hại mình cẩn thận lão tử thật sự cho con tàn đời đấy. Hừ, Tề Chấn Đào mắng thẳng vào mặt, thiếu chút nữa khiến Tề Thiên choáng váng hôn mê, đoán chừng là buộc Tề Thiên đi gặp mặt gì đó. Tề Thiên đưa ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Phàm, đoán chừng là hy vọng Diệp Phàm có thể đứng ra nói giúp mình mấy câu. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là nhún vai xin lỗi. Tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Nếu như có Thiết Chiêm Hùng ở đây làm chỗ dựa cho mình còn có thể thình lình nói một hai câu, lúc này Diệp Phàm cũng không muốn đi đụng vào, người ta đường đường là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy. Bài học của Ngọc Sử Giới rất sâu sắc, một quan to cấp phó ban cũng có thể đùa bỡn mình như con khỉ, vậy thì chớ nói chi là Tề Chấn Đào còn là quan to cấp phó tỉnh.
đoán chừng trực tiếp lột sạch chức danh của mình trực tiếp đánh về đập Thiên Thủy làm một thôn quan, còn không phải chỉ cần một câu nói của người ta là có thể giải quyết. Dù anh lăn lộn một thời gian dài, vất vả lắm mới leo được chút vị trí, một câu nói của người ta có thể sẽ đưa anh trở lại trước giải phóng. Diệp Phàm đương nhiên cũng không muốn bị mất sạch, khi về nhà ăn Tết cũng quá bối rối, không còn mặt mũi nào nhìn phụ lão Giang Đông. Trấn Đào, Tề Thiên cũng chưa lớn, anh cho nó chơi thêm mấy năm cũng không sao cả. Không cần vội. Lúc này vụ trưởng Phong Thanh Lục trái lại tới giải vây, nói giúp một câu. Y ra mặt nói mấy câu trái lại vừa vặn tốt, cùng một cái tầng thứ dễ nói chuyện. Hừ, không vội, chủ yếu là tiểu tử này còn chưa đủ lông đủ cánh, tôi là sợ nó chưa trưởng thành. Năm nay thoáng cái đã 24 tuổi rồi, hiện tại trong quân đội đề bạt cái gì thỉnh thoảng cũng xem ra thất, không có ra thất không ổn định. Trên phương diện chính trị thì không thể lấy được tín nhiệm của lãnh đạo, tục ngữ không phải nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức sao. Quan trường Hoa Hạ chúng ta rất chú trọng lão thành và tư cách, cho nên muốn thăng một cấp cũng khó khăn. Đặc biệt là Liệp báo, đối với thẩm tra phương diện chính trị lại càng nghiêm mật gần như hà khắc, chỉ cần một chút không hợp cách cũng không được, Tề Thiên muốn tăng một cấp lên trung tá đó là tương đối khó khăn. Không có bản lãnh thật sự đoán chừng phải lăn lộn thêm mấy năm rồi, ai? Khi lão tử ở tuổi nó đã thăng lên thượng tá rồi. Hổ phụ khuyển tử a, thật mất mặt. Tề Trấn Đào nói thuộc, chắc phải có quan hệ rất thân thiết với vụ trưởng Phong mới nói được lời như thế. Thật ra thì vụ trưởng Phong và Tề Trấn Đào còn có thân thích, Diệp Phàm cũng không là người ngoài gì, cho nên Tề Trấn Đào mới không có chú ý tới cái gì cả. Nếu không, làm một phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, nói chuyện đương nhiên cũng chú ý hình tượng rồi, chỉ có ở trước mặt người thân còn có thể tùy tiện như thế, lộ ra bản tính quân nhân. Thời đại của cha so sánh với hiện tại làm cái gì? Cầm súng có thể giết chết mấy người là có thể thăng quan rồi, hơn nữa lúc ấy ông nội còn đang làm thủ trưởng bộ đội, cho nên muốn đề bạt cũng dễ dàng, hiện tại không thể thực hiện được rồi, lập công lớn tối đa là thưởng gì đó, muốn để lên một cấp nhỏ cũng không được. Tề Thiên cào nhau, ý là Tề Trấn Đào là dựa vào quan hệ của ông nội mà đi tới. Thằng nhãi danh, muốn ăn đòn có phải hay không? Hừ, Tề Trấn Đào thật giống như bị đâm trúng chỗ đau, thoáng cái mặt sầm xuống. Gần bằng bao công rồi. Tề Thiên bị dọa đến im bặt. Chú Tề, cháu cũng nghe anh Thiết nói qua, bộ đội Liệp báo tương đối đặc biệt. Lúc ấy cháu đã hỏi anh Thiết rồi, nếu như Tề Thiên muốn để bạt lên trung tá có điều kiện gì, anh ấy nói chỉ tiêu chủ yếu ở phía trên, không có trình độ giai đoạn tầng thứ tư thì không phải suy nghĩ. Bởi vì trung tá tiến lên một bước cũng sắp đến cấp phó đoàn rồi, cấp phó đoàn Liệp báo nhưng thật ra là một cấp bậc phó binh đoàn, không phải là một người bình thường. Chú Tề hiểu cho cậu ấy, Tề Thiên cũng rất khó khăn, chuyện này chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp, tận lực để cho cậu ấy tranh thủ sớm một chút đến tầng thứ tư. Nhưng cũng không gấp được, trong vòng một năm khẳng định không thể nào rồi, vừa tới tầng thứ ba trung đoạn, muốn tới tầng thứ tư đoán chừng mất hai năm, còn phải xem vận khí, không vội được. Diệp Phàm bất đắc dĩ cố lên gân đứng ra nói giúp mấy câu, trái tim cứ nhảy bình bịch trong lồng ngực, lỗ tai mình còn nghe thấy. Nếu như đo một chút đoán chừng có mấy trăm lần, còn không phải là căng thẳng làm cho loạn. Đương nhiên, Diệp Phàm nói chuyện rất mịt mờ, một chữ nhắc về phương diện võ công nội kình cũng không đề cập đến, chỉ là dùng tầng thứ đại biểu đẳng cấp, tin tưởng Tề Trấn Đào hẳn là hiểu rõ phương diện này. Lần trước là cậu giúp nó à? Tề Trấn Đào xoay đầu lại, trái lại nhìn Diệp Phàm mấy lần, trong lòng khá ngạc nhiên. Thật ra thân phận của Diệp Phàm ở Liệp báo cho dù là Tề Trấn Đào cũng không biết, cái này là cơ mật của Liệp báo, Tề Thiên cũng kín miệng, không dám tiết lộ nửa câu, đây chính là muốn lên tòa án quân sự. Trong suy nghĩ của Tề Trấn Đào có lẽ Diệp Phàm đã sớm quen biết với Thiết Chiêm Hùng, thân thủ của Diệp Phàm chắc là Thiết Chiêm Hùng truyền cho nên Diệp Phàm có một chút bản lĩnh, Tề Trấn Đào cũng có thể đoán được, hơn nữa cũng rất tự nhiên. Nhưng chuyện lần trước công lực Tề Thiên tăng trưởng là Diệp Phàm giúp đỡ, Tề Trấn Đào cũng thật không hiểu được. Bởi vì y cho là Diệp Phàm cho dù có chút bản lĩnh cũng cao không tới đâu, nhiều nhất chỉ cao hơn Tề Thiên một chút cũng không được, bởi vì Diệp Phàm còn nhỏ tuổi hơn Tề Thiên. Y tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Phàm ở trong mắt Thiết Chiêm Hùng đã là một cao thủ ngũ đoạn. Nếu như biết đẳng cấp thật sự của Diệp Phàm là cấp 7, đoán chừng Tề Trấn Đào thật sự rất răng hàm. Đối với phương diện nội kình Tề Trấn Đào trước khi chuyển nghề còn là một tướng quân, có quan hệ không tồi với Thiết Chiêm Hùng, vẫn biết được tương đối nhiều.
ha ha, giúp chút ít thôi, còn là Tề Thiên tự mình nỗ lực, nếu không cũng không tốt. Diệp Phàm giả bộ không để ý khẳng định chuyện lần trước, Tề Chấn Đào mặt ngoài vẫn bình tĩnh câu cá, thật ra trong đáy lòng đã bắt đầu một lần nữa xem kỹ lại Diệp Phàm. Y cảm giác tiểu tử họ Diệp có chút kỳ quái, giống như che giấu loại phong phạm của cao nhân lánh đời, tiểu tử này không phải có sư phụ là cao nhân lánh đời chứ. Nếu quả thật có tình huống như vậy, tiểu tử Tề Thiên này thật đúng là may mắn, có thể kết giao được với đồ đệ của cao nhân lánh đời đây chính là hưởng thụ vô cùng, có lẽ mình đa tâm rồi, nhưng lần trước hắn giúp Tề Thiên, mình cũng không thể nhìn hắn ở đập chứa nước xó xỉnh này chịu khổ sở, dù sao cũng phải làm chút gì rồi. Nếu không người khác sẽ mắng Tề Chấn Đào này bạc tình bạc nghĩa, Tề Chấn Đào ta là một người có ân báo ân, có oán trả oán, quyết không hàm hồ. Diệp Phàm tuyệt đối không nghĩ tới tâm tư Tề Chấn Đào có biến hóa nhỏ lại có thể mang đến cho hắn lợi ích khiến người khác chấn động. Bên cạnh đập nước vừa lái tới một chiếc Santana, tuy nói điểm tướng đài cách đập nước khá xa, chừng có mấy trăm mét. Nhưng Diệp Phàm có đôi mắt ưng bén nhạy đã cảm nhận được người tới. Ngây người vài giây vì không ngờ chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh sẽ tới đập chứa nước để thăm mình, đây rốt cuộc là vì chuyện gì, đúng là có chút tà môn. Đồng chí Diệp Phàm giả bộ không nhìn thấy là xe của ai, vẫn ngồi một bên mấy người Tề Chấn Đào nhàn nhã câu cá, vệ Sơ Tinh tới nơi này chắc không có việc gì tốt, Diệp Phàm tin tưởng trực giác của mình. Chánh văn phòng Hướng Minh Đào của đập chứa nước là người chuyên tiếp đãi khách, vừa nghe thấy tiếng xe thì nhô đầu ra rồi, nhìn thấy biển xe của Ủy ban Nhân dân huyện. Đã ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống mở cửa xe. Diệp Phàm đang ở trên điểm tướng đài câu cá nhìn thấy thì ngây người, lợi hại. Lão Hướng đoán chừng sắp 50 rồi, thân thủ làm sao nhanh nhẹn như thế, giống như con thỏ núi. Không phải là cao nhân lánh đời, luyện qua rồi chứ. Chắc là bị tấm biển xe của vệ Sơ Tinh làm thích thú, con người ai chẳng vậy, chẳng ai ngoại lệ. Thư ký đeo kính khương của vệ Sơ Tinh bước ra trước, nói với Lão Hướng. Chủ nhiệm Diệp đâu rồi, chủ tịch huyện vệ muốn gặp hắn. Lão Hướng đương nhiên không nhận ra vệ Sơ Tinh, trong đáy lòng đang suy đoán là vị quan to nào của huyện đại giá Quang Lâm, vừa nghe nói là chủ tịch huyện vệ đến, cả người như chấn động, không dám liếc nhìn vệ Sơ Tinh. Nếu đối mắt với chủ tịch huyện có thể gặp phải xui xẻo, trong nháy mắt thân thể nhất thời lại càng cong cong giống như cây cầu. May là Lão Hướng không biết thân phận của Tề Chấn Đào và vụ trưởng Phong, nếu không lưng đã sớm biến thành ngựa kéo. Hơn nữa còn là một con lạc đà già. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không nói là ai, làm hại Lão Hướng còn tưởng là người bằng hữu có tiền nào đó của Diệp Phàm. Nếu Tề Chấn Đào cũng đem tấm biển Ủy ban Nhân dân tỉnh đeo trước xe, đoán chừng hai chân Lão Hướng đã sớm khuỵ xuống. Chủ nhiệm Diệp đang cùng mấy người khách câu cá ở điểm tướng đài, để tôi đi gọi anh ấy. Lão Hướng run sợ nói, kích động giống như đứa bé. Cũng khó trách Lão Hướng. Bởi vì y chưa từng gặp qua chủ tịch huyện, làm ở đập chứa nước chừng 10 năm, lại chưa từng thấy huyện Thái gia Quang Lâm, phó chức trái lại thường xuyên nhìn thấy, chính là vị Thái gia chính quy lại không thấy bóng dáng. Được rồi, để tôi qua đó. Vệ Sơ Tinh đã sớm nhìn thấy hai chiếc áo Audi, chỉ là từ trên biển số xe Audi cũng không nhìn ra danh đường gì. Đó là vì vụ trưởng Phong và Tề Chấn Đào đều thích khiêm tốn, không muốn làm cho người ta nhìn ra gì cả. Nếu không sau mông có một đống lớn các quan chức theo đuôi thì còn câu cá gì nữa. Cho nên mới để cho vệ Sơ Tinh ngộ nhận là bằng hữu cũ nào đó của Diệp Phàm tới câu cá, nếu đã là đồng chí lái Audi thì đó cũng là mấy người có tiền. Thuận tiện đi qua làm quen biết đâu có thể lôi kéo được một chút đầu tư không phải là càng hoàn mỹ, cho nên vệ Sơ Tinh quyết định chiêu hiền đãi sĩ, tự mình tới chỗ Diệp Phàm câu cá. Mục đích đương nhiên không nằm trên người đồng chí Diệp Phàm. Lão Hướng vội vàng cầm cái ghế đi theo phía sau vệ Sơ Tinh đi đến điểm tướng đài, nhưng trong lòng thư ký Khương của vệ Sơ Tinh hơi bực mình, cho rằng chủ tịch huyện vệ đi gặp một chủ nhiệm ban kho khu như vậy có chút hạ giá rồi. Lãnh đạo tới, Diệp Phàm làm chủ nhiệm ban kho khu hẳn là phải mau chóng chạy tới đón tiếp mới phải, giống như Lão Hướng, thắt lưng còn không cong như vòng cầu, dáng vẻ đó mới có thể hiện ra vẻ tôn kính. Trong lòng thầm nghĩ. Không khỏi trợn mắt liếc nhìn nhóm người Diệp Phàm đang câu cá ở nơi xa, miệng bĩu lên nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Từ xa, Lão Hướng đã hô lớn. Chủ nhiệm Diệp, chủ tịch huyện vệ tới. Chủ nhiệm Hướng nhỏ giọng một chút, kẻo cá chạy mất. Vệ Sơ Tinh nhoẻn miệng cười hiếm hoi, làm cho Lão Hướng còn tưởng mình già hoa mắt. Trong lòng thầm cằn nhằn, thầm nghĩ, quái. Chủ tịch huyện cười còn rất có phong vận,
đáng tiếc ta là một lão đầu tử rồi, nhưng lẽ nào chủ tịch huyện cười với chủ nhiệm Diệp hay sao? Không phải chứ, nụ cười quỷ dị. Chủ nhiệm Diệp hẳn là độc thân, chủ tịch huyện vệ nghe nói cũng là độc thân đối với độc thân, không phải là hợp mắt sao? Lẽ nào hai người thật sự có liên quan gì? Không được, nếu thật sự thành đôi sau này chủ nhiệm Diệp không phải là, không thể nào, nếu như có liên quan, chủ nhiệm Diệp làm sao lại bị đẩy đi đến đập chứa nước làm, là ta hiểu sai rồi, hiểu sai rồi. Nhưng, có lẽ chủ nhiệm Diệp muốn đến phía dưới giải sầu, cho nên bạn gái chủ tịch huyện vệ mới đồng ý. Nói không chừng cho chủ nhiệm Diệp ở nơi xó xỉnh hẻo lánh này để thuận tiện cùng chủ tịch huyện vệ tâm tình, không phải chủ tịch huyện vệ có bạn trai rồi, chỉ có quan hệ qua đường với chủ nhiệm Diệp, cho nên an bài cho chủ nhiệm Diệp đến nơi xó xỉnh hẻo lánh này, chủ nhiệm Diệp không phải là tình nhân của chủ tịch huyện vệ chứ. Lão Hướng cứ lắc đầu, miên man bất định, một hồi cho là không thể nào, một lát cho là mình phỏng đoán thật giống như có chút cơ sở. Nhưng lại trong lòng lão Hướng thiếu chút nữa mơ hồ. Nếu tiếp tục đoán chừng có sắp thành một kẻ điên rồi. Chủ tịch huyện vệ tới rồi, mời ngồi. Diệp Phàm đứng lên khỏi chiếc ghế dựa xoa xoa mông đít, giả bộ rất nhiệt tình nói. Tôi có ghế đây, chủ nhiệm Diệp, anh cứ ngồi đi. Lão Hướng ân cần vội vàng đem cái ghế đặt ở bên cạnh mông vệ sơ tinh, vươn tay áo ra ra sức xoa xoa, phục vụ đúng là chu đáo, làm cho Diệp Phàm không khỏi nghĩ tới hai chữ phong tao thái giám. Tay áo lão Hướng cũng không sạch sẽ gì, tựa hồ quần áo còn dính dầu mỡ, làm cho cô gái cao nhã như vệ sơ tinh khẽ cau mày. Chủ nhiệm Diệp, những người này là bằng hữu của anh. Vệ sơ tinh liếc nhìn, đáng tiếc Tề Chấn Đào và Phong Thanh Lục đều đội mũ cỏ lớn trên đầu, hơn nữa mặt hướng cần câu, cho nên căn bản là không cách nào thấy rõ mặt mũi. Nhưng, nghe thấy câu hỏi của vệ sơ tinh, Tề Chấn Đào và vụ trưởng Phong cũng không ngoảnh đầu, hết sức chuyên chú câu cá. Làm cho trong lòng vệ sơ tinh không khỏi sửng sốt, hơi có vẻ tức giận, thầm nghĩ, tác phong lớn thật, có tiền thì ngạo mạn, mất đồng tiền dơ bẩn, khoe khoang cái gì. Vệ sơ tinh nghĩ nhưng nữ thư ký đeo kính họ Khương lại ra mặt giúp cô ta. Ngạo mạn gì chứ, hừ. Sau khi nói xong thở phì phì đứng ở bên cạnh vệ sơ tinh. Chương 439, Diệp Phàm đối đầu chủ tịch huyện vệ. Hai người Tề Chấn Đào vẫn giống như cọc gỗ. Không có động tĩnh, chỉ có thư ký của Tề Chấn Đào không vui vẻ hừ nói. Chủ tịch huyện thì lớn gì chứ? Đến thủ đô còn không bằng một người bán bánh. Cô nương, sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút. Câu nói này quăng ra thiếu chút nữa khiến thư ký của vệ sơ tinh giận đến hộc máu, trợn mắt nhìn nam thư ký kia đang muốn phát tác, nhưng vệ sơ tinh lại hừ lạnh. Khương Nguyệt, nói cái gì đó? Đứng sang một bên. A, à, Khương Nguyệt thở phì phì không lên tiếng. Lại trợn mắt liếc nhìn đồng chí Diệp Phàm, xem ra rất hận hắn. Chừng cái gì mà chừng, còn muốn ăn thịt anh Diệp sao? Tiểu muội muội, phải học dịu dàng một chút, nếu không sau này không ai muốn thì phiền toái. Phải biết rằng, đàn ông đều thích loại con gái dịu dàng, loại hung hăng chừng mắt như dạ xoa không phải là loại chúng tôi yêu thích, ha ha ha. Tề Thiên liếc nhìn thư ký mắt kiếng Khương Nguyệt, cười sằng sặc. Dĩ nhiên là cố ý vì gã đang tức giận chuyện Diệp Phàm bị giáng chức đến góc xó xỉnh này nghe nói chính là chuyện tốt chủ tịch huyện vệ làm. Được rồi Tề Thiên, chủ tịch huyện vệ, mấy bằng hữu của tôi tính tình nóng nảy như vậy, mong cô thông cảm cho, ha ha. Diệp Phàm cười khổ nói. Chủ tịch huyện vệ hôm nay quang lâm kho khu chúng tôi có phải thấy sắp đến cuối năm muốn mang tới chút ấm áp cho người thủ đập cần cù? Diệp Phàm đương nhiên nói châm chọc. Không phải. Hôm nay tìm anh có việc giao cho anh đi làm. Vẻ mặt vệ sơ tinh cũng không dễ nhìn, nói thẳng ra. Chuyện gì xin chủ tịch huyện vệ cứ nói. Nếu trong phạm vi chức trách của tôi nhất định hết sức hoàn thành, ha ha. Cô là lãnh đạo mà. Diệp Phàm đầu tiên chặn chết đường, mấy chữ trong phạm vi chức trách nói rất rõ ràng. Ý là không thuộc trong phạm vi chức trách vậy thì xin lỗi rồi, tôi cũng không thể liều mạng bán lực được, kết quả bán mạng quá thê thảm. Diệp Phàm cũng có loại cảm giác dự cảm, đoán chừng là chuyện của Tiếu Phi Thành. Bởi vì ngày hôm qua cho con gái Tiếu Nhân Hề của y thử qua hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, nhà đầu kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, thấy được hy vọng tuyệt đối sẽ cắn chết không buông tha. Điều kiện của mình chính là muốn cầu tập đoàn Phi Vân đầu tư vào nhà máy thảm sợi Ngư Dương. Đoán chừng buổi tối hôm qua cô ta trở về đã phát động ưu thế của mẫu thân động viên phụ thân Tiếu Phi Thành, hai người phụ nữ cùng nhau giáp công.
Tiếu Phi Thành cho dù là một cục sắt cũng không chịu được. Vẫn là chuyện thuyết phục tập đoàn Phi Vân Hồng Kông bơm tiền vào nhà máy thảm sợi huyện chúng ta, chuyện lần này bí thư Cổ có cẩn thận giao phó, vẫn là do anh chịu trách nhiệm toàn diện. Hy vọng anh có thể không phụ kỳ vọng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đối với anh, kiên quyết tiến thủ, tìm cách tốt nhất để thuyết phục tiên sinh Tiếu Phi Thành, đi con đường vực dậy nhà máy kinh tế đặc sắc kinh tế của Ngư Dương. Bây giờ chúng ta trở về huyện, đoán chừng tiên sinh Tiếu Phi Thành sẽ không ở lại Ngư Dương quá lâu. Thời gian không chờ ai cả. Vệ Sơ Tinh vẻ mặt nghiêm túc, quan thế khẽ tràn ra. Đương nhiên, chuyện Tiếu Phi Thành gọi điện thoại chỉ đích danh muốn Diệp Phàm ra mặt hiệp đàm thì cô ta cũng không nói. Đại ca, trước đây không lâu hình như anh còn là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, trong chớp mắt công phu biến thành cục trưởng cục tôn giáo danh giá nhất trong huyện, nhưng mấy ngày lại treo thêm chức danh hữu danh vô thực trợ lý chủ tịch huyện, còn mở ngoặc là cấp trưởng phòng. Em chỉ nghe nói trợ lý chủ tịch huyện là cấp phó ban, chưa nghe nói qua là cấp trưởng phòng. Tuy nhiên lần này anh rất gầy a, 2-3 ngày lại thời tiết thay đổi, lần này tốt hơn. Anh dứt khoát đến đập chứa nước núi Bà La đảm đương tuần kho viên Vinh Quang, lẽ nào chủ nhiệm ban đập chứa nước này còn là cấp phó ban? Em cũng hoài nghi ban kho khu có phải cấp tỉnh hay không? Ví dụ như xó xỉnh Đô Giang Yển của thành đô đoán chừng là cấp trưởng ban, ha ha ha. Xem ra bí thư, chủ tịch huyện Ngư Dương các anh thật đúng là coi trọng anh. Đúng là mở rộng tầm mắt, chủ nhiệm ban kho khu còn kiêm chức chiêu thương và thu hút đầu tư huyện, thật là buồn cười, chuyện cười cực lớn, ha ha ha. Tề Thiên nói mấy câu mỉa mai, cười điên cuồng đến mức làm Vệ Sơ Tinh thất sắc. Đồng chí này, sao anh lại nói như vậy? Đồng chí Diệp Phàm làm cán bộ của đảng, nên có tinh thần toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Bí thư Cổ và chủ tịch huyện Vệ đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho hắn còn không phải là coi trọng hắn sao? Tiểu Khương Nguyệt cũng nhịn không được nữa, mạnh miệng nói. Coi trọng là coi trọng, nghe nói Diệp tiên sinh đã bị miễn chức trợ lý chủ tịch huyện rồi. Trong huyện coi trọng hắn như vậy, xem ra thật đúng là coi trọng. Tôi nghe nói lần trước cục tôn giáo bọn họ tổ chức hoạt động rất là đặc sắc. Thư ký của Tề Chấn Đào thấy Tề Thiên bị nói lại, tức giận mở miệng cười lạnh. Được rồi, miễn thì cũng miễn rồi, đây là tôi chưa làm hết chức trách, cho nên con người tôi cũng không có bản lãnh gì. Chủ tịch huyện Vệ, về chuyện cùng tiên sinh Thiếu Phi Thành hiệp đàm vẫn xin cô mời cao nhân khác, chủ nhiệm văn phòng kho khu như tôi thì giúp đỡ gì được chứ, thật xin lỗi. Huyện có nhiều cục trưởng như vậy, giám đốc sở cũng không ít, chức trách của tôi là trông coi thật tốt đập chứa nước, buổi sáng hôm đó khi sắp đi nhận được điện thoại của bí thư Cổ. Ông ấy yêu cầu tôi đúng 9 giờ phải lên đường đến văn phòng kho khu tiếp nhận công việc, còn nói đập chứa nước này quan hệ đến tài sản, tính mạng của mười mấy vạn nhân khẩu hạ du, tuyệt đối không thể có sơ suất nào được. Cho nên, lúc ấy tôi vừa nghe, kiên quyết phục tùng sắp xếp của tổ chức, phục tùng đảng và ủy ban nhân dân, nghe theo thu xếp của bí thư Cổ. Không nói nhiều lập tức lên đường, ngay cả chăn bông cũng không kịp mang. Khi đi ra vừa lúc gặp gỡ bí thư Cổ đang tiễn đưa đám người trưởng ban ngọc của ban tài chính, tôi còn biểu lộ thái độ với bí thư Cổ, tôi chính là một chiếc đinh ốc, giống như cái đinh đóng vào đập chứa nước núi Bà La, kiên quyết thủ hộ đập lớn an toàn, để cho mười mấy vạn người dân hạ du đón năm mới an lành, hy sinh cá nhân tôi để ngàn vạn nhà hạnh phúc. Diệp Phàm khẳng khái đại nghĩa, nói đến mức nước miếng tung bay, Tề Chấn Đào và vụ trưởng Phong cầm cần câu, tay cũng khẽ run rẩy, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mắng thầm, tiểu tử này, nói chuyện tới mức giọt nước không lọt, người không biết nội tình còn tưởng hắn là người yêu nước yêu dân như vậy, ha ha ha. Đồng chí Diệp Phàm, anh đã nói là phục tùng thu xếp tổ chức, hiện tại bí thư Cổ thu xếp cho anh đi hiệp đàm, anh phải đi có phải không, nếu không còn gọi gì là phục tùng thu xếp của tổ chức. Còn phương diện năng lực của anh, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã khẳng định đầy đủ. Khi anh ở Lâm Tuyền có thể vực dậy hoạt động của nhà máy giấy Lâm Tuyền, lôi kéo được món tiền khổng lồ 3.500 vạn, hơn nữa vì bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền nghe nói anh cũng lôi kéo hơn ngàn vạn quyên tặng, những thứ này tôi và bí thư Cổ đều ghi tạc trong lòng. Ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, tất cả mọi người đều ghi nhớ ưu điểm của anh. Có một số việc huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cũng có chỗ khó xử, anh phải xuất phát từ đại cục, vứt bỏ những ân oán cá nhân, ý nghĩ, mạnh mẽ vì nhân dân làm chút việc, vì đảng và quốc gia bày mưu tính kế mới đúng. Chứ không phải giống như hiện tại, ích kỷ, cáu kỉnh. Anh còn trẻ tuổi, cơ hội còn rất nhiều.
Vệ Sơ Tinh cũng cố gắng kìm nén tức giận, tận tình khuyên bảo. Chẳng qua Diệp Phàm hôm nay đã quyết tâm rồi, chủ yếu là tháng tư phải đi thi hành nhiệm vụ, đã không còn tâm tư đặt ở bên này thì còn xuất lực gì nữa. Vệ Sơ Tinh nói sự thật, giảng đạo lý rất thuyết phục, thế nhưng Diệp Phàm là thấy chiêu giải chiêu, chính là có chết cũng quyết không chịu rời bước khỏi núi Bà La. Vệ Sơ Tinh tức giận, mắt hạnh trừng trừng, quan thế và mị lực uy phong của nữ nhân mạnh mẽ phát ra. Nói, đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng anh có thể phục tùng thu xếp của tổ chức, lập tức trở về huyện, cùng tiên sinh Tiếu Phi Thành hiệp đàm đầu tư hợp tác. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đây là huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chính thức ra lệnh, nếu như không thi hành anh cứ đợi đến xử phạt đi. Đến lúc đó Vệ Sơ Tinh tôi sẽ không nói giúp cho anh, tôi đi trước, huyện còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, muốn đi thì đi cùng tôi, nếu không đi thì anh suy nghĩ thật kỹ, tôi nói hết rồi. Hừ, Vệ Sơ Tinh tức giận đứng lên, xoay người muốn rời đi. Đi thong thả, không tiễn. Diệp Phàm thản nhiên, thiếu chút nữa làm Vệ Sơ Tinh tức nổ phổi, xoay người bình tĩnh nhìn Diệp Phàm chằm chằm một hồi mới xoay người định rời đi. Tức giận à, ha ha ha, muốn đi. Đột nhiên một giọng nói sang sảng vang lên từ miệng một người cao cao vẫn chuyên tâm câu cá phía trước, giống như viên đạn bắn trúng trái tim Vệ Sơ Tinh, cảm thấy thanh âm kia hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Chẳng qua nhất thời nhớ không ra, nhưng Vệ Sơ Tinh cũng dừng bước lại, quay đầu hỏi. Tiên sinh là... Không nhận ra sao, ha ha, mấy hôm trước gặp Tào Quang Kính còn nhắc đến cô, nói là nha đầu điên khùng, không chịu ở chính quyền tỉnh khăng khăng tới Ngư Dương làm cái gì, có thể đụng phải bể đầu chảy máu. Nhưng tốt xấu gì cũng là một chủ tịch huyện, cũng xem như là cầm quyền một phương rồi, người trẻ tuổi, rất có tiền đồ. Ha ha ha, Tề Chấn Đào cười quay mặt lại, vẻ mặt hòa khí. Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tề Chấn Đào, Vệ Sơ Tinh thoáng cái ngây người ngay tại chỗ, miệng há lớn nhưng không phát ra nổi âm thanh. Tề Chấn Đào làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, ủy ban kinh tế thương mại cũng là y phân quản. Vệ Sơ Tinh lúc ấy là một phó giám đốc sở nho nhỏ ở ủy ban kinh tế thương mại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy phó chủ tịch tỉnh Tề, nhưng lúc ấy bình thường đều trong cuộc họp. Quan lớn người ta hướng ngồi xuống trước bàn họp, giống như một ngọn núi cao khó có thể rung chuyển. Ngay lúc đó Vệ Sơ Tinh đương nhiên chỉ có sự ngưỡng mộ, chẳng qua Vệ Sơ Tinh là nhân sĩ đi du học về, làm ở Ủy ban Kinh tế Thương mại cũng không tệ lắm. Có một lần chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Quốc gia đến tỉnh Nam Phúc kiểm tra công việc, lúc ấy Tề Chấn Đào vẫn chỉ là phó chủ tịch tỉnh chưa vào đảng cùng đi theo, lúc ấy Vệ Sơ Tinh may mắn có lộ diện dung mạo một chút, cho nên trong trí nhớ Tề Chấn Đào vẫn còn lưu lại ít ấn tượng. Vệ Sơ Tinh phản ứng coi như bén nhạy, lập tức phục hồi lại tinh thần, nhấc giày cao gót cũng không chú ý tới hình tượng, vội vàng chạy chậm tiến lên khẽ khom lưng làm lễ ra mắt, cung kính nói. Là chủ tịch tỉnh Tề. Đừng gọi như vậy, tôi hiện tại không phải một ngư ông sao. Tề Chấn Đào gật đầu cắt đứt cách gọi của Vệ Sơ Tinh. Nghe được hai chữ chủ tịch tỉnh, mặt thư ký Khương Nguyệt của Vệ Sơ Tinh lập tức trắng bệch như tờ giấy, thân thể không khỏi run rẩy. Lén lén liếc nhìn người đàn ông trung niên giống như thư ký vừa rồi mình mới cãi cọ, trong lòng hoảng sợ thầm nghĩ, hỏng bét rồi. Người kia nhất định là thư ký chủ tịch tỉnh Tề, cấp bậc của người ta có lẽ còn cao hơn chủ tịch huyện vệ, mới vừa rồi mình giống như châm chọc y. Chương 440, Phó chủ tịch tỉnh Tề ra mặt. Mới vừa rồi tôi cũng nghe qua rồi, tiểu tử Diệp Phàm này đúng là thiếu tính phê bình. Lại có thể ăn nói lộn xộn trước mặt tôi. Một chủ nhiệm văn phòng đập chứa nước có thể có bao nhiêu năng lượng, lại có thể liếm mặt nói là mình thế này thế kia, thật không biết khan họng. Tề Chấn Đào cười nhẹ dạy dỗ. Tiểu tử, phó chủ tịch tỉnh gọi Diệp Phàm là tiểu tử, gọi như vậy có thể thấy được phó chủ tịch tỉnh Tề giống như lấy giọng điệu tiền bối dạy dỗ tiểu bối. Chẳng lẽ Diệp Phàm có quan hệ thân thích với phó chủ tịch tỉnh Tề? Có lẽ không phải, không có khả năng, gọi tiểu tử cũng có chút ý vị sâu xa. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, từ bên trong có thể thấy được quan hệ của Diệp Phàm với Tề Chấn Đào không giống như loại quan hệ của lãnh đạo với cấp dưới. Tuy nói Phó Chủ tịch tỉnh Tề ngoài mặt giống như đang phê bình Diệp Phàm, làm sao lại cảm giác là một loại quan tâm của trưởng giả đối với thế hệ sau. Không ngờ Diệp Phàm còn có chỗ dựa vững chắc như vậy, xem ra tính tình bướng bỉnh của tên này cũng có chút ít cơ sở, lần này huyện ủy xử lý hắn là quá khinh suất rồi, rõ ràng có chút không đúng lúc. Làm thế nào bổ túc đây? Hai chữ tiểu tử, cũng làm cho Vệ Sơ Tinh miên man bất định, tâm tình rất phức tạp,
trong lòng cứ quanh quẩn hối hận. Cô ta quay sang liếc nhìn thư ký Khương Nguyệt ra hiệu. Khương Nguyệt hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài gọi điện thoại. Đồng chí Diệp Phàm đúng là có chút khuyết điểm nhưng thanh niên có chút nóng nảy cũng là bình thường. Phương diện công tác của đồng chí Diệp Phàm vẫn làm rất xuất sắc. Điểm này huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cũng khẳng định chắc chắn, huyện ủy không phải rất coi trọng người trẻ tuổi sao. Bí thư Cổ cũng vẫn muốn giao thêm trọng trách cho hắn, không, hôm nay tôi tới đây chính là muốn thu xếp cho đồng chí Diệp Phàm chuyên môn chịu trách nhiệm khối chiêu thương và thu hút đầu tư. Vệ Sơ Tinh nhanh chóng sửa sang lại mạch suy nghĩ, cẩn thận trả lời. Trước khác nay khác, Tề Chấn Đào có thể ở trước mặt ủng hộ Diệp Phàm, mình bây giờ không được rồi. Bí thư Cổ, chủ tịch tỉnh Tề đang ở đập chứa nước núi Bà La câu cá. Nghe nói buổi tối còn muốn ở chỗ này dùng cơm, cũng không biết chủ nhiệm Diệp đã sắp xếp xong hay chưa, chủ tịch huyện vệ kêu tôi báo cho ngài một chút. Khương Nguyệt giả bộ đi nhà cầu tranh thủ cơ hội gọi điện thoại. Chủ tịch tỉnh Tề đến núi Bà La câu cá. Cổ Bảo Toàn thất thần, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục lại, nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức chạy tới, cô nói với chủ tịch huyện vệ, kêu cô ấy nhất định phải chiêu đãi chủ tịch tỉnh Tề thật tốt, đặc biệt giao đồng chí Diệp Phàm nhất định phải thu xếp thỏa đáng bữa ăn tối của chủ tịch tỉnh Tề. Sau khi cúp điện thoại, Cổ Bảo Toàn không dám chậm trễ, lập tức lên đường. Ở trên xe gọi điện thoại, nói. Bí thư Chu, chủ tịch tỉnh Tề hiện đang đập chứa nước núi Bà La câu cá. Tôi cũng vừa nhận được tin tức, nghe nói còn muốn ở văn phòng kho khu ăn cơm. Ngài có dặn dò gì? Cái gì, chủ tịch tỉnh Tề đến đập chứa nước núi Bà La? Được rồi, tôi biết rồi, anh tự mình thu xếp, nhất định phải làm sao cho chủ tịch tỉnh Tề hài lòng, không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Còn nữa, chủ nhiệm văn phòng kho khu núi Bà La là ai? Giao đãi hắn, nhất định phải xem đây là một chuyện đại sự, đây là nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tiếp đãi. Tôi lập tức chạy tới, anh lập tức đến đập chứa nước đi, đi trước thu xếp thỏa đáng mọi việc. Bí thư thị ủy Chu Càn Dương đang kiểm tra công việc ở thành phố Phúc Xuân gần đó, không hề nghĩ ngợi, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện cũng lập tức lên đường. Thành phố Phúc Xuân là một thành phố cấp huyện giáp giới với Ngư Dương, từ khu vực thành thị đến núi Bà La trái lại rất gần, đoán chừng không tới một canh giờ đường xe. Y thầm nghĩ, kỳ quái, cuối năm theo lý phó chủ tịch tỉnh Tề tương đối bận rộn. Tại sao có thể rãnh rỗi đến đập chứa nước núi Bà La câu cá, không phải là Ngư Dương vừa xảy ra chuyện gì chứ? Ngư Dương này, thật là không để cho người ta bớt lo một chút. Mình phải hỏi Cổ Bảo Toàn rồi hãy nói, đừng có chuyện gì Tề Chấn Đào là tới ngầm hỏi hoặc là cái gì cả. Bảo Toàn, Phó Chủ tịch tỉnh Tề đến đập chứa nước núi Bà La câu cá trước đó không báo cho huyện Ngư Dương, chứng tỏ ông ấy muốn âm thầm đi câu cá. Vệ Sơ Tinh làm sao biết được? Còn nữa, Vệ Sơ Tinh tại sao có thể rãnh rỗi chạy đến núi Bà La, có phải tới văn phòng kho khu kiểm tra công việc hay không? Cậu nói cặn kẽ cho tôi, không cho phép có chút giấu giếm gì, phải nói thật. Trong lòng Chu Càn Dương cảm thấy không kiên định, khẩu khí nghiêm nghị. Tề Chấn Đào là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, trong hội nghị công tác phát triển kinh tế lần trước còn mịt mờ phê bình Mạc Hương phát triển kinh tế chậm chạp, lãnh đạo một khối chiêu thương và thu hút đầu tư giống như không đắc lực gì cả. Yêu cầu thay đổi ý nghĩ, khai thác đường đi, dũng cảm dùng người, dũng cảm thay đổi, sử dụng một số người mới, nhân tài có năng lực. Chu Càn Dương thậm chí hoài nghi Tề Chấn Đào đến có mục đích, có lẽ là muốn dò xét một chút phát triển kinh tế Mạc Hương. Chuyện này nói ra rất đúng dịp, nếu không chúng tôi còn hoang mang không hay biết gì. Ngày hôm qua tiên sinh Tiếu Phi thành tổng giám đốc tập đoàn Phi Vân Hồng Công quyên tặng tượng đồng Tiếu Mộng Đường cho Ngư Dương, muốn ngụ lại trên chùa Nam Thiên xã Tây Bản Ngư Dương. Cho nên, vì thế huyện thu xếp đồng chí Diệp Phàm của Cục Tôn Giáo chịu trách nhiệm chuyện này, cử hành hoạt động có thanh có sắc. Đồng chí Diệp Phàm còn mời được khách là phóng viên báo tỉnh, đài truyền hình tỉnh. Đoàn ca múa thành phố còn tới diễn xuất, đài truyền hình thành phố cũng tới làm chuyên đề về danh nhân tiên sinh Tiếu Mộng Đường. Chẳng qua khi hoạt động thì xảy ra chút sơ sót. Đồng chí Diệp Phàm Cục trưởng Cục Tôn Giáo bởi vì trước kia có một chút mâu thuẫn nhỏ, ngứa ngáy cãi lại mấy câu với Phó trưởng Ban Ngọc của Tài chính tỉnh. Chuyện này huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi cũng rất khó xử. Bí thư Chu, ngài xem, kinh tế Ngư Dương quá lạc hậu, cuối năm rồi, đã sắp đến mức độ không còn gì để ăn. Ngư Dương có hai khoản tiền hiện còn bị Sở Tài chính tỉnh nắm giữ. Cho nên, Cổ Bảo Toàn nói tới đây thì ấp úng,
đương nhiên là chỉ phương diện xử lý đối với Diệp Phàm rồi. Cho nên có phải xử lý Diệp Phàm hay không? Chu Càn Dương cảm thấy trong lòng chợt lạnh, một hai hỏi tới, trực giác chuyện này có chút liên quan gì đó với Diệp Phàm. Sau đó bổ sung, tình huống của Diệp Phàm cậu cũng nói cho tôi nghe xem. Vâng, Diệp Phàm vốn là trợ lý chủ tịch huyện, nhưng lúc đó bởi vì tình huống đặc thù trong huyện chúng tôi còn chưa kịp báo cho thành phố, cho nên hắn chỉ là trợ lý chủ tịch huyện cấp bậc trưởng phòng. Tôi và Vệ Sơ Tinh, Phí Mặc ba người thương lượng miễn chức vụ trợ lý chủ tịch huyện của Diệp Phàm. Tuy nhiên chức danh cục trưởng cục tôn giáo cũng không miễn, chỉ là tạm thời cách chức, điều tới nhậm chức chủ nhiệm văn phòng kho khu núi Bà La. Tôi cũng không còn cách nào, đêm đó tôi liền đi thăm hỏi phó trưởng Ban Ngọc, ông ấy mịt mờ có ý tứ này, trong huyện cũng rất bất đắc dĩ. Trong lòng tôi thật sự là không muốn, tình thế bắt buộc. Cổ Bảo Toàn có chút ủy khuất đem tình huống nói ra. Điều thì điều rồi, tôi hiểu tình cảnh của các anh. Ngọc Sử Giới là phó trưởng ban thực quyền nắm giữ sở tài chính tỉnh, đừng nói là các anh đắc tội không được, chính là bí thư thị ủy tôi cũng không dám đắc tội với y. Ai, đều là tiền làm cho rối loạn, Mặc Hương chúng ta muốn phát triển, muốn bay bay lên, không thể nào rời được ủng hộ của sở tài chính tỉnh. Chuyện này các anh xử lý cũng không có gì không thỏa đáng, bỏ nhỏ bắt lớn, đây là nguyên tắc lâu nay của chúng ta. Đương nhiên, đồng chí Diệp Phàm cũng là có chút ít ủy khuất. Tình thế bức người, điểm này tôi hiểu quyết định khó khăn của Ngư Dương các anh. Chu Càn Dương ngược lại an ủi cấp dưới Cổ Bảo Toàn của mình. Nhưng Vệ Sơ Tinh làm sao lại chạy đến núi Bà La, chẳng lẽ trước đó cô ta đã biết chủ tịch tỉnh Tề sẽ tới đó? Nếu quả thật là tình huống như thế, trong lòng Chu Càn Dương nhất định là có ung nhọt, Vệ Sơ Tinh có thể biết trước phó chủ tịch tỉnh Tề xuống đó câu cá, nói rõ quan hệ của cô ta với phó chủ tịch tỉnh Tề cũng không tệ lắm. Vệ Sơ Tinh là người được chủ tịch thành phố La nâng lên đi, chẳng lẽ La Hạo Thông và phó chủ tịch tỉnh Tề có cái gì liên quan? Nếu chuyện như vậy thì tương đối phiền toái, cho nên Chu Càn Dương đối với phương diện này tương đối thận trọng, nhất định phải làm rõ Vệ Sơ Tinh là nguyên nhân gì mà biết rõ chuyện phó chủ tịch tỉnh Tề đến núi Ba La câu cá mới có thể yên tâm. Không phải, có lẽ cũng không biết, chuyện này lại dây dưa quan hệ với tiên sinh Thiếu Phi Thành tới từ Hồng Kông. Diệp Phàm đảm nhiệm trợ lý chủ tịch huyện, dự tính trong huyện chính là muốn kêu hắn chịu trách nhiệm khối chiêu thương và thu hút đầu tư. Ngư Dương quá lạc hậu, nếu không nghĩ ra cách vươn lên tuyệt đối không được. Cậu ấy còn trẻ tuổi, mới tròn 19 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hải Giang. Tâm tính hơi nóng nảy, nhưng ở phương diện chiêu thương thật sự có chút khả năng. Tốt nghiệp mới nửa năm thì từ một thôn quan của đập nước Thiên Thủy kế tiếp bò tới chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Lần trước bởi vì chuyện lùi đường và lão bí thư chi bộ tử vong ngoài ý muốn bị đổi đến cục tôn giáo nhậm chức cục trưởng. Người này tuy nói có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng trong thời gian nửa năm cũng vì nhà máy giấy Lâm Tuyền lôi kéo được 3.500 vạn tài chính, đổi mới toàn diện, nhà máy giấy Ngư Dương có hy vọng rồi. Đem hắn điều đến cục tôn giáo nhậm chức cục trưởng, đây là lãng phí nhân tài, nói thật tôi rất đau lòng. Chẳng qua bí thư Chu cũng biết, tôi mới đến Ngư Dương. Quan hệ ở các phương diện còn chưa thành thục, thời gian quá vội vàng. Lúc ấy Diệp Phàm đụng vào họng súng của Vệ Sơ Tinh. Hơn nữa Phí Mặc lại theo dõi sát sao, cứ thèm thuồng vị trí chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cách chức Diệp Phàm trước. Vốn chỉ là muốn làm nguội lạnh hắn trước, chẳng qua tiểu tử này rất có khả năng, đến hoạt động của cục tôn giáo cũng làm rất có thanh có sắc, vừa vặn gặp được tiên sinh Thiếu Phi Thành quay về quê cũ. Tôi liền thu xếp cho cậu đi thuyết phục Thiếu Phi Thành, đơn giản là muốn gọi ông chủ lớn quăng chút ít tiền đến nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương, vì kinh tế Ngư Dương làm chút ít cống hiến. Diệp Phàm cũng không phụ lại kỳ vọng của huyện ủy, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, mới 3 ngày đã nói thông tiên sinh Thiếu Phi Thành, buổi sáng hôm nay Thiếu Phi Thành chủ động gọi điện thoại tới yêu cầu cùng huyện hiệp đàm chuyện bơm tiền vào nhà máy thảm sợi Ngư Dương. Tuy nhiên y yêu cầu hiệp đàm với Diệp Phàm. Chuyện này cũng thật là kỳ quái, không có cách nào tôi đành phải gọi Vệ Sơ Tinh tự mình chạy tới núi Bà La một chuyến, trong lòng tiểu tử đó nhất định rất tức giận, cho nên trong lúc vô tình phát hiện phó chủ tịch tỉnh Tề ở nơi đó câu cá. Trong giọng nói của Cổ Bảo Toàn lộ ra thưởng thức đối với Diệp Phàm, đối với việc hắn cường ngạnh với Ngọc Sử Giới đến nỗi huyện phải xử lý cảm thấy rất đau lòng. Được rồi, ai, Bảo Toàn, có một số chuyện chúng ta đều có lúc bất đắc dĩ. Chuyện này không có quan hệ gì đến quan lớn quan nhỏ. Nhưng nghe cậu vừa nói như thế,
xem ra đồng chí Diệp Phàm thật đúng là một nhân tài, tôi cũng vậy nhớ lại rồi. Năm ngoái thằng nhóc này vì dũng cảm đấu với kẻ bắt cóc còn nhận được phần thưởng lớn của Bộ Công an và Quốc vụ viện. Lúc ấy vì tranh giành cho hắn một chỉ tiêu trong danh sách lớp nhân tài thế kỷ, chuyện này còn dây dưa đến hội nghị thường ủy. Ngay lúc đó tư lệnh cố của phân khu quân sự thành phố cứ luôn ủng hộ thằng nhóc. Tôi đang suy nghĩ, các cậu lần này trực tiếp đẩy hắn đến núi Bà La, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Ngày thứ hai phó chủ tịch tỉnh Tề đã xuống đó rồi, chuyện này có phải có chút liên hệ gì với hắn không? Chu Càn Dương lo lắng nói. Chương 441, đề bạt đột kích. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nếu nói Diệp Phàm có quan hệ gì với phó chủ tịch tỉnh Tề hẳn là không thể nào. Phải biết rằng ban đầu hắn vừa tốt nghiệp đã bị thị trấn Lâm Tuyền thu xếp đến Đập Thiên Thủy làm một thôn quan ở một thôn có dân tình đặc biệt hung hãn. Cái thôn đó nghe nói ngay cả Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung khi đó đều cảm thấy nhức đầu, còn bóng gió Ưng Thuận hứa hẹn, ai có thể giải quyết vấn đề nan giải Đập Thiên Thủy thì cho tăng một cấp, Diệp Phàm là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Hải Giang tới đó trên thực tế không khác đi này. Chẳng qua thằng nhóc đúng là có chút thủ đoạn, tuổi tuy còn trẻ nhưng đã mạnh mẽ hàng phục thôn này. Kết quả cũng đã nhận được đề bạt đặc thù đảm nhận phó chủ tịch thị trấn. Không tới 2 tháng vì bị người ta động hình phạt riêng, kết quả được đề bạt lên làm phó bí thư, lại không được bao lâu vì lôi kéo tới hơn 3.000 vạn đầu tư, khoản tiền hơn 1.000 vạn quyên tăng, muốn làm bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền được Dương Quốc Đống đích thân chỉ điểm là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Cho nên, nếu như hắn và phó chủ tịch tỉnh Tề có quan hệ, ban đầu tuyệt đối sẽ không bị ném tới thôn Đập Thiên Thủy kia. Vì thế tôi cho là phó chủ tịch tỉnh Tề xuống đó câu cá hẳn là trùng hợp. Cổ Bảo Toàn nói ý kiến của mình, cũng rất có đạo lý. Có lẽ vậy, tối nay quan sát tình huống rồi nói sau, nhưng bất kể có quan hệ hay không chủ tịch tỉnh Tề đã đến núi Bà La, đoán chừng đồng chí Diệp Phàm không biết chuyện có lẽ đã đem chuyện mình được đãi ngộ không công bằng tiết lộ cho chủ tịch tỉnh Tề, có lẽ là vô tâm. Dù sao thì chủ tịch tỉnh Tề cũng đã biết chuyện này rồi. Ngoài mặt không nói nhưng trong lòng khẳng định cũng sẽ suy nghĩ. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện các anh phải quyết đoán kịp thời, trên bàn ăn tối nay phải biểu lộ thái độ, không thể kéo dài được nữa, chuyện này xử lý không tốt có lẽ sẽ ghi một câu hỏi lớn tồn tại trong lòng chủ tịch tỉnh Tề, bất lợi đối với ngư dương các anh. Từ phương diện lớn mà nói, đối với cả thành phố Mặc Hương chúng ta cũng bất lợi. Chủ tịch tỉnh Tề gần đây cũng đang ra sức để sướng chiêu thương và thu hút đầu tư. Đối với loại nhân tài này y khẳng định rất là thưởng thức. Anh xem, không phải trong đáy lòng anh cũng hết sức thích đồng chí Diệp Phàm sao? Chu Càn Dương rất thân thiết nói với Cổ Bảo Toàn. Bí thư chú ý của ngài là lập tức tỏ thái độ khôi phục chức vụ cho đồng chí Diệp Phàm. Cổ Bảo Toàn do dự, trong lòng hết sức mau mâu thuẫn, nếu như khôi phục chức vụ cho Diệp Phàm, tai mắt của Ngọc Sử Giới ở huyện Đông Đảo, Ngọc Nhã Chi lại đang trong hội nghị thường ủy. Cô ta biết rồi khẳng định trong lòng không thoải mái, vậy hai khoản tiền của mình sẽ gặp phiền toái. Tôi biết cậu băn khoăn, có phải sợ Ngọc Sử Giới giữ lại hai khoản tiền hay không? Vậy cậu phải đổi lại góc độ mà suy nghĩ, chủ tịch tỉnh Tề kia nặng hơn hay là Ngọc Sử Giới nặng hơn? Cái gì nhẹ cái gì nặng phải phân chia rõ ràng, làm một người đứng đầu cầm quyền một phương, phải có quyết tâm mạnh mẽ, nhìn đúng mục tiêu, phân rõ nặng nhẹ, có nhiều thứ nhìn như rất khẩn yếu, kỳ thực lại không. Khi nên xuất thủ thì phải xuất thủ, nếu không lề mề, không thu được kết quả tốt, cuối cùng bị hao tổn luôn là mình. Chu Càn Dương nói những lời tận đáy lòng. Tôi hiểu bí thư Chu. Ai? Cổ Bảo Toàn thở dài, bất đắc dĩ buông điện thoại xuống. Thầm nghĩ, đây là anh ngồi nói chuyện không liên quan đến mình, nếu không có khoản tiền 700-800 vạn trong tỉnh, tôi lấy cái gì đi giải quyết chuyện cần làm cuối năm. 4:30. Bí thư thị ủy Chu Càn Dương và bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn cơ hồ trước sau nối gót đến nơi, chủ tịch thành phố La Hạo Thông đang chuẩn bị đi thủ đô Yên Kinh chạy hạng mục kế hoạch, nghe vệ sơ tinh báo cáo cũng hấp tấp chạy đến, nhưng y may là không có ở Mặc Hương, không thể chạy tới trước 5:30. Tề Chấn Đào cũng biết, đã cho vệ sơ tinh biết mình đến, còn muốn giấu giếm hai đầu sỏ ở thành phố là không thể nào, cho nên cũng vẫn thản nhiên, hơn nữa y cũng có mục đích của mình. Nếu Diệp Phàm đã giúp đỡ Tề Thiên, y cũng nên báo ơn. Tề Chấn Đào tuy nói chỉ luyện qua một chút sơ sài, nhưng y cũng biết rất rõ ràng tu luyện quốc thuật muốn đột phá một cảnh giới nhỏ là khó như lên trời. Diệp Phàm trợ lực Tề Thiên đột phá đến đoạn tầng thứ 2 của đoạn thứ 3 quốc thuật, đây cũng là chuyện tương đối rất giỏi.
nếu không Tề Thiên muốn bình thường đột phá đến tình trạng này đoán chừng còn phải mất khoảng 3 năm. Cảnh giới quốc thuật có liên quan chặt chẽ đến việc đề bạt cấp bậc của Tề Thiên, gián tiếp cũng tương đương trợ giúp Tề Thiên chuẩn bị tốt cho đề bạt tiếp theo. Nếu không Tề Thiên muốn một lần nữa đề bạt lên cấp bậc trung tá sẽ phải rời khỏi Liệp Báo mới có thể làm được. Tuy nhiên Tề Thiên vô cùng kiên quyết biểu lộ thái độ, cho dù là không chiếm được đề bạt cũng phải sống ở Liệp Báo, bởi vì yêu Liệp Báo, không muốn rời đi. Tề Chấn Đào biết rõ nhất quyền lực của Liệp Báo, nếu vì cấp bậc chức vụ của con trai có thể tăng lên một tầng, mạo muội rời khỏi Liệp Báo cũng là rất đáng tiếc, bởi vì đã rời đi rồi muốn quay lại rất khó. Tề Chấn Đào biết rõ, cho dù là đem con trai rời khỏi Liệp Báo lợi dụng thời gian một năm, quân hàm đề cao đến cấp bậc trung tá, nhưng sau khi trở lại Liệp Báo cũng phải khảo hạch một lần nữa, đoán chừng lại giáng xuống thiếu tá, bởi vì Liệp Báo không giống với bộ đội bình thường, nó có chế độ điều lệ tự hành nghiêm khắc, không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng sơ hở. Văn phòng đập chứa nước núi Bà La nghênh đón một toán lãnh đạo cao quý nhất. Chánh văn phòng Hướng Minh Đào của đập chứa nước thiếu chút nữa choáng váng hoa mắt. Tất cả những đại lão bình thời thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy trong TV trước sau giá lâm. Chủ tịch huyện vệ tới không lâu, bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn cũng tới. Cổ Bảo Toàn đến không lâu lại có thể nghênh đón bí thư thị ủy Chu Càn Dương. Hơn một giờ sau chủ tịch thành phố La Hạo Thông cũng vội vã chạy tới, làm cho chủ nhiệm Hướng Minh Đào cứ luôn hoài nghi mình có phải bị hoa mắt ở nằm mộng hay không. Chuyện này lẽ nào là sự thật hay sao? Một chiếc bàn tròn lớn. Các chủ nhân ngồi lên có 7 người: Diệp Phàm, Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh, Tề Chấn Đào, Phong Thanh Lục, La Hạo Thông, Tề Thiên, các thư ký ngồi ở một bàn khác. Vốn là Diệp Phàm không đủ tư cách ngồi ở bàn này nhưng hôm nay hắn là chủ nhân chính tông, Chu Cản Dương cũng không nói cái gì. Ha ha ha, bí thư Chu, La thị ủy, hôm nay câu cá còn làm phiền đại lão các anh từ xa chạy đến, Tề Chấn Đào tôi có chút băn khoăn. Vốn chỉ là nhất thời nổi hứng muốn cùng vụ trưởng Phong đến núi Bà La câu cá, chẳng qua trái lại đụng phải một người thú vị, đồng chí Diệp Phàm chủ nhiệm văn phòng đập chứa nước này rất thú vị. Thú vị, ha ha ha. Tề Chấn Đào cười sảng khoái, cũng không biết có ý gì, thoáng cái đã điểm ra Diệp Phàm. Vụ trưởng Phong, hay quá, không biết là vụ trưởng vụ gì. Trong lòng đám người Chu Càn Dương đều nảy ra một câu hỏi, cảm thấy lần này tới thật quá đáng giá, lại còn có một vụ trưởng. Bất kể vụ trưởng vụ gì, lăn lộn quen mặt trước rồi hãy nói. Nói không chừng lúc nào đó đến kinh thành làm việc lại có thể dùng tới. Cao hứng nhất chính là thị ủy La Hạo Thông. Đang muốn qua năm sẽ ra Yên Kinh chạy hạng mục. Bây giờ lại may mắn đụng phải vụ trưởng, đây không phải là phúc thần trời giáng sao. Mặc dù mọi người vô cùng muốn biết thân phận thật sự của Phong Thanh Lục nhưng chủ tịch tỉnh Tề không giới thiệu, bản thân Phong Thanh Lục không nói, mọi người cũng không dám lắm mồm đi hỏi những thứ này. Mọi người đều vội vàng đứng lên chào hỏi vụ trưởng Phong, Tề Chấn Đào là lãnh đạo cũ, trái lại không để ý. Chủ tịch tỉnh Tề, vụ trưởng Phong. Các anh đều là khách từ xa đến, cũng là lãnh đạo của chúng tôi. Hôm nay có thể tới núi Bà La câu cá là để mắt tới ngư dương chúng tôi, là khách quý ngư dương hân hạnh có được, tôi đại biểu thành phố thị ủy Mạc Hương hoan nghênh hai vị lãnh đạo. Ha ha ha! Chu Càn Dương giơ chén rượu lên mời rượu trước. Chủ tịch thành phố La Hạo Thông, bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn, chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh đều trước sau theo như cấp bậc cao thấp kính rượu. Chủ nhân Diệp Phàm trái lại không có việc gì, căn bản là không chen vào được. Hơn nữa, trong trường hợp này cũng không tới phiên mình mở miệng nói chuyện, vui vẻ cùng Tề Thiên hai người chạm chén uống rượu. Tề Chấn Đào xuất thân là quân nhân, tính tình cũng rất là hào sảng, mỗi người đều kính một chén nhỏ. Phong Thanh Lục tới từ thủ đô, chưa từng nhìn thấy đại cảnh tượng như vậy, thân là vụ trưởng Bộ Tài chính Kinh tế Xây dựng, các quan lớn cấp tỉnh bộ mỗi ngày tìm đến y đã gặp nhiều. Cho nên chỉ khẽ nhấp miệng, dính một chút chén rượu coi như là đáp lễ rồi, chỉ có lúc chạm chén với Tề Chấn Đào y mới có thể uống một hơi cạn sạch. Vụ trưởng Phong làm như vậy cũng không thể chỉ trích, trong bụng những người đang ngồi đây đều hiểu rõ, đây chính là lấy thực quyền nói chuyện. Thấy tất cả mọi người đều mời một vòng rồi, Diệp Phàm cũng cố lên gân đứng lên, thanh tâm quyết lẩm bẩm ba vòng mới ổn định tâm thần, mặc dù ngoài miệng đã chuẩn bị, nhưng cảm giác vẫn có chút khàn khàn, không chắc chắn. Tim đập thình thịch. Chủ tịch tỉnh Tề, vụ trưởng Phong, hôm nay có thể tới đập chứa nước núi Bà La câu cá, tôi là chủ nhân ở đây cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bí thư Chu và chủ tịch thành phố La trong thành phố, cũng coi như là người của mình, bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ lại càng là người địa phương,
lãnh đạo trực tiếp của tôi, cho nên tôi xin kính hai vị lãnh đạo một chén trước. Tôi cạn ba chén, hai lãnh đạo tùy ý. Diệp Phàm khi run rẩy, chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, tiểu tử này, khinh thường chúng tôi có phải hay không? Cạn hết ba chén, Phong lão đệ, nếu chúng ta không làm trong bụng tiểu tử này còn xem chúng ta ra gì? Như vậy đi, tiểu Diệp, cậu cạn sáu chén, tôi và chú Phong mỗi người ba chén như thế nào đây? Tề Chấn Đào rất là hòa nhã, mỉm cười nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Nhưng hai chữ tiểu tử, vừa ra khỏi miệng lại khiến trong lòng Chu Cản Dương, La Hạo Thông và Cổ Bảo Toàn nghi ngờ. Thầm nghĩ, khẩu khí của chủ tịch tỉnh giống như rất là thân mật với đồng chí Diệp Phàm, lẽ nào là người nhà? Không thể nào, điểm này hẳn là không thể nào. Thật là quỷ dị, làm sao nghe ra Tề Chấn Đào lấy khẩu khí tiền bối nói chuyện với hậu bối vậy? Xem ra phải đánh giá đồng chí Diệp Phàm lại một lần nữa rồi. Không nói đến mọi người đang nghi ngờ, thật ra Tề Chấn Đào cố ý nói như vậy, y cũng có lòng muốn giúp Diệp Phàm một tay, cho nên mượn cơ hội pha trò để cho mọi người suy đoán. Đoán chừng mấy người về nhà sẽ suy nghĩ hai chữ tiểu tử của mình rất lâu, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là hưởng thụ vô cùng. Được, tôi nghe theo thu xếp của lãnh đạo. Diệp Phàm không do dự, lại uống thêm ba chén nữa xuống bụng. Đồng chí Diệp Phàm khá lắm, chuyến đi hôm nay có thể quen biết được cậu cũng không uổng phí, ba chén này tôi cạn. Phong Thanh Lục lần đầu tiên giơ chén lên, cũng làm liên tiếp ba chén, Tề Chấn Đào đương nhiên càng không chậm, đồng thời uống cạn. Lời nói của Phong Thanh Lục càng khiến đám người Chu Cản Dương, La Hạo Thông, Cổ Bảo Toàn thiếu chút nữa rớt mắt kiếng, may là bọn họ cũng không đeo mắt kiếng. Tâm tư lại thay đổi thật nhanh suy đoán. Đương nhiên bọn họ có huy động mấy tế bào não cũng không đoán ra ẩn ý bên trong, ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng cảm giác có chút kỳ quái. Nếu nói Tề Chấn Đào muốn giúp đỡ một tay cũng coi như bình thường vì Tề Thiên và mình là bằng hữu, nhưng Phong Thanh Lục người ta là vụ trưởng uy nghi trên cao, hơn nữa còn nhậm chức ở Bộ Tài chính. Căn bản là không cần thiết để ý đến một chủ nhiệm nhỏ của văn phòng kho khu, hai người có quan hệ thế nào cũng khó mà phát sinh giao tập. Bí thư Chu, ngài là lãnh đạo của tôi tự uống ba chén, ngài tùy ý. Diệp Phàm tiếp tục đả thông, tuy nhiên lộ ra vẻ rất là cung kính, cũng không có một chút bộ dạng tuổi trẻ ngạo mạn gì cả. Tiểu Diệp, không thể nói như vậy, cậu cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Mỗi người sáu chén đi, các người lãnh đạo tùy ý là được rồi. Lúc này Tề Chấn Đào phát biểu. Được, tôi uống sáu chén, lãnh đạo tùy ý. Diệp Phàm gật đầu. Một vòng sáu chén lại tiếp tục, chẳng qua bốn người Chu Cản Dương, La Hạo Thông, Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh đương nhiên không dám chỉ nhấp miệng, chủ tịch tỉnh Tề và vụ trưởng Phong người ta đều uống ba chén, đám người bọn họ đương nhiên cũng giống như vậy, cho nên tất cả thống nhất làm ba chén, trái lại cho Diệp Phàm đủ mặt mũi. Chủ tịch tỉnh Tề, vụ trưởng Phong, bí thư Chu, chủ tịch thành phố La. Hôm nay trên bàn có hai món ăn đặc sản, một món gọi là lẩu sói chuột. Nghe nói là món ăn đặc sản của Mặc Hương chúng tôi, một món tên là khiếu hoa ngư, dùng cá trong hồ địa phương ở thôn Quy Lĩnh thị trấn Lâm Tuyền chế biến, bảo đảm tán dương. Không tin các vị lãnh đạo nếm thử trước, không gọi tuyệt tôi tự phạt 10 chén. Nói đến khiếu hoa ngư, Diệp Phàm vẫn rất tâm đắc, món này là hắn hao tốn một phen khổ tâm, tự mình giao đãi Lý Tuyên Thạch chạy một chuyến đến thôn Quy Lĩnh rồi quay về. Khiếu hoa ngư, cái tên rất kỳ lạ. Khiếu hoa kê trước kia trong TV thấy có diễn qua, Hồng Thất Công thích nhất là gặm cái đó. Cái này tên là khiếu hoa ngư, chẳng lẽ thật sự có chỗ kỳ diệu? Anh Tề, em nếm thử trước. Vụ trưởng Phong tỏ ra hứng thú, dùng đũa gắp một miếng thưởng thức. Tất cả mọi người theo dõi y, không lâu sau, vụ trưởng Phong đột nhiên trợn to hai mắt, để đũa xuống tán thán nói. Ngon, ngon thật, kỳ diệu. Liên tục khen ngon càng gợi lên khẩu vị của đám người Tề Chấn Đào, thưởng thức một phen luôn miệng tán dương. Sao lại không có xương, xương đâu cả rồi? Tề Thiên không nhịn được hỏi. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, chẳng qua các vị đại lão chứng chạc, cho nên cũng không mở miệng hỏi thôi. Ha ha, bí mật kinh doanh. Cách làm món hoa ngư này là dùng phương thuốc bí truyền, dược liệu phối hợp đều rất phức tạp, không thể truyền ra bên ngoài. Lúc ấy tiền bối làm con cá này có giao đãi, ha ha, xin lỗi rồi. Diệp Phàm cười nhẹ, ra vẻ thần bí. Coi như vậy đi, đây là bí mật của người ta, chúng ta cũng không nên hỏi. Nào, động đũa đi, tiểu Diệp cũng rất phí tâm rồi, ha ha ha. T
Tề Chấn Đào đã sớm đưa đũa lên. Không lâu sau, xì gà Cuba tốt nhất cũng đưa lên, lại làm mọi người kinh hãi một phen. Đại ca, ở chỗ anh những thứ tốt hình như không ít. Thứ lần trước đoàn trưởng Thiết đưa cho anh cũng lấy ra đi, cho các vị lãnh đạo đang ngồi mỗi người một bao là được rồi, em cũng dính theo chút ít ánh sáng có phải không? Ha ha ha! Chẳng qua, khi xì gà còn chưa mở ra, Tề Thiên đột nhiên nhớ lại lần trước đoàn trưởng Thiết đưa cho Diệp Phàm một dương lớn thuốc lá đặc biệt. Chương 442, một phen kinh ngạc. Lúc ấy đại ca hết sức hẹp hòi, chỉ cho hai bao loại kém, loại đại hùng miêu cỡ dài nghe nói là cho lãnh đạo cao nhất, cũng là chủng loại vĩ nhân hút thì dấu biệt. Tề Thiên thèm chảy nước miếng, thấy thời cơ chín muồi thì thừa cơ gây khó dễ. Hừ, vẫn nhớ đến sao, còn không nhiều lắm, ha ha ha. Diệp Phàm cười ha hả có chút đau lòng, không muốn lấy ra. Mắng thầm, tiểu tử này vừa lên tiếng đã đòi mặt hàng cấp cao nhất, loại cấp cao này cũng không có nhiều, còn 4 cây, phát hết cho mọi người trong bàn này thì chỉ còn 1 cây. Mặt hàng cấp cao gì vậy? Tề Chấn Đào ngạc nhiên nhìn chằm chằm con trai Tề Thiên. Là, chính là loại, hắc hắc, chủng loại lãnh đạo ở trên hút, là loại cao cấp nhất, đoàn trưởng Thiết đưa, nghe nói ngay cả đoàn trưởng Thiết cũng chửi má nó. Ha ha ha. Bộ dạng ma quỷ của Tề Thiên giống như đang đánh đố, khiến Diệp Phàm tức đến mức chỉ muốn một cước đạp tiểu tử này xuống đập chứa nước. Mắng thầm, xong rồi, toàn bộ lộ chân tướng rồi, nếu không lấy ra đoán chừng không xong. Loại thuốc này hút thật sự tuyệt diệu, lão tử vẫn muốn giữ lại cho mình. Lấy ra đi, giấu làm gì? Tề Chấn Đạo uy nghiêm quát to một tiếng, khiến tất cả mọi người trên bàn đều nhận thức được uy lực ngoại hiệu của Phó Chủ tịch tỉnh Tề. Tề Đại Pháo. Sau đó y lại liếc mắt nhìn Chu Càn Dương và Cổ Bảo Toàn cười nói. Tiểu tử, đừng đau lòng, nữa, tôi nghĩ Bí Thư Chu và Bí Thư Cổ sẽ không lấy không của cậu. Ha ha, đúng vậy. Chu Càn Dương và Cổ Bảo Toàn nắm được ý tứ gật gật đầu, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là Phó Chủ tịch tỉnh Tề ám chỉ chúng ta gì đó sao? Lợi ích, chúng ta có thể cho tiểu tử họ Diệp này lợi ích gì, đơn giản chính là cho hắn thăng quan rồi. Được rồi, dù sao hôm nay cũng cần thăng quan. Tôi cũng rất mong đợi, đồng chí Tiểu Diệp có mặt hàng cấp cao gì. Phong Thanh Lục cũng tới tham gia náo nhiệt. Tôi đi lấy. Diệp Phàm gật đầu bất đắc dĩ, thiếu chút nữa nhe răng nhếch miệng rồi. Khi đưa thuốc tới cho mọi người, Vệ Sơ Tinh vì là phụ nữ không hút thuốc lá, luôn miệng nói không cần. Lúc này Tề Chấn Đào sớm đã sáng mắt, bởi vì loại đại hùng cấp cao này này bản thân y cũng không có. Thỉnh thoảng may mắn gặp được một số ngưu nhân trong quân ủy, khi nói chuyện cũng hút được một hai điếu, nhưng rất khó có được cơ hội này, Tề Chấn Đào nhớ mình cũng mới hút được không quá hai điếu. Chủ tịch huyện vệ, cầm lấy đi, lấy về làm vật kỷ niệm cũng không sao, ha ha ha. Tề Chấn Đào cười nói. Đám người Chu Càn Dương đương nhiên cũng không dám xác định, cả đám đều đang suy đoán có phải loại mặt hàng vĩ nhân hút hay không. Vụ trưởng Phong đã sớm không chịu nổi. Nhanh chóng châm một điếu hít mạnh một hơi. Tuy nói vẻ ngoài rất giống như thư sinh, nhưng hút thuốc lá cũng tương đối mãnh liệt, bất giác thở dài. Đúng là thứ tốt, đây chính là hưởng thụ của vĩ nhân. Nghe y vừa nói như vậy, tất cả mọi người trong phòng đều hiểu rõ là loại vĩ nhân hút, trong lòng ai nấy lại càng mê man, không ngừng suy đoán, không biết Diệp Phàm lấy loại mặt hàng cấp cao này ở đâu. Truyền thuyết loại hàng cao cấp này chính là tuần phủ tổng đốc một tỉnh cũng không có phần. Tư lệnh đại quân khu có phần hay không thì không biết được, đoán chừng cũng không có. Mấy vị ở cục chính trị trung ương đoán chừng có phần, chẳng lẽ tiểu tử họ Diệp quen biết lãnh đạo cục chính trị, thật là đáng sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha, một người bằng hữu của tôi, lúc ấy trong lúc vô tình quen biết một người, hợp ý với y, cho nên cho bằng hữu của tôi hai cây, vừa vặn tôi đến nhà bạn làm khách, cứng rắn bị tôi đoạt đi một cây. Hiện tại vị bằng hữu đó nhìn thấy tôi còn ở càm giam, thật là hẹp hòi. Ha ha, tôi cũng không rõ lắm. Diệp Phàm cười ha ha giải thích. Đương nhiên, người khác có tin hay không thì phải xem trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Tề Thiên và Tề Chấn Đào hiểu, đương nhiên cũng không có bóc trần. Chẳng qua nghe Diệp Phàm vừa nói như vậy, đám người Chu Càn Dương và La Hạo Thông đều không nỡ mở ra, ai nấy toàn bộ len lén nhét vào trong cặp da. Diệp Phàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bóc đi một bao để trên mặt bàn cho mọi người rút ra. Chủ tịch tỉnh Tề, còn dư lại ba bao. Diệp Phàm đau lòng nói. Lấy ra đi.
Tề Chấn Đào cũng không hề ngại ngần, trực tiếp cầm lấy, tiện tay ném cho Phong Thanh Lục hai bao, tự mình giữ một bao. Phong Thanh Lục cũng không kiêng nể, trực tiếp đem thả vào trong cặp da. Lúc này cũng không cần thiết khách khí chính là không phải với mình. Diệp tiểu tử, xì gà của cậu cho tôi một bao đi, coi như đền bù. Tề Chấn Đào thực có can đảm, cũng không để ý người ngoài nhìn mình như thế nào. Chủ tịch tỉnh Tề, một bao đã là 10.000 đồng rồi, là loại chính tông sinh ra ở Cuba, trên thị trường cũng rất khó nhìn thấy. Người ta nói ngài nhận hối lộ thì phiền toái, tôi không thể hại ngài được, vẫn là rút ra một cây hút là được rồi, ha ha ha. Diệp Phàm nổi lòng hẹp hòi. Sao chứ, tiểu tử cậu lâu không bị ăn đòn có phải không? Đưa thêm một bao, hai bao đi, đúng rồi, cũng cho vụ trưởng Phong một bao, ý tứ một chút là được. Xem dáng vẻ hẹp hòi của tiểu tử cậu, lão Tề tôi thật thấy tức giận, hừ. Tề Chấn Đào mặt sầm xuống, còn rất dọa người, thật ra trong giọng nói cũng trực tiếp tăng thêm quan hệ của hai người. Tất cả mọi người ngồi trên bàn đều xôn xao, trong lòng Chu Càn Dương không khỏi run lên, tiểu tử họ Diệp hình như càng ngày càng gần với phó chủ tịch tỉnh Tề, gọi tiểu tử, rất thuận miệng, nhìn như đang chửi hắn, thật ra thì không phải. Ra lôi mắng pháp chỉ có chân chính đối với kỳ nhân thưởng thức mới có thể mắng, quan hệ như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai? Trong đáy lòng Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều thở dài, có chút hối hận. Đoán chừng Tề Chấn Đào và Diệp Phàm cho dù là không có quan hệ lớn lắm, nhưng cũng rất thưởng thức, nếu không nói chuyện sẽ không tùy tiện như vậy. Diệp Phàm biết Tề Chấn Đào đang giúp hắn tạo thế, dĩ nhiên là ngoan ngoãn lấy bao thuốc rồi. Rượu qua 3 tuần. Món ăn quá ngũ vị, mọi người uống cũng đã tương đối. Diệp Phàm, mấy ngày hôm trước cậu còn là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, làm sao thoáng cái chạy tới giữ đập chứa nước này, nhất định trong công tác xuất hiện sơ sót, sau này phải chú ý một chút. Nghe nói năm ngoái cậu còn lôi kéo được hơn 3.000 vạn tài chính cứu sống một nhà máy, chứng tỏ phương diện này rất có năng lực. Kinh tế Ngư Dương không tốt gì, hy vọng cậu có thể không phụ lại kỳ vọng của lãnh đạo. Tiếp tục vì kinh tế Ngư Dương ra sức cống hiến một phần sức mạnh, người trẻ tuổi cũng nóng tính, đừng không có chuyện gì cũng toát khí, không tốt đâu. Tề Chấn Đào hút xì gà, trong làn sương khói lượn lờ lắc lắc đầu, bắt đầu lên giọng dậy người. Đương nhiên, ánh mắt lờ đãng quét qua trên người Cổ Bảo Toàn, làm cho y cảm giác lạnh thấu xương, lúc này thật sự giống như ngồi trên đống lửa, chỉ hận không có lỗ chui xuống. Cháu biết rồi chú thúc, cháu sẽ tiếp tục hết sức. Diệp Phàm thấp giọng nói. Ha ha ha, chủ tịch tỉnh Tề, đồng chí Tiểu Diệp làm công tác đúng là rất có nghề. Một cán bộ thị xã lại có thể lôi kéo tới hơn 3.000 vạn đầu tư. Hơn nữa còn vì Lâm Tuyền lôi kéo tới 100.000 quyên tặng. Chính là bí thư thị ủy tôi cũng có chút xấu hổ. Người trẻ tuổi, trong công tác xuất hiện một số khuyết điểm nhỏ là bình thường. Huyện ủy Ngư Dương cũng vô cùng coi trọng nhân tài, sáng sớm hôm qua. Bí thư Cổ và chủ tịch huyện Vệ đã tiến cử đồng chí Diệp Phàm làm ứng viên phó chủ tịch huyện. Đã trình lên ban tổ chức thị ủy rồi, hôm nay tôi cũng biểu lộ thái độ, đối với một số đồng chí trẻ tuổi, có năng lực, chúng ta nhất định phải đặc biệt coi trọng. Đặc biệt là thành phố Mặc Hương chúng ta, mấy năm gần đây phương diện phát triển kinh tế có chút chậm chạp. Tôi nghĩ, đối với nhân tài giống như Diệp Phàm càng phải can đảm sử dụng, đặc biệt trọng dụng. Có lực có lợi xúc tiến kinh tế địa phương điều chỉnh bay lên. Chu Càn Dương cười nói, mới vừa rồi ở trong xe đã cùng Cổ Bảo Toàn thương lượng kỹ càng, đánh mai phục trước. Thấy Chu Càn Dương phát biểu, Cổ Bảo Toàn vội vàng tiếp lời nói. Đúng vậy, ngày hôm qua bãi miễn chức vụ trợ lý chủ tịch huyện của đồng chí Diệp Phàm, thật ra là huyện có ý định khác. Chủ tịch tỉnh Tề, bí thư Chu cũng biết, Ngư Dương chúng ta ở cả tỉnh Nam Phúc được xếp là huyện nghèo đến thượng đẳng. Tốc độ điều chỉnh, phát triển kinh tế đã lửa xém lông mày rồi. Huyện tính toán thành lập một cục chiêu thương đặc biệt thu hút đầu tư, công việc tính toán để cho đồng chí Diệp Phàm chịu trách nhiệm. Trải qua thảo luận, quyết định đề cử đồng chí Diệp Phàm làm ứng viên phó chủ tịch huyện, chủ trì phương diện chiêu thương và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Tầm mắt của đồng chí Diệp Phàm rộng rãi, làm thu hút đầu tư rất có thủ đoạn. Lão Tổng tiên sinh Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân Hồng Công sáng hôm nay tự mình gọi điện thoại tới, nói là muốn cùng đồng chí Diệp Phàm hiệp đàm chuyện bơm tiền vào nhà máy thảm sợi huyện. Hơn nữa chỉ đích danh muốn cùng đồng chí Diệp Phàm bàn bạc. Xem ra đồng chí Diệp Phàm ở phương diện thu hút đầu tư, thuyết phục người khác rất có tài năng.
Cổ Bảo Toàn khẳng định thành tích của Diệp Phàm, không tiếc lời tán dương một phen. Đúng, lấy được một chút nhỏ thành tích cũng không thể kiêu ngạo tự đại, núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Phàm, cậu còn trẻ, chưa tới 19 tuổi đã có thể vươn tới vị trí cao như vậy, đây là lãnh đạo coi trọng cậu. Hy vọng cậu ở trên cương vị mới có thể tôn trọng đầy đủ lãnh đạo huyện, thành phố, lắng nghe ý kiến của bọn họ, phục tùng thu xếp của tổ chức, vì phát triển xây dựng quốc gia mà đóng góp một chút sức lực. Hơn nữa, phải thoải mái, không được so đo tính toán được mất. Toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển, tôi tin tưởng, những lãnh đạo sẽ để mắt. Tề Chấn Đào vẻ mặt nghiêm túc, bày ra uy thế phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, cũng thật sự khiến Diệp Phàm có chút kinh hãi. Tề Chấn Đào trước hết khóa chặt, Chu Càn Dương, cương vị mới, có ý tứ gì, thật ra là biến tướng buộc Chu Càn Dương đồng ý cho Diệp Phàm thăng lên làm phó chủ tịch huyện. Đúng, chủ tịch tỉnh Tề, trong số các cán bộ trẻ, đề bạt sử dụng, bí thư Chu và tôi đã nhất trí rồi. Chú trọng coi trọng đối với nhân tài thu hút đầu tư. Thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã nghiên cứu tình huống ở phương diện này, chuẩn bị chế định một số biện pháp có thể thực hành, có thể làm cho thanh niên phát huy đầy đủ chế độ khả thi sở trường của bọn họ, góp thêm một viên gạch cho phát triển kinh tế thành phố. Thị ủy La Hạo Thông cũng khẳng định điểm này, đương nhiên là thuận gậy móc nối với Tề Chấn Đào rồi. Đúng, rất tốt. Thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố có thể chú ý tới điểm này, nói rõ các anh đã biết được tầm quan trọng của nhân tài rồi. Nhật Bản sau chiến tranh thực tế so với Hoa Hạ chúng ta còn nghèo hơn nhiều, nghe nói lúc ấy nghèo đến mức người ở bờ biển ngay cả muối ăn cũng không có mà ăn. Tại sao có thể trong mấy thập niên ngắn ngủi, người ta lại quật khởi được? Đó chính là vì người ta áp dụng chiến lược khoa học kỹ thuật chấn hưng đất nước, muốn có khoa học kỹ thuật trước hết phải nắm bắt người mới. Không có nhân tài thì đến lúc nào khoa học kỹ thuật mới bay lên. Đảng và quốc gia chúng ta cũng bắt đầu chú trọng phương diện này rồi, trong cải cách các cán bộ mới cũng đưa ra công việc quan trọng, công nhiên bày tỏ, có khuynh hướng nghiêng về các cán bộ trẻ tuổi. Tề Chấn Đào phát biểu một phen ngôn luận. Chương 443, bán nhân tình. Trong lòng Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh không phải tư vị, Diệp Phàm được đề bạt rồi, là đề bạt trực tiếp. Nếu phó trưởng ban Ngọc biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Không quát lên như sấm mới là lạ, đoán chừng Ngư Dương sau này còn muốn đi lấy tiền cũng không dễ dàng nữa. Quan trọng nhất là hai khoản tiền của sở tài chính tỉnh phải làm sao bây giờ, đó là số tiền lớn 7-800, chỉ cần bị giữ lại 2 tháng, những ngày tháng tới cũng khó khăn, ăn Tết như thế nào? Suy nghĩ một chút, Cổ Bảo Toàn lấy hết can đảm nói. Đồng chí Diệp Phàm là một đồng chí tốt. Lần này đề cử chức vụ phó chủ tịch huyện, sau khi thành phố phê chuẩn, huyện chúng tôi còn chuẩn bị cho hắn phân quản một phần sự vụ phương diện tài chính. Phát triển kinh tế, chiêu thương và thu hút đầu tư luôn đi cùng với nhau, tôi hy vọng thành phố có thể đặc biệt giải quyết chuyện này. Liên quan đến bổ nhiệm đồng chí Diệp Phàm sẽ làm trong 2 ngày này, hiện tại đến cuối năm rồi, sở tài chính tỉnh còn có 2 khoản tiền chưa cấp đến Ngư Dương chúng ta. Tôi hy vọng đồng chí Diệp Phàm có thể can dự vào sớm trước thời hạn. Đặc biệt chịu trách nhiệm vận hành 2 khoản tiền này. Chuyện này lúc sáng, bộ phận tổ chức vừa vặn gặp gỡ thảo luận vấn đề bố trí nhân sự ở phương diện này, đoán chừng đã có kết quả rồi, đợi tôi chào hỏi trước, kêu bộ phận tổ chức sáng sớm ngày mai xuống khảo hạch. Việc đặc biệt thì giải quyết đặc biệt, thật ra thì đồng chí Diệp Phàm trước đó đã có biểu hiện xuất sắc. Nếu trong huyện các anh còn có 2 khoản tiền giữ ở sở tài chính tỉnh thì cứ giao đãi cho đồng chí Diệp Phàm đi giải quyết. Vậy thì thu xếp cho cậu ấy đi làm đi. Chu Càn Dương và Cổ Bảo Toàn thật giống như ở diễn song hoàng. Tề Chấn Đào cười nhẹ, biết Cổ Bảo Toàn trong lúc mấu chốt lại đề nghị chuyện này, bên trong nhất định là có khúc mắc, đoán chừng 2 khoản tiền ở sở tài chính tỉnh gặp phải đại phiền toái, bất quá y cũng không nói ra. Diệp Phàm dĩ nhiên tái mặt, thầm nghĩ, thăng quan là chuyện tốt, nhưng kêu mình tới sở tài chính tỉnh chạy khoản tiền. Đây không phải là kêu mình đụng mặt để cho phó trưởng ban Ngọc xử giới tát tai sao? Khi Cổ Bảo Toàn đề nghị chuyện này không phải ép người quá đáng. Chẳng lẽ y không biết mình và Ngọc xử giới có dây dưa, nếu biết rồi tại sao còn muốn mình đi bêu xấu, yên tâm gì chứ? Chẳng lẽ là trả thù chuyện Tề Chấn Đào đè ép bọn họ đề bạt mình? Lúc này hẳn là không dám, Tề Chấn Đào còn đang ở đây, y có 10 lá gan cũng không dám nói trắng ra như vậy. Xem ra là muốn lợi dụng mình. Hắn vội vàng nói. Bí thư Cổ, phương diện sự vụ của sở tài chính tỉnh tôi không thế quen thuộc, làm sao tranh thủ được khoản tiền này,
làm sao vận hành phương diện này tôi thật sự mờ mịt không biết, ngài đem chuyện lớn như vậy giao đãi cho tôi là có chút bận tâm đến lúc đó không lấy tiền được về sẽ làm nhỡ việc lớn của huyện. Chuyện này tôi thấy vẫn nên mời một số đồng chí già dặn kinh nghiệm của huyện đi làm thì tốt hơn, cuối năm rồi, cán bộ công nhân viên chức Ngư Dương dù sao cũng phải ăn mừng năm mới, ta sợ làm hỏng việc lớn. Diệp Phàm cố lên gân nghĩ cách thoái thác. Đồng chí Tiểu Diệp, bí thư Cổ mới vừa khen cậu xem, chuẩn bị bỏ gánh có phải không? Chưa quen chạy thì chạy nhiều ắt quen thuộc, không hiểu có thể hỏi sao, có thể gọi đồng chí của phòng tài chính huyện đi cùng cậu. Người trẻ tuổi, không được có tâm lý sợ khó mới đúng, cho dù làm không được, ngã xuống cũng không có chuyện gì, chỉ sợ không chịu trèo lên. Chủ tịch thành phố La Hạo Thông đoán chừng cũng đoán được, trong lòng y vẫn thầm cằn nhằn, nếu như Ngư Dương trước cuối năm không lấy được tiền về còn không phải bắt thành phố hót cho bọn họ. Cuối cùng nếu không lấy được còn phải nhổ ra trên mấy trăm vạn cứu cấp cho bọn họ, vậy túi tiền của mình không phải lại thu hẹp lại, cho nên cũng bất chấp Tề Chấn Đào đang ở đây. Cũng vội vàng náo nhiệt ép buộc Diệp Phàm. Chẳng qua lần này hai người còn có dự tính khác, nói không chừng nhân cơ hội này, có thể lợi dụng đồng chí Diệp Phàm khiến Tề Chấn Đào đang trong lúc cao hứng nói mấy câu, phó trưởng ban Ngọc chẳng lẽ còn dám ngăn cản. Phải biết rằng Tề Chấn Đào vừa vặn trông coi ban tài chính, nói là quan hệ cấp trên cấp dưới trực tiếp cũng không quá đáng. Những đồng chí của ban tài chính đều có cái loại tật bệnh quái lạ là không coi ai vào đâu. Phó chủ tịch tỉnh bình thường, không phải là phân quản trên đầu bọn họ chưa chắc đã sợ. Chẳng qua mang chức danh thường ủy nên bọn họ không dám lỗ mãng, muốn vuốt mũ quan của mình vẫn còn biện pháp, vì chuyện này có liên quan đến quan hệ lợi hại. Không phải chứ? Diệp Phàm cảm giác có chút oan uổng, cố ý hô lên. Đương nhiên, chủ ý của hắn cũng là nhằm vào Tề Chấn Đào. Tề Chấn Đào quả nhiên trúng kế, nhưng thật ra là không muốn dính vào cười nói. Không phải cái gì? Tiểu Diệp, nói rõ ràng, người trẻ tuổi, làm thêm chút công tác có gì không tốt, huống chi bí thư Cổ người ta tín nhiệm cậu như vậy, cậu xem chủ tịch thành phố La phát biểu rồi đấy. Cố gắng làm đi, nếu thật sự không làm kịp lãnh đạo cũng sẽ không trách tội cậu, có phải không? Chẳng qua người thanh niên, lúc nào cũng phải có sự hăng hái dám đánh dám liều mạng, mấy tháng trước ở đập Thiên Thủy, lúc ấy cậu đuổi theo tội phạm giết người không phải rất anh hùng đấy sao? Nhớ ra lại tức giận. Lúc ấy lão tử chịu trách nhiệm vụ án, ra lệnh cho cậu trở lại, cậu lại dám trâu bò, xem ra tiểu tử cậu trâu bò quen rồi, sau này phương diện này nên chú ý một chút. Trâu bò, không phải chứ lão Tề, anh đường đường là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, lúc ấy Tiểu Diệp không phải nghe nói còn đang ở đập Thiên Thủy làm một thôn quan, một cán bộ cấp ban không xem là thượng phẩm gì lại dám trâu bò với anh là quan lớn cấp phó trưởng ban, nếu là ở cổ đại đã là đại quan tam phẩm rồi. Ha ha ha, quan tép siêu cửu phẩm cũng dám trâu bò với quan viên tam phẩm. Không thể tưởng tượng được vụ trưởng Phong Thanh Lục cảm thấy hứng thú không tin nổi lắc lắc đầu, giống như mầm cây nhỏ bị gió thổi, có chút kinh ngạc, thậm chí sửng sốt, không kìm được liếc nhìn Diệp Phàm mấy lần. Đám người Chu Càn Dương, Cổ Bảo Toàn vừa nghe cũng tỏ ra hứng thú, muốn nghe một chút phó chủ tịch tỉnh Tề làm sao bị một thôn quan dưới quyền mình trâu bò. Thầm nghĩ. Chẳng trách tiểu tử này dám phân cao thấp với phó trưởng ban Ngọc Sử Giới, thì ra là chính là như vậy. Ngay cả phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy cũng dám đối đầu thì còn có ai y không dám. Có lẽ chính vì như vậy mới quen biết Tề Chấn Đào, Hoa Hạ không phải là có câu tục ngữ, không đánh nhau thì không quen biết sao. Lúc ấy tiểu tử này liều mạng đuổi theo đám tội phạm truy nã kia. Phải biết rằng bọn người đó là tội phạm quốc gia đang truy nã, ngay cả công an. Là trọng phạm giết cả công an, binh lính thủ vệ. Lúc ấy bí thư huyện ủy Ngư Dương các anh ra lệnh cho hắn trở lại, nhưng hắn không nghe, sau này không phải Lý Quốc Đống của thành phố Mạc Hương cũng ra lệnh, hắn vẫn ngang ngược không chịu. Tôi lúc ấy được tỉnh ủy ủy thác, tạm thời phụ trách chỉ huy chuyện này, sau khi nghe được phía dưới báo cáo lập tức ra lệnh gọi hắn trở lại, chủ yếu là lo lắng tiểu tử này vô duyên vô cớ mất mạng không đáng, nhưng sự gan dạ của tiểu tử này khiến người ta thưởng thức. Mọi người biết tiểu tử này nói gì không? Xem pha nhóc con nói gì, bắt chết thì bắt chết, mọi người nói xem, có phải ăn tim gấu gan báo hay không? Lúc ấy nếu như tôi ở đấy khẳng định sẽ súng ra bắn chết hắn, chẳng qua tiểu tử này cũng không đơn giản. Bởi vì chuyện này, lại có thể nhận được khen ngợi của Bộ Công an và Quốc vụ viện, cho dù là vô cùng lỗ mãng. Ai, một thôn quan không sợ chết,
tôi còn có lý do gì trách phạt hắn, nói ra cậu ấy còn là một anh hùng, một hào kiệt. Tề Chấn Đào, tôi thật sự bội phục người như vậy, ha ha ha. Hai chữ bội phục lại xuất hiện, Tề Chấn Đào trực tiếp khen ngợi Diệp Phàm. Đúng vậy chủ tịch tỉnh Tề, tôi lại phạm phải khuyết điểm ngang ngược rồi. Diệp Phàm xấu hổ, giả bộ có chút thẹn thùng sờ sờ đầu, lẩm bẩm nói. Lần này ngang ngược với người nào? Tề Chấn Đào cười nói, lại cảm thấy hứng thú. Phó trưởng Ban Ngọc. Diệp Phàm nói rất thành thật. Phó trưởng Ban Ngọc là ai? Vì sao lại đối đầu với y? Tề Chấn Đào biết thằng nhóc này có lẽ muốn kéo mình vào bẫy, trong lòng buồn cười thầm nghĩ, muốn mượn gậy tre thì để tôi giúp cậu một phen, lão Tề này vì trả nợ cho con trai, mối nhân tình này khá lớn. Sau này có muốn nhờ cậy lão tử làm chuyện gì cũng không dễ dàng. Chủ tịch tỉnh Tề, Ngọc Sử Giới là phó trưởng ban sở tài chính tỉnh. Vệ Sơ Tinh đáp lời giải thích. Ngày hôm qua ở chùa Nam Thiên xã Tây Bàn Ngư Dương vì phát sinh một chuyện nhỏ với cháu gái của y trước kia mà y mắng cháu là thứ đồ không ra gì cho nên cháu mới tức giận, cãi cọ mấy câu. Diệp Phàm có vẻ xấu hổ nói, đầu khẽ cúi xuống. Cháu mắng y sao, mắng như thế nào? Tề Chấn Đào cũng thật sự hứng thú, thầm nghĩ không biết tiểu tử này mắng Ngọc Sử Giới như thế nào. Cháu mắng y là lão già kia, Diệp Phàm đàng hoàng nói. Nhưng cũng tại cháu tức quá. Ha ha ha. Tề Chấn Đào và Phong Thanh Lục đều cười phá lên, nhưng bọn họ có thể cười chứ đám người Chu Càn Dương và La Hạo Thông làm sao dám cười. Nếu chuyện bọn họ cười truyền đến tai Ngọc Sử Giới vậy sau này không phải là tìm phiền toái cho mình sao, thần tài gia trong tỉnh làm lãnh đạo cấp dưới cũng không đắc tội được, cho nên bọn họ mới liều mạng nín lại, nín nhịn thật khó khăn, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó vặn vẹo rồi. Hừ. Y mắng cháu là, thứ không ra gì, cũng không sai, cháu vốn cũng không ra gì, cháu là người đường đường chính chính. Cháu mắng y là, lão già kia, dĩ nhiên y phải tức giận, bởi vì y là người chứ không phải đồ vật, lại còn tặng thêm chữ, già, sau này không thể như vậy được. Phó trưởng Ban Ngọc tuy nói ở ban tài chính nhưng cũng xem như là lãnh đạo của cháu, đối với lãnh đạo phải luôn tôn kính, nếu có ý kiến cá nhân thì có thể trao đổi, không thể làm y mất mặt trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy. Sau này phải chú ý đến điểm này, chẳng qua hiện tại có một số quan viên cũng không ra gì. Được rồi, không nói nữa. Tề Chấn Đào dừng lại, thật ra y cũng đang gián tiếp phê bình Ngọc Sử Giới có vẻ bày ra tư cách, lấy quyền thế đàn áp người khác. Đám người Chu Càn Dương đương nhiên có thể liên tưởng đến chuyện đó, những người ngồi ở đây đều là người thông minh, không có ai là kẻ ngu. Chủ tịch tỉnh Tề, nếu ngài đã ở đây, có thể nói giúp một hai câu. Để cho sở tài chính tỉnh sớm cấp tiền xuống, đông đảo cán bộ và quần chúng Ngư Dương không thể cứ nhìn nó mà đón năm mới được. Diệp Phàm trơ mắt nhìn Tề Chấn Đào, thầm nghĩ, chỉ cần chú chịu gật đầu, không phải chỉ là vấn đề một câu nói. Sở tài chính tỉnh có chỗ khó của sở tài chính. Nơi đó phải quan tâm đến toàn bộ tài chính cấp phát của toàn tỉnh, không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Chú nghĩ, không chỉ là Ngư Dương mà toàn tỉnh có hơn 100 huyện lớn nhỏ, mỗi nhà mỗi cảnh. Tề Chấn Đào chậm rãi nói, chính là không muốn mở miệng. Diệp Phàm nóng nảy, qua thôn không còn phòng trọ, nếu hôm nay Tề Chấn Đào vỗ cái mông rời đi. Ngày mai huyện kêu mình tới sở tài chính tỉnh xin tiền, vậy quá mất mặt. Ngọc Sử Giới có nể mặt mình không? Chương 444, phụ trưởng Phong ra tay. Hắn cắn răng một cái, nhìn Phong Thanh Lục bên cạnh, thầm nghĩ. Đã cũng là thần tài, còn là ở trong bộ tài chính. Có thể cầu y ra mặt nói vài câu cũng hữu dụng. Chú Tề giúp mình cũng nhiều rồi, cái mũ phó chủ tịch huyện cũng là do chú ấy lấy về cho mình. Nếu không Chu Càn Dương và Cổ Bảo Toàn đâu có hảo tâm như vậy, lập tức giải quyết, còn nói cái gì mà việc đặc biệt cần sự giải quyết đặc biệt. Đời cũng thật khó nói, cái mà chúng ta liều mạng theo đuổi thì một đám lão đại nói một câu là giải quyết vấn đề. Hắn bạo gan. Phụ trưởng Phong, ngài là đại lãnh đạo. Có thể gặp được ngài là vạn phần khó khăn. Lãnh đạo thành phố, huyện tín nhiệm cháu, cho cháu trọng trách này, dù nói thế nào cháu cũng phải biểu hiện một chút. Nếu không bí thư Chu, chủ tịch thành phố La, bí thư Cổ, chủ tịch huyện Vệ xem cháu thế nào, vì thế chuyện thứ nhất tuy nói khó khăn cực cao, nhưng tuyệt đối không thể làm hư. Chú xem có thể nói giúp một hai câu để cho cán bộ Ngư Dương có chút ít đón năm mới. Diệp Phàm mỉm cười chân thành nhưng cũng không lộ vẻ nịnh hót. Nhu cương đầy đủ khiến Tề Chấn Đào cũng thầm gật đầu, cảm giác tiểu Diệp trưởng thành không ít.
Ừ, Tiểu Diệp nói rất thành thực, hôm nay dự buổi chiêu đãi này tôi cũng cảm thấy thoải mái. Như vậy đi, số tiền các anh cần nhận ở sở tài chính tỉnh là bao nhiêu? Vụ trưởng Phong Thanh Lục mở miệng, tuy nhiên cũng không đồng ý bừa bãi mà hỏi rõ tình huống rồi mới nói, thể hiện sự trầm ổn của đại lãnh đạo. Cảm ơn ngài, vụ trưởng Phong. Một khoản là về phát triển trợ cấp nông nghiệp khoa học kỹ thuật, một khoản là giúp đỡ người nghèo, tổng cộng là 800 vạn. Trên cũng đã phê duyệt, tiền còn nằm ở ban tài chính. Bọn họ nói chắc là chưa phát kịp đợi đến sang năm, chỉ e Ngư Dương là huyện nghèo khó chờ không nổi. Vệ Sơ Tinh làm chủ tịch huyện nên về chuyện này rất quen thuộc. Ừ, Phong Thanh Lục sau khi nghe cũng không lập tức tỏ thái độ mà suy nghĩ cái gì đó, mấy phút sau cười nói. Như vậy đi, hai hạng mục bao gồm 800 vạn đó để tôi hỏi xem có thể lấy ra trước năm mới hay không, coi như chúc mừng đồng chí Tiểu Diệp, ha ha ha. Phong Thanh Lục cũng rất dứt khoát, lấy luôn điện thoại ra gọi. Anh học chính, đã lâu không gặp, ha ha ha. Phong lão đệ, vừa đó đã không thấy cậu đâu, nghe nói cậu xuống nhưng không thấy chân thần, làm hại anh phải tìm không dễ à. Trưởng ban Dương học chính của tỉnh Nam Phúc cười nói. Xem ra hai người quan hệ tương đối khá, chẳng lẽ vụ trưởng Phong ở bộ tài chính? Có khả năng, nếu không đại thần tài trong tỉnh Dương học chính có thể xưng huynh gọi đệ. Đám người Chu Càn Dương cũng thầm than. Tôi ở đập chứa nước núi Bà La Ngư Dương câu cá gặp gỡ một tiểu tử thú vị tên là Diệp Phàm. Hiện giờ làm chủ nhiệm ở đây nhưng sắp thăng lên phó chủ tịch huyện rồi. Nghe hắn nói tới chuyện cửa ải cuối năm của huyện Ngư Dương này hình như rất khó khăn, nói là Ngư Dương có một hạng mục giúp đỡ người nghèo chừng 800 vạn. Có lẽ 800 vạn ở vùng Duyên Hải không coi là cái gì, chẳng qua ở Ngư Dương lại là một khoản tiền lớn, không biết có thể lấy trước cuối năm hay không. Nghe hắn nói thảm như vậy thì tôi cũng động lòng, kinh tế Ngư Dương bắt đầu chuyển động rồi. Ha ha, tiểu tử này rất có thủ đoạn. Làm món khiếu hoa ngư có thể nói là nhất tuyệt, lão Dương Anh không xuống đúng là đáng tiếc. Phong Thanh Lục sau khi nói tới đây thì cũng cúp điện thoại. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp Phàm luôn miệng nói mấy câu, Vệ Sơ Tinh và Cổ Bảo Toàn cũng lên tiếng phụ họa. Ha ha, cảm ơn tôi làm gì, tôi đâu có làm gì, chỉ gọi điện thoại nói vài câu với lão bằng hữu nói chuyện câu cá. Phong Thanh Lục ra vẻ tùy tiện khiến Diệp Phàm ngàn vạn. Một cú điện thoại của người ta còn hơn những đồng chí Ngư Dương chạy đến mòn chân. Bữa ăn tối sau khi uống trà nói chuyện phiếm. Xong thì đám người Chu Càn Dương, La Hạo Thông và Cổ Bảo Toàn đều bị Tề Chấn Đảo đuổi đi. Tề lão ca, hôm nay tôi toàn thắng, năm thành của anh là của tôi rồi, ha ha ha. Phong Thanh Lục cười ha hả, chắc là cũng la ngà. Ai, con cá này đúng là có mắt. Gặp Phong lão đệ là thần tài từ bộ tài chính tới nên đều chui vào câu của ngươi, xem ra có tiền cũng có thể khiến cho cá mắc câu a. Lão tử trong tỉnh thì không đến hỏi thăm, thật đáng giận. Tề Chấn Đảo bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phàm đang vui vẻ bên cạnh thì nổi cáu. Tiểu tử, tổn thất của ta là do ngươi bồi thường. Cháu bồi thường cái gì, ngài là chủ tịch tỉnh, đánh cuộc nhất định là hàng cao đẳng, cháu bồi thường không nổi. Diệp Phàm hoảng hốt, vội vàng đứng lên luôn miệng từ chối. Bồi thường không nổi cũng phải làm, hừ. Tề Chấn Đảo gần giọng, chọc cho Phong Thanh Lục ở một bên cũng cười sằng sặc đắc ý, xem ra hai người lấy chuyện đấu nhau làm niềm vui. Chú Tề, cháu không biết các chú đánh cuộc đồi gì, sao biết gì mà bồi thường. Diệp Phàm khổ sở, liếc nhìn Tề Thiên đang cười thầm kêu lên. Bồi thường cái gì, cậu nói đi. Hắc hắc hắc. Đại ca, chính là thứ kia đó. Tề Thiên cười gian. Là cái gì? Diệp Phàm vẫn ngơ ngác. Cái thứ mà có quan hệ với chị em đó. Tề Thiên vòng vo. A, à, Diệp Phàm bị dọa đến lồi mắt, len lén liếc nhìn Tề Chấn Đảo và Phong Thanh Lục, thầm nghĩ, hai vị đại lãnh đạo muốn xuân cung hoàn, trời ạ, chẳng lẽ đại lãnh đạo cũng có phòng nhì? Trừng mắt gì, chỉ cho phép các cậu hưởng thụ còn mấy thứ già như chúng tôi thì ngồi không chắc. Không có gì, tăng thêm chút tình thú thôi, nam nhân mà. Thực sắc tính dã có phải hay không? Phong lão đệ, ngươi nói có phải hay không? Ha ha ha. Tề Chấn Đảo sổ tuẹt. Ừ, nam nhân phong lưu không phải là bệnh, bình thường. Phong Thanh Lục cũng hùa theo. Nói một chút, tiểu tử ngươi còn có bao nhiêu hàng chữ, lấy ra hết. Tề Chấn Đảo hỏi. Cháu chỉ có mấy viên, là người ta phối chế từ bí phương cổ đại.
Xong lần chế biến vừa rồi thì lão tiền bối đã vân du rồi. Diệp Phàm vội vàng cười ha hả nghĩ cách đánh trống lảng. Đừng nói những thứ khác nữa, mau lấy ra rồi chúng ta còn chạy trở về. Tề Chấn Đào hừ nói. Chỉ có 3 viên. Diệp Phàm nói vẻ ngượng nghịu. Ít như vậy. Tề Thiên đột nhiên mở to mắt trâu. Vậy thì con 1 viên, chú Phong và cha mỗi người 1 viên, hắc hắc. Không được, chú có thêm nửa viên cha cháu bị thu. Tề ca, anh phải giữ lời. Da mặt Phong Thanh Lục Tuyệt không non, dù sao cũng là bộ tài chính gia, đều luyện thành đáy nổi rồi. Ừ, thôi đi, viên Tề Thiên cho tôi, anh lấy 2 viên. Tề Chấn Đào hừ nói, trên mặt ra vẻ không vui. Cha, con. Tề Thiên kêu lên thất thanh. Còn hàng mà. Diệp Phàm thì thào. Còn là đại ca tốt, ha ha ha. Tề Thiên lại tươi tỉnh. Hảo tiểu tử, còn dám qua mắt ta, còn có bao nhiêu, lấy ra hết. Tề Chấn Đào quát. Để cháu xem. Diệp Phàm lấy ra cái hộp, mở ra khẽ đếm, đang muốn đáp lời. Đưa hộp đây, còn đếm gì? Tề Chấn Đào bất chấp hình tượng đường đường phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy chộp lấy, liếc mắt đảo qua cười thoải mái. Tiểu tử, còn muốn giấu, không tệ, 6 bình chắc là 6 viên rồi. Phong lão đệ 3 viên, cầm đi, ta 2 viên, tề thiên 1 viên thì để cha cầm luôn, chúng ta là người nhà còn phân biệt gì nữa. Tề Chấn Đào vui mừng chia xong hoàn thuốc, Phong Thanh Lục cũng không lên tiếng gì bỏ ngay vào cặp ra. Chỉ còn lại Tề Thiên đen mặt không lên tiếng, chắc sợ vừa mở miệng đã bị Tề Chấn Đào nện cho mấy roi. Tề Chấn Đào nghỉ ngơi một lúc thì ra về. Lúc ra cửa, Diệp Phàm nhân lúc y không chú ý thì lén nhét cho Tề Thiên mấy viên, tiểu tử này lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhét vào cặp ra. Cảm ơn đại ca, em biết anh sẽ không bỏ lại huynh đệ mà, ha ha. Tề Thiên thì thào với Diệp Phàm rồi đi vào trong xe. Xe vừa chạy đến con đường giao giữa đập chứa nước núi Bà La và thị trấn Vũ Khê thì Tề Chấn Đào liếc nhìn Tề Thiên, hừ nói. Cho mấy viên rồi. Cái gì mấy viên, cha? Tề Thiên cố gắng chấn định nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra, thật ra thì trên mặt liền hiện đầy vết nhăn, trong lòng ai thán một tiếng, xong rồi. Lão đầu tử đã từng đi lính, quả thực mắt ưng chính tông. Thật muốn ăn cờ lê có phải hay không? Tề Chấn Đào nhất thời trầm mặt, hừ lạnh nói. Đừng, cha, con cũng không biết, lúc ấy không có nhìn. Tề Thiên mặt đen lên. Cơ thịt run rẩy kéo cặp ra khẽ đếm. 3 bình. Đưa đây 2 bình, lưu cho tiểu tử ngươi 1 viên. Người trẻ tuổi dùng vật này tuy không có tác dụng phụ nhưng dùng nhiều đối với thân thể cũng có tổn thương. Tề Chấn Đào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cha, lưu 2 viên đi. Tề Thiên tí nữa thì kêu lên. Kêu gào nữa, 1 viên cũng không có. Lần này thì mặt Tề Chấn Đào đúng là đen thật. Tiểu tử ngươi đó. Còn muốn lừa cha, ai? Đồ chơi này đích xác là thứ tốt. Cha tuy nói có 3 viên, nhưng huynh đệ nhiều, mỗi người nửa viên dùng thử một chút cũng không đủ phần. Đáng tiếc không có biện pháp công nghiệp, nếu không đầu tư nhà máy thì phát tài rồi, ha ha ha. Sản xuất nhiều chắc chắc không được, cần phải có nội kình xúc tích, nghe nói phải là cao thủ thất đoạn trở lên mới làm được. Những lão đầu ẩn thế như vậy ở Hoa Hạ chúng ta khẳng định không quá 2 bàn tay. Đại ca không tệ. Lấy được nhiều như vậy. Hơn nữa dược liệu lần này nghe nói còn là tuyệt phẩm. Cha, trưởng ban ngọc của sở tài chính tỉnh kia đối phó với đại ca, chỉ bằng cha nói một tiếng để cái khoản trợ cấp nông nghiệp kia cũng lấy ra cho Ngư Dương luôn đi. Bí thư Cổ đem quyền lấy 2 khoản tiền này cho đại ca, thật ra là có chút làm khó. Đại ca vừa thăng quan muốn lấy khoản tiền này, nếu như lão ngọc đó ngăn cản thì chắc là thất bại tới 8 phần. Đại ca không tệ. Chuyện này với cha mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Tề Thiên cầu tình cho Diệp Phàm. Tề Thiên, có chuyện gì không thể toàn dựa vào người khác, Diệp Phàm đã có xung đột với Ngọc Sử Giới, hắn là một phó chủ tịch huyện, nên tự mình học cách xử lý chuyện này mới được, tuy nói rất phiền toái nhưng càng phiền toái càng có thể tôi luyện. Nếu như chuyện gì cũng nhờ người khác thì không lợi cho hắn trưởng thành. Nếu như hắn ngay cả chuyện này cũng xử lý không tốt thì Chu Càn Dương tại sao phải đề nghị hắn làm phó chủ tịch huyện, mặt mũi của cha là một phần nhưng đại ca của con cũng là một người cơ trí đấy. Cha tin tưởng hắn sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Người mà, luôn không ngừng trong đau dần dần thành thục, không có đau khổ có đâu người thành thục, hoa ấm trong nhà vĩnh viễn không kiên cường bằng hoa dại.
đại ca của con muốn bay cao hơn thì phải có dũng khí gánh chịu tất cả. Tiểu tử ngươi cũng phải học hắn một ít, người ta là một thảo dân, chỉ trong nửa năm đã thăng liền mấy cấp, may mắn đương nhiên là có, người sau lưng trợ giúp chiếm đến hai thành. Nhưng nếu chỉ như A đầu thì có đỡ làm sao cũng không lên. Diệp Phàm nguyện ý làm xuẩn tài A đầu hoặc là làm bá chủ Lưu Bị, thì do chính hắn lựa chọn. Tề Chấn Đào thuận tiện cũng giáo dục con trai, nói mấy lời thấm thía. Sau đó nói thêm, con cho rằng cha thật vì mấy viên thuốc đó mà đặc biệt chạy tới núi Bà La sao? Tức cười, chỉ là mánh lới thôi. Quan trường nước rất sâu, tiểu tử ngươi còn phải học tập lấy một chút, lăn lộn trong quân đội không thể so với bên chính quyền. Con hiểu rồi. Tề Thiên gật đầu, đưa ra hai viên thuốc. 10 giờ tối. Lão ca Tào Vạn Niên của ban tổ chức thị ủy vui hơn hớn cười nói. Diệp lão đệ, đầu tiên phải chúc mừng cậu rồi, đường thăng quan của cậu giống như là ngồi hỏa tiễn. Anh có vỗ ngựa cũng khó mà vượt qua rồi. Sáng sớm ngày mai, Tiêu Bình Quốc của ban tổ chức thị ủy sẽ đích thân xuống khảo hạch, bí thư Chu giao rồi, việc đặc biệt thì giải quyết đặc biệt. Một bên khảo hạch một bên tuyên bố, rốt cuộc lão đệ cậu đi đường nào mà làm lão đệ kiến thần cứ cằn nhằn. Nói là vào tuổi cậu y còn là một cảnh sát nho nhỏ. Cảm ơn, đúng là dọa người, nói ra cũng rất phức tạp, cũng có may mắn, ai. Đường quan trường này đúng là lên xuống thất thường, cảm giác phức tạp như cưỡi ngựa xem hoa. Cảm ơn Tào ca nhắc nhở, em có phải chuẩn bị gì không? Diệp Phàm cẩn thận hỏi, đương nhiên, tất cả chuyện ở núi Bà La hắn sẽ không kể vì Tề Chấn Đào dặn dò trước mặt Chu Càn Dương, không ngờ lại làm cả thành phố sôi sục. Chủ yếu là vì suy nghĩ đến thân phận vụ trưởng Phong. Chuyện của cậu là tự bí thư Chu phát biểu, Tiêu Bình Quốc cũng không có gì khúc mắc với cậu, nếu có cũng không dám làm gì, dù sao đây là chuyện mà bí thư thị ủy chỉ thị, ai dám âm thầm ngáng chân chẳng phải là gây sự với cái mũ của mình sao. Cậu cứ an tâm công tác là được, anh sẽ nói với lão Tiêu một tiếng, cậu cứ đợi đó mà mời khách đi. Tào Vạn Niên cũng tương đối cao hứng. Chương 445 Khảo hạch đề bạt thăng chức phó chủ tịch huyện. Cảm ơn anh Tào, còn một việc nữa chính là chuyện của tập đoàn điện lực thành phố Mặc Hương. Diệp Phàm nói, chuyện đó đợi sau này gặp mặt rồi nói, nếu Vương Á Chiết không thức thời như vậy, cứ để y ăn không ngồi chờ đi, ha ha ha. Tào Vạn Niên nói một câu chẳng khác nào phán quyết Vương Á Chiết tội chết. 8 giờ sáng, phó trưởng ban Tiêu Bình Quốc dẫn theo mấy người đến Ngư Dương. Đám người bọn họ đến thị trấn Lâm Tuyền đi dạo một vòng, trở lại huyện thăm hỏi cục tôn giáo, ủy ban nhân dân huyện. Sau đó nhân tiện còn khảo hạch một ứng viên phó chủ tịch huyện khác, tiến hành tổ chức nói chuyện, xác định và đánh giá dân chủ. Mặc dù nói thời gian cấp bách, nhưng vẫn đi đúng trình tự. Buổi tối, trong lễ đường huyện ủy tuyên bố quyết định của ban tổ chức thị ủy, bổ nhiệm đồng chí Diệp Phàm làm phó chủ tịch huyện Ngư Dương. Đồng thời do Phó Chủ tịch huyện Lý Bội Khiếu bị điều đi nên bổ sung thêm một người, còn là phụ nữ tên là Tiếu Y Lâm, là người của Tiếu gia Ngư Dương, nhờ hoạt động rước tượng đồng lão tổ tông Tiếu gia lần này mà tạo được thanh thế. Đồng thời còn tăng thêm một danh sách trợ lý Chủ tịch huyện cấp phó phòng tên là Ngọc Xuân Thiền, thật ra vì Ngọc Sử Giới đã làm một hạng mục lớn cho thành phố Mặc Hương cho nên Chu Càn Dương mới cho một chỉ tiêu như vậy, có khuynh hướng cường hóa thế lực của Ngọc gia Ngư Dương. Đối với chuyện Ngọc Xuân Thiền từ đoàn thanh niên thành phố nghiễm nhiên xuống Ngư Dương đảm nhiệm chức trợ lý chủ tịch huyện, người phản ứng mạnh mẽ nhất đương nhiên chính là Phí Mặc của Ngư Dương. Tuy nhiên y cũng không thể làm gì khác được, mặc dù có em gái Phí Ngọc là ủy viên thường vụ thị ủy, nhưng Ngọc gia cũng có một Ngọc Hoài Nhân là phó bí thư chuyên trách thứ hai ở thị ủy. Hai người so sánh với nhau thì xếp hạng của Ngọc Hoài Nhân còn cao hơn nhiều thư ký trưởng thị ủy Phí Ngọc. Trong thị ủy lần này Ngọc gia và Phí gia cũng đối đầu gay gắt. Bí thư thị ủy Chu Càn Dương đương nhiên vui vẻ quan sát, bởi vì nghe nói trong thị ủy đang có xu hướng dần hình thành phái Ngư Dương, cho nên Chu Càn Dương tiên hạ thủ vi cường, lấy một trợ lý chủ tịch huyện làm mồi nhử để phá giải liên minh lợi ích của Ngọc gia Phí gia Ngư Dương. Lễ chúc mừng được tổ chức ở quán rượu Ngư Dương, Tiêu Bình Quốc giơ chén rượu, khẽ cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, chúc mừng anh. Anh có thể được xem là phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất của thành phố Mặc Hương chúng ta, thậm chí là cả tỉnh Nam Phúc, hậu sinh khảo ý. Cảm ơn trưởng ban Tiêu đã khích lệ, bí thư Mâu cũng không kém, hiện tại là bí thư của thị trấn Lâm Tuyền, thị trấn lớn nhất Ngư Dương, tiền đồ vô lượng. Ha ha ha, Diệp Phàm khiêm nhường cười ha ha, bóng gió khen ngợi lại Mâu Dũng,
làm cho Tiêu Bỉnh Quốc hết sức hưởng thụ. Ha ha ha, nhìn đám thanh niên các cậu, tôi cảm giác mình già thật rồi. Tiêu Bỉnh Quốc cười nói. Sau này công tác của Mâu Dũng còn cần Phó Chủ tịch huyện Diệp ủng hộ. Ngài nói gì vậy, tất cả đều cùng nhau cố gắng thôi, mặc dù tôi và Bí Thư Mâu làm việc cùng nhau chưa dài, nhưng anh ấy có một tinh thần mạnh mẽ, tôi tin rằng Lâm Tuyền được anh ấy dẫn dắt chắc chắn sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển mới. Diệp Phàm cười nói cùng Tiêu Bỉnh Quốc. Trưởng ban Tào rất chiếu cố Phó Chủ tịch huyện Diệp. Tiêu Bỉnh Quốc đột nhiên nhỏ giọng thốt ra một câu như vậy. Hừ, ông ta nói những lời khác thì ra chỉ là ngụy trang, muốn điều tra nội tình của mình à. Diệp Phàm vẫn thản nhiên cười nói. Trưởng ban Tào là một trưởng ban lớn, nếu may mắn có thể làm quen thì rất tốt, nhưng người ta đường đường là một thường ủy thì biết làm sao, nếu thật sự được gặp gỡ trưởng ban Tào một lần thì thật cảm ơn. Diệp Phàm nói nửa câu, cười ha hả, ẩn ý tăng cường, một chút ý tứ cũng không biểu lộ ra, khiến Tiêu Bỉnh Quốc không đoán ra được quan hệ của Diệp Phàm và Tào Vãn Niên. Nếu nói có quan hệ hình như cũng không giống, nói là không có quan hệ có vẻ lại cũng không giống, bởi vì Tào Vãn Niên dặn dò chuyện khảo hạch Diệp Phàm rất thận trọng. Có lẽ Tào Vãn Niên sợ xảy ra sơ sót gì đó đối với chuyện được Bí Thư Thị ủy Chu giao cho. Mình đúng là đa tâm. Diệp Phàm là một cán bộ thị xã, làm sao có quan hệ với Tào Vãn Niên được, chuyện này không có khả năng, tầng thứ còn chưa đủ. Cấp bậc kém hơn rất nhiều. Nếu quả thật không có liên quan đến chuyện của Vương Á Chiết, mình có thể an tâm giúp đỡ một tay, nếu không tìm không ra ẩn ý bên trong sẽ khiến Tào Vãn Niên không vui. Ai, Vương Á Chiết à Vương Á Chiết, người ta nói thời thế khó lường, chưa tới một tháng, người ta từ một chủ tịch thị trấn một hơi bò lên vị trí phó chủ tịch huyện. Theo như tốc độ như vậy không cần mấy năm sẽ vượt qua chúng ta. Chuyện lần này cũng thật là kỳ lạ, Bí Thư Chu tại sao lại đích thân quan tâm đến chuyện bổ nhiệm một cán bộ cấp phó phòng, nếu như Diệp Phàm là phó chủ tịch huyện Ngư Dương lại kiêm thường ủy thì còn có thể hiểu được, nếu không tiểu tử đó sao có thể lọt vào tầm mắt của Bí Thư Chu. Xem ra mình phải dặn dò Mâu Dũng cẩn thận, không được đối đầu với tiểu tử này, hắn quả thực là một con rồng lớn sắp phút bay, tốt nhất là không chọc vào. Trong thời gian mấy tháng lúc lên lúc xuống, miễn chức đề bạt lại miễn chức lại đề bạt, thật là có chút kỳ quái. Tiêu Bỉnh Quốc không khỏi suy nghĩ. Vương Á Chiết thông qua đường dây của anh trai Vương Thiên Lượng, một mực muốn ngồi lên chiếc ghế của tập đoàn điện lực thành phố. Tuy nhiên Phạm Trọng Dương cũng không phải kẻ hèn nhát, người ta cũng có nhiều người giúp đỡ, Tạ Quốc Trung cũng không ăn chay. Quan hệ Phạm gia và Tạ gia tương đối tốt, là bằng hữu gia tộc được truyền lại từ đời trước. Mình muốn lên chức cũng khó. Thời gian gần đây Tiêu Bỉnh Quốc còn đang do dự, nếu như Diệp Phàm tham gia vào nữa thì phiền phức. Nếu như Diệp Phàm có quan hệ với Tào Vãn Niên thì Vương A Chiết phải lo lắng rồi, nếu mình ra mặt xử lý cho Vương A Chiết sợ rằng sẽ đắc tội với Tào Vãn Niên. Tiêu Bỉnh Quốc hoàn toàn không muốn nhìn thấy kết quả này, vì Tào Vãn Niên ngồi lên chiếc ghế trưởng ban tổ chức. Vị trí phó trưởng ban, thường vụ huyện ủy của y đương nhiên sẽ để trống. Hai mắt Tiêu Bỉnh Quốc nhìn sắp tê dại rồi, thường vụ phó trưởng ban chỉ khác phó trưởng ban hai chữ thường vụ nhưng thực quyền lại cách nhau xa. Trước hết cấp bậc kém hơn một cấp, trong ban tổ chức thị ủy, phó trưởng ban thường vụ là cấp trưởng ban, những phó trưởng ban khác chỉ là cấp phó ban, thực quyền thì không cần phải so sánh. Nếu như Tào Vãn Niên không ở đây, người chủ trì tạm thời của ban tổ chức bình thường là phó trưởng ban thường vụ huyện ủy. Hơn nữa phó trưởng ban thường vụ huyện ủy thăng lên trưởng ban chỉ cần bước qua một cánh cửa, ai không muốn ngồi lên vị trí đứng đầu chứ. Lần này anh em Vương gia kết nối với nhau, Tiêu Bỉnh Quốc làm sao không có tâm tư muốn lợi dụng ảnh hưởng của anh em Vương gia trong thành phố, Vương Thiên Lượng làm chức trưởng cục tài chính thành phố, bằng hữu cũng có rất nhiều, làm bạn với thần tài gia là mơ ước của mỗi người vì trên đời này không có ai chê tiền nhiều. Thật ra chuyện của Tiêu Bỉnh Quốc nói thẳng ra là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, theo như nhu cầu mà thôi. Ngày 14 tháng 2 năm 1996 công lịch, âm lịch là 24, 4 ngày nữa là sang năm mới, dự tính trong huyện là ngày 16 nghỉ Tết, cho nên còn sót lại 2 ngày, tất cả mọi người đều rất khẩn trương bận rộn. 8 giờ sáng, Vệ Sơ Tinh mở hội nghị xử lý thường vụ chủ tịch huyện. Một lần nữa phân chia, sắp xếp công tác cho các phó chủ tịch huyện. Cơ bản không có biến đổi gì lớn. Tuy nhiên chức quyền của phó chủ tịch thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần đặc biệt được tăng cường hơn so với thời chủ tịch huyện Trương Tào Trung, một lần nữa đoạt lại quyền kinh tế,
chuyện này đương nhiên cũng không thoát khỏi quan hệ với ổn định thế lực của Tiếu gia ở Ngư Dương. Diệp Phàm mới vào làm phó chủ tịch huyện, phân quản chiêu thương và thu hút đầu tư, khoa học kỹ thuật, cục tôn giáo, ban kho khu, tuy nhiên cuối cùng không biết Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh có ý định gì, lại còn tăng thêm nhiệm vụ phối hợp giúp đỡ phó chủ tịch thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần quản lý tài chính. Phải biết rằng tài chính là miếng bánh thơm ngon lớn nhất trong huyện, bình thường đều do phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy phối hợp giúp đỡ chủ tịch huyện quản lý, lần này lại tăng thêm phó chủ tịch huyện Diệp vào trong, làm cho Tiếu Tuấn Thần cảm thấy khó chịu. Xem ra Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh vẫn đề phòng mình, cảm thấy không yên tâm vì thế kéo Diệp Phàm vào, chẳng lẽ lại muốn khống chế mình ta? Hừ, gừng càng già càng cay, một tên oát con miệng còn hôi sữa cũng muốn khống chế mình, đừng có nằm mơ. Diệp Phàm cũng kêu khổ, cũng nghĩ đến phương diện này, có chút lo lắng liếc nhìn Tiếu Tuấn Thần, dùng thuật xem tướng phát hiện cơ mặt của Tiếu Tuấn Thần khẽ cau lại, xem ra tức giận rồi. Ai, mới nhậm chức đã khơi mào hiểu lầm giữa mình và Tiếu Tuấn Thần, Cổ Bảo Toàn à Cổ Bảo Toàn. Anh cũng quá tàn ác rồi, để ngăn cản các loại thế lực, anh không từ bỏ cách nào. Anh thấy thế của tôi đang bay lên liền vội vàng chụp lên đầu tôi một cái gông vô hình, anh thấy thế lực Tiếu gia đang phát triển, liền lấy tôi ra kích thích Tiếu gia. Thăng bằng là một nghệ thuật vĩnh viễn của quan trường, chuyện trên quan trường thật sự rất phức tạp, mỗi một mệnh lệnh, mỗi một sắp xếp nhân sự đều có rất nhiều lý do. Khoản tiền 500 vạn trong tỉnh thật sự đã trực tiếp nhập vào sổ sách của Cục Tài chính Ngư Dương, nhưng số tiền 300 vạn trợ cấp nông nghiệp lại nói là không kịp cấp, phải đợi đến sang năm. Chuyện này đương nhiên là do Ngọc Sử Giới gây khó dễ. Số tiền 500 vạn đó là do trưởng Ban Dương của Sở Tài chính tỉnh hạ lệnh, Ngọc Sử Giới dù ngốc nghếch cũng không dám đi đụng độ với trưởng ban. Sau này chuyện Diệp Phàm lên chức được tuyên bố, Ngọc Nhã Chi đương nhiên nhanh chóng đem chuyện này báo cáo cho chú mình là Ngọc Sử Giới. Lúc ấy, trong văn phòng Sở Tài chính tỉnh, Ngọc Sử Giới đã đập vỡ ba chén trà rồi, khiến thư ký quét dọn vô cùng thận trọng, không dám có chút sơ suất, nếu chọc giận Ngọc Sử Giới đang nổi nóng thì ông ta có thể tung cước đá bay mình. Mẹ kiếp, con chó già Cổ Bảo Toàn. Ngọc Sử Giới bực tức mắng ra một câu thô tục. Đồ hai mặt, việc này thật là kỳ quái. Hôm qua trưởng ban sao có thể trực tiếp nhúng tay vào cấp tiền xuống Ngư Dương. Hơn nữa còn tự mình phê duyệt, yêu cầu lập tức cấp xuống. Chẳng lẽ Cổ Bảo Toàn đã đả thông được then chốt của trưởng ban Dương, có lẽ không phải. Hôm qua Cổ Bảo Toàn không phải vẫn ở Ngư Dương, lẽ nào y có thuật chui xuống đất. Trong chuyện này rốt cuộc là người nào ra tay, tuyệt đối có người. Hơn nữa còn là đại nhân vật. Tuy nhiên số tiền 300 vạn trưởng Ban Dương lại không có dặn dò, xem ra Ngư Dương cũng không đả thông chỗ trưởng Ban Dương, nếu có đả thông tại sao không cùng lúc phê duyệt, ngược lại còn muốn giữ lại. Ngọc Sử Giới vắt óc, suy nghĩ miên man cũng không tìm ra được một lý do thuyết phục. Tuy nhiên Cổ Bảo Toàn đã bố trí chức vụ trợ lý chủ tịch huyện cấp phó phòng Ngọc Xuân Thiền của Ngọc Gia cũng xem như nhận lỗi. Buổi trưa, chương 446. Trao đổi lợi ích. Trong sở vương các của Đắc Nguyệt Lâu, chỉ có hai người là Diệp Phàm và tiên sinh Tiếu Phi Thành. Tiếu tiên sinh, trở về Ngư Dương cũng có mấy ngày. Tôi tin Tiếu tiên sinh cũng nhìn thấy xu thế phát triển mạnh mẽ của Ngư Dương rồi. Kinh tế Ngư Dương đang trong quá trình hồi phục, sang năm có lẽ sẽ nghênh đón một thời kỳ đỉnh cao quật khởi. Ha ha ha. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, vẻ mặt chân thành. Hắn tiện tay rót một chén trà ngon cho Tiếu Phi Thành cười nói. Loại trà này tên là Thục trà, sinh ra ở Ngư Dương chúng ta, không ô nhiễm, toàn bộ là sản phẩm tự nhiên, được trồng trên vùng núi cách mặt nước biển chừng 1.000 thước, mây mù che phủ, rất quý hiếm. Tiếu tiên sinh nếm thử xem, mùi vị tuyệt đối rất ngon, ha ha ha. Đúng, quả thực rất ngon, trong vị đắng nhàn nhạt lại xen lẫn vị ngọt, lâu lắm rồi không được uống vị trà của quê hương, ai. Xa nhà từ bé nay về. Tuổi già tóc rụng giọng quê vẫn còn. Trẻ thơ thấy lạ hỏi dồn. Khách từ đâu tới còn bưng miệng cười, Hạ Chi Chương trích trong bài hồi hương ngẫu thư của Đường Thi tuyển tập. Tiếu Phi Thành có chút đau thương, thuận miệng ngâm lên, hồi hương ngẫu thư của Hạ Chi Chương. Tôi lăn lộn ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, quê hương muốn phát triển cũng khó khăn. Bản thân là một người Ngư Dương, tôi cũng hết sức đau lòng. Tôi hiểu ý tứ của Phó Chủ tịch huyện Diệp. Hiện trạng của nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương như thế nào tôi biết rất rõ. Chuyện này tôi cũng không làm kiêu, chúng ta cứ thẳng thắn nói chuyện.
Tập đoàn Phi Vân bơm tiền vào nhà máy tơ dệt thảm sợi nếu nói hao vốn có lẽ không có, nhưng sẽ không có nhiều lợi nhuận, trừ phi các phương diện như giao thông ngư dương phát triển đồng bộ thì mới có thể tiến lên được. Tiếu Phi Thành nói đến đây dừng lại một lát, nhấp một ngụm trà, cười nói. Nghe nói Phó Chủ tịch huyện Diệp biết Chủ tịch Nam Cung Hồng Sách tiên sinh của tập đoàn Nam Cung. Đúng, tôi có biết. Diệp Phàm không phủ nhận, suy đoán Tiếu Phi Thành muốn nói đến một số chuyện của tập đoàn Nam Cung. Tập đoàn Nam Cung ở Hồng Kông mới xây dựng cao ốc Thiên Mã, mà tập đoàn Phi Vân chúng tôi chuyên làm ăn về tơ dệt vải vóc. Nếu tòa cao ốc này mà xong thì lợi nhuận dĩ nhiên sẽ nhiều lên. Tôi nghĩ tập đoàn Phi Vân có thể bơm tiền vào nhà máy thảm sợi ngư dương, chỉ hy vọng Chủ tịch huyện Diệp có thể thay tôi lo liệu nguồn tiêu thụ. Nếu không sản xuất ra đồ không ai cần, hơn nữa giao thông ngư dương quá kém. Hàng hóa trồng chất trong kho sẽ thành phế phẩm hết. Chúng ta còn phải phát lương cho công nhân, máy móc còn phải khấu hao, phải nộp thuế, vậy thì làm sao có lợi nhuận, mà còn hao vốn. Tiếu Phi Thành lắc đầu nói ra điều kiện. Ha ha, Tiếu tiên sinh xin cứ nói. Muốn tôi triển khai con đường đó như thế nào, tôi sẽ cố hết sức. Diệp Phàm biết Tiếu Phi Thành nhắc đến tập đoàn Nam Cung khẳng định là có quan hệ đến nó, có lẽ hy vọng thông qua tập đoàn Nam Cung để tiêu thụ một số hàng dệt tơ hoặc vải vóc. Tuy nhiên trọng tâm của tập đoàn Nam Cung không phải ở phương diện tơ dệt vải vóc, vì thế Diệp Phàm cũng hơi nghi ngờ, nhưng cũng chưa nói ra ngoài. Thuyết phục tập đoàn Nam Cung, cho tập đoàn Phi Vân mặt bằng một tầng ở cao ốc Thiên Mã, đương nhiên. Chúng tôi sẽ trả tiền thuê theo như giá thị trường. Tiếu Phi Thành vì có việc phải quay về Hồng Kông, cho nên cũng không còn thời gian vòng vo, nói thẳng mục đích ra. Điều kiện này sao? Diệp Phàm hỏi. Không biết Tiếu tiên sinh chuẩn bị bơm bao nhiêu tiền cho nhà máy dệt thảm tơ ngư dương? Đơn giản, nếu như có thể có được mặt bằng một tầng ở cao ốc Thiên Mã, tôi sẽ bơm vào 500 vạn, công việc cụ thể tôi sẽ thu xếp người đến ngư dương bàn bạc với các anh. Dĩ nhiên chuyện này xin Phó Chủ tịch huyện Diệp yên tâm. Tiếu Phi Thành này tuy nói không phải sinh trưởng ở ngư dương, nhưng gốc gác của tôi là ở ngư dương. Tôi tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại ngư dương, giao giá trên trời. Cho dù chúng tôi có thiệt thòi một chút cũng coi như là Tiếu gia tôi làm chút cống hiến cho ngư dương. Tiếu Phi Thành nói rất chân thành, từ thuật xem tướng cảm giác không giống như đang nói dối. Xem ra Tiếu Phi Thành rất muốn lấy được mặt bằng một tầng của cao ốc Thiên Mã. Có lẽ vị trí địa lý của cao ốc Thiên Mã rất tốt, muốn có được mặt bằng một tầng tương đối khó khăn, nếu không Tiếu Phi Thành cũng sẽ không nghe ngóng quan hệ của mình với Nam Cung Hồng Sách, tình nguyện mạo hiểm bỏ tiền hao vốn cũng muốn bơm tiền vào nhà máy thảm sợi ngư dương. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, cười nói. Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến Nam Cung Hồng Sách tiên sinh trước rồi hãy nói, nếu không bây giờ hứa hẹn với anh, không phải là lừa gạt anh sao? Đương nhiên, chẳng qua chuyện này gấp gáp vô cùng. Không thể kéo dài được nữa, nếu kéo dài mà mất đi cơ hội sẽ rất đáng tiếc. Tôi cũng xin khẳng định luôn, nếu chuyện của cao ốc Thiên Mã được đáp ứng, tôi sẽ lập tức bơm tiền. Tiếu Phi Thành cười nói. Được, tôi sẽ lập tức gọi điện hỏi ý tứ Chủ tịch Nam Cung trước. Diệp Phàm cũng biết chuyện này rất gấp, có lẽ tập đoàn Phi Vân của Tiếu Phi Thành đang có đối đầu mạnh mẽ gì trong cạnh tranh quyền thuê mặt bằng ở cao ốc Thiên Mã. Chủ tịch Nam Cung, lâu rồi không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ, tôi là Diệp Phàm, ha ha ha. Diệp Phàm gọi điện thoại. Diệp Đại Sư, xin chào. Tôi vẫn khỏe chỉ là cuối năm rồi nên công việc khá bận rộn. Giọng nói của Nam Cung Hồng Sách có vẻ mỏi mệt. Là như vậy, tôi muốn nhờ ông một việc không biết có được không? Diệp Phàm hỏi nghiêm túc. Xin ngài cứ nói. Nam Cung Hồng Sách thầm vui mừng, Diệp Đại Sư chịu mở miệng thì càng tốt. Nếu có chuyện nhân tình sau này nhà Nam Cung gặp phải chuyện gì quan trọng, y cũng không ngại mở miệng nhờ vả. Cho nên Nam Cung Hồng Sách không sợ Diệp Phàm nhờ vả, chỉ sợ hắn không đến nhờ. Là như vậy Nam Cung tiên sinh, nhà máy dệt thảm tơ ngư dương chúng tôi có cùng tập đoàn Phi Vân Hồng Kông hùn vốn làm ăn sản xuất một số chất liệu vải vóc mới. Nghe nói tập đoàn Nam Cung gần đây mới xây dựng cao ốc Thiên Mã, phía bên chúng tôi muốn thuê mặt bằng một tầng. Nếu được thì sẽ do tập đoàn Phi Vân Hồng Kông đại diện nhà máy dệt thảm tơ ngư dương ký kết hợp đồng với tập đoàn Nam Cung. Diệp Phàm nói. Chuyện này ngài nói hơi muộn, để tôi hỏi lại đã, nửa giờ nữa sẽ gọi lại. Nam Cung Hồng Sách lộ ra vẻ khó xử, xem ra cũng không dễ nắm được. Được, tôi làm phiền anh rồi, tôi sẽ chờ. Diệp Phàm cúp điện thoại, nụ cười trên mặt biến mất. Tiếu tiên sinh,
Tôi nghĩ cao ốc Thiên Mã hẳn là có chuyện gì khác nữa hoặc là mặt bằng đã được người khác thuê rồi. Tôi hy vọng Tiếu tiên sinh có thể nói thật với tôi, chúng ta cũng tiện thương lượng đối sách có phải không? Nếu Tiếu tiên sinh đã có ý bơm tiền vào nhà máy thảm sợi Ngư Dương thì sau này tất cả mọi người đều ngồi chung trên một con thuyền rồi. Ai, tập đoàn Bố Thăng Hồng Kông cũng kinh doanh tơ dệt vải vóc, hai nhà chúng tôi là oan gia lâu năm, đối đầu với nhau cũng mười mấy năm rồi. Lần này tập đoàn Bố Thăng cũng có toan tính chiếm trước cao ốc Thiên Mã, vì vị trí địa bàn đó thật sự rất tốt. Tuy nhiên tập đoàn Bố Thăng đã ra tay trước, liên lạc với Nam Cung Hồng Hoa tiên sinh, em trai của chủ tịch Nam Cung, giờ đang hiệp đàm rồi, có lẽ đã ký kết hợp đồng. Tiếu Phi Thành thở dài, biết chuyện này có muốn giấu cũng không giấu được. Nói thật với Phó Chủ tịch huyện Diệp, sau này nếu hùn vốn chúng ta chính là người trên cùng một chiến tuyến, ích lợi cùng hưởng nguy hiểm cùng chia, tôi nghĩ Phó Chủ tịch huyện Diệp cũng không muốn nhìn thấy lợi ích của nhà máy bị hao tổn. Tiếu Phi Thành khóa chặt, đè ép Diệp Phàm, buộc hắn phải nghĩ cách để có được mặt bằng. Nam Cung Hồng Hoa, ai? Mình vốn không muốn tham gia vào trong tranh đấu nội bộ của gia tộc Nam Cung, xem ra lần này trốn không thoát rồi. Cũng không biết Nam Cung Hồng Sách có chịu mạo hiểm trở mặt với em trai mình, cho tập đoàn Phi Vân mặt bằng một tầng. Chuyện này xem ra không dễ làm, Nam Cung Hồng Sách cũng khó xử. Trong lòng Diệp Phàm vừa rối loạn, vừa buồn phiền. Hai người đều có tâm sự, ngoài miệng bình thản nói chuyện, kỳ thực đều đang đợi điện thoại. Nửa tiếng sau, Nam Cung Hồng Sách gọi điện tới. Toàn bộ mặt bằng tầng 4 đều được tập đoàn Bố Thăng ký hợp đồng rồi, nếu như tập đoàn Phi Vân cần. Tôi sẽ chuyển dịch một vị trí, chuyển ra khỏi mặt bằng tầng 3, chỉ còn lại cách này, muốn nhiều thêm cũng đành chịu. Thật xin lỗi Diệp tiên sinh, lần đầu tiên ngài nhờ vả lại gặp phải chuyện này. Ai? Nam Cung Hồng Sách có vẻ đau lòng, thật ra thì nửa mặt bằng tầng 3 là miễn cưỡng chuyển ra, hao phí một phen nói chuyện, thậm chí tập đoàn Nam Cung còn chịu lỗ. Cảm ơn, đợi tôi hỏi tiên sinh Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân trước rồi trả lời. Diệp Phàm cúp điện thoại rồi đem tình huống nói cho Tiếu Phi Thành. Dành trước rồi, tôi cũng đoán như vậy. Được rồi, nửa tầng thì nửa tầng, cứ giữ trước rồi hãy nói. Nếu không để tập đoàn Bố Thăng chiếm hết toàn bộ thì càng phiền toái, dù sao thì vị trí tầng 3 còn tốt hơn tầng 4, có thể trả lời rồi. Tiên sinh Tiếu Phi Thành nói. Sau khi quyết định xong chuyện thuê mặt bằng, Tiếu Phi Thành cũng nhìn năng lực của Diệp Phàm với cặp mắt khác xưa. Diệp tiên sinh xem ra có năng lượng rất lớn, chuyện này căn bản không phải một phó chủ tịch huyện có thể làm được, lẽ nào sau lưng Diệp tiên sinh có chỗ dựa vững chắc nào sao? Nếu không Nam Cung Hồng Sách sao có thể dứt khoát như vậy? Tập đoàn Phi Vân chật vật chạy ngược chạy xuôi mấy tháng, người ta chỉ cần một cú điện thoại là xong, có lẽ nửa mặt bằng tầng thứ 3 Nam Cung Hồng Sách phải cứng rắn chuyển trở lại, sức mạnh nào có thể khiến Nam Cung Hồng Sách quyết tâm lớn như vậy, hết lòng giúp đỡ phó chủ tịch huyện Diệp. Chủ tịch huyện Diệp, tôi phải lập tức chạy về Hồng Kông, phải ký kết hợp đồng mặt bằng trước mới được, chuyện này không thể có sơ suất. Chuyện bơm tiền tôi sẽ thu xếp người quay lại bàn bạc, để tỏ lòng thành ý của tập đoàn Phi Vân, đây là chi phiếu 300 vạn, tôi đưa trước cho anh. Khoản tiền này xem như là tiền tạm ứng trước của tập đoàn Phi Vân, sau này có lẽ còn có 300 vạn nữa, chờ sau khi hiệp đàm xong là có thể đến tay rồi. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, ha ha ha. Tiếu Phi Thành cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mấy tháng nay cứ luôn lo lắng chuyện này nhưng bây giờ có thể yên tâm hơn một chút. Mặc dù nói tập đoàn Bố Thăng đã chiếm cơ hội trước, nhưng cũng phải ra sức bắt kịp, nếu không có nguy cơ bị tập đoàn Bố Thăng đánh tan toàn diện. Cảm ơn hậu ái của Tiếu tiên sinh đối với Ngư Dương, tôi đại diện toàn thể cán bộ công nhân viên chức nhà máy thảm sợi Ngư Dương cảm ơn anh. Diệp Phàm vừa nói cảm ơn vừa nhận lấy chi phiếu, thầm nghĩ. Cuối cùng cũng kiếm được chút tiền vốn về, nếu không cổ bảo toàn sẽ cho rằng y bị Tề Chấn đảo buộc cho mình thăng quan, trong lòng không thoải mái. Tôi còn có một chuyện làm phiền Diệp tiên sinh, chính là chuyện của con gái Tiếu Nhân Hề, nghe nói Diệp tiên sinh có thuật châm cứu, còn có loại dược hoàn gì đó, cho dù có thể trị lành hay không, hy vọng Diệp tiên sinh cố gắng thử một lần. Nếu có thể trị lành vết bớt của tiểu nữ, tôi sẽ trả tiền theo chi phí trị liệu trên thị trường Hồng Kông. Tiếu Phi Thành nói. Hôm qua thiếu chút nữa bị bà xã và con gái cảm giảm gần chết. Không cần Tiếu tiên sinh, lúc ấy tôi đã nói chỉ lấy 4 phần chi phí. Diệp Phàm cười nói. Chương 447, 300 vạn mua niềm vui của chủ tịch huyện vệ. Không được,
Diệp tiên sinh, chuyện nào ra chuyện đó, không thể để anh chịu thiệt để làm việc công được, đây là chi phiếu 20 vạn, cần phối hợp với dược liệu quý giá gì, nếu không đủ xin Diệp tiên sinh cứ gọi điện bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhanh chóng mua về. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật thuốc men là Diệp tiên sinh đường đường chính chính có được, tôi sẽ kêu luật sư của Sở Tư pháp Hồng Kông làm giấy công chứng. Tôi biết thể chế trong nước rất phức tạp, các quan chức sợ nhất là mắc vào tội danh hối lộ, về chuyện này xin Diệp tiên sinh cứ yên tâm, tất cả chứng cứ cần chứng minh tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ. Thật ra ở Hồng Kông cũng có một số cao nhân lánh đời, ví dụ như người có tay nghề về phương diện trung y âm thầm chữa bệnh chăm sóc cho một số nhà giàu. Mỗi lần bọn họ ra tay, ít nhất cũng phải mấy vạn. Tiếu Phi Thành kiên quyết biểu thị thái độ, nếu như Diệp Phàm thật sự có thể trị lành vết bớt trên mặt nhân hề thì hắn thật là một kỳ nhân. Nếu y có thể quen biết với kỳ nhân, đây chính là chuyện có tiền cũng chưa chắc được. Phải biết rằng vết bớt trên mặt nhân hề đã tốn không ít tiền, có lẽ cũng phải 20 vạn rồi. Các quốc gia phát triển cũng đã đưa đến, lão trung y thái đầu trong nước cũng đã xem qua, cuối cùng tất cả đều đưa ra kết luận đây là một loại bệnh hiếm thấy. Người có thể trị khỏi bệnh này tuyệt đối là người đáng để gặp gỡ vì đó chính là cao nhân lánh đời trong truyền thuyết. Được rồi, Tiếu tiên sinh đã cố ý như vậy, tôi từ chối cũng có vẻ giả bộ. Diệp Phàm gật đầu, thầm nghĩ. Xem ra sau này dùng thủ pháp kiếm tiền tiêu cũng được, sư phụ ban đầu không hy vọng mình dùng y thuật ông ấy truyền cho để vơ vét của cải, chỉ cần đủ sống là được rồi, nhưng tất cả thủ tục đã làm hoàn chỉnh, thuế phải nộp cũng đã nộp rồi, nếu không sẽ gây ra phiền phức. Thời đại khác trước rồi, có lẽ suy nghĩ của sư phụ cũng nên thay đổi thôi. 2 giờ chiều, Diệp Phàm phòng làm việc của Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh cũng đang ở đấy. Phó Chủ tịch huyện Diệp tình hình lần đầu hiệp đàm với Thiếu tiên sinh như thế nào rồi? Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh nhìn qua vẫn tương đối vững vàng, nhưng Diệp Phàm thông qua thuật xem tướng vẫn cảm nhận được vẻ bất an và khao khát trong lòng bọn họ. Một khoản đầu tư đối với cả Ngư Dương mà nói không có tác dụng mang tính chất quyết định gì, nhưng kinh tế của Ngư Dương lại do những khoản tiền đầu tư đó cấu thành. Nếu như vậy cũng không thành công, cũng thất bại thì chiếc mũ trên đầu Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều lung lay rồi, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai người bất an. Rất tốt, trải qua đàm phán bước đầu, Thiếu tiên sinh đã đồng ý bơm 600 vạn vào nhà máy tơ dệt thảm sợi, chỉ còn sau đó công việc cụ thể như thế này. Thiếu tiên sinh nói sẽ phái đại diện xuống bàn bạc ký kết hợp đồng. Tôi nghĩ hiện tại nên bắt tay vào chuẩn bị rồi, ở đây tôi có một thỉnh cầu, chính là tổ chức thành viên, tôi muốn tiến cử một đồng chí phụ trách chuyện này. Diệp Phàm chỉ nói nửa câu, ánh mắt mơ hồ liếc nhìn Cổ Bảo Toàn. Được, cậu muốn tiến cử người nào? Cổ Bảo Toàn liếc mắt nhìn Vệ Sơ Tinh, thấy cô ta không đề xuất phản đối cũng dứt khoát gật đầu. Những lời Diệp Phàm vừa nói khiến thần kinh của hai người thả lỏng không ít, nhưng trước khi hợp đồng còn chưa được ký kết thì vẫn chưa thể yên tâm, chuyện gì bất cứ lúc nào còn tồn tại biến số. Trái tim vừa rồi mới chỉ là từ trên không rơi xuống mười mấy mét, chỉ hơi tốt một chút mà thôi, chứ vẫn còn treo lơ lửng. Tôi nghĩ nếu thành lập cục chiêu thương đã báo lên thành phố thì thành phố cũng nên có ý kiến trả lời, chúng ta nên tranh thủ thời gian mấy ngày cuối cùng xây dựng bước đầu cục chiêu thương. Sau năm mới là có thể trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc rồi, nếu không đợi sang năm mới bắt tay vào chủ hoạch xây dựng thì lại kéo dài thêm mấy tháng nữa, thời gian không đợi chúng ta. Diệp Phàm chưa nhắc đến nhân sự, mà nói chức vụ trước. Gần đây Đoạn Hải và Trịnh Lực Văn thỉnh thoảng cũng tới chơi nhưng hai người cũng nói gì, cũng không kể tình cảnh gần đây của mình, chỉ uống rượu tán gẫu, dù sao tình cảnh của hai người, Diệp Phàm sớm đã tìm hiểu rõ ràng từ miệng Phương Nghê Muội rồi. Lần này Trịnh Lực Văn cũng có vẻ kỳ quái, cứ không muốn nhờ cậy anh trai là chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng đi tiếp xúc với chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình. Chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh là một cán bộ cấp trưởng phòng, chỉ cần chịu ra mặt tiếp xúc với Hoàng Hải Bình, cấp xuống 10 vạn cho thị trấn Lâm Tuyền, thu xếp một vị trí tốt cho Trịnh Lực Văn là một chuyện rất dễ dàng. Kỳ quái hơn là chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh biết rõ tình cảnh của em trai, cũng không chịu ra mặt giúp đỡ Trịnh Lực Văn, Diệp Phàm cảm thấy rất khó hiểu. Đoạn Hải vì không có chỗ dựa nào bị quẳng xuống Khanh Hương làm việc, cả ngày làm chân chạy vặt, đưa báo, chẳng khác gì lão bá ở phòng thường trực. Diệp Phàm đã biết tháng tư mình sẽ cùng Liệp Báo tới Tam Giác Vàng thi hành nhiệm vụ bí mật, mà Thiết Chiêm Hùng trước đó cũng đã ẩn ý nói với Diệp Phàm. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn sẽ dùng thân phận vượt biên qua đó, qua được bên đó thì chính là một kẻ vượt biên đáng thương,
không có thân phận đặc thù gì, không có gì cả. Tất cả đều phải dựa vào chính mình, nếu như bị bắt thì bản thân chính là một kẻ vượt biên trái phép, không có bất cứ quan hệ nào dính dáng đến đất nước, cũng đừng nghĩ đến chuyện quốc gia sẽ ra mặt thay mình chuộc tội. Cho nên nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, mỗi đồng chí đều phải viết di thư, sắp xếp hậu sự trước đó rồi mới lên đường. Diệp Phàm cũng không biết có thể còn sống trở về hay không. Cho nên trước khi đi muốn sắp xếp vị trí cho mấy thủ hạ trung thành theo mình. Đúng, đề nghị của Phó Chủ tịch huyện Diệp tôi rất tán thành. Thời gian không còn nhiều, sau năm mới chính là tháng 3 công lịch rồi, chúng ta không đợi được. Vệ Sơ Tinh liếc mắt nhìn cổ bảo toàn, nói đầy ẩn ý. Vì bí thư thị ủy Chu chỉ cho hai người thời gian 2 năm, trong thời gian đó tăng trưởng GDP không đạt được 5% thì sẽ đình chỉ công tác. Hai người đương nhiên không muốn bị người ta cách chức đến nơi rác rưởi nào đó, giống như Lý Hồng Dương hiện tại vậy. Đúng vậy, thời gian không chờ ai cả, thành lập cục chiêu thương đã gấp gáp lắm rồi, không thể đợi thêm nữa. Chuyện này sẽ do cậu và Chủ tịch huyện Vệ phát thảo trước. Phó Chủ tịch huyện Diệp chính là người chủ trì cục chiêu thương, cho nên liên quan đến phương diện bố trí nhân viên, tôi giao cho cậu toàn quyền quyết định, trừ chức vụ cục trưởng ra, những chức phó khác đều do cậu tiến cử thu xếp. Ngay cả chức vụ cục trưởng cậu cũng có quyền kiến nghị, tôi và Chủ tịch huyện Vệ sẽ tôn trọng ý kiến đầy đủ của cậu. Sau khi đề xuất nhân viên thì báo cho Chủ tịch huyện Vệ phê duyệt. Nếu là chức phó, tôi có thể trực tiếp phê, còn chức cục trưởng thì còn phải đợi hội nghị thường ủy thông qua. Cổ bảo toàn hạ quyết tâm, ngay cả vấn đề nhân sự quan trọng nhất cũng giao cho Diệp Phàm. Tôi đồng ý với suy nghĩ của bí thư cổ, công tác chuẩn bị xây dựng cục chiêu thương. Tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ đồng chí Diệp Phàm, chủ yếu vẫn do cậu ấy quyết định, tôi không có thời gian, bên này đang có một núi công việc cần giải quyết. Tuy nhiên tôi có một yêu cầu duy nhất, đó là nhất định phải xuất phát từ chiêu thương, thu hút đầu tư, phải khai thác phương diện nhân tài tối đa nhất, có thể phá vỡ con đường cũ kỹ, tôi hy vọng đồng chí Diệp Phàm có thể can đảm sử dụng nhân tài, phát triển mạnh mẽ phương diện chiêu thương của huyện chúng ta. Bây giờ có nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Nhiệm vụ của huyện đối với cục chiêu thương mới thành lập các anh là một năm ít nhất phải lôi kéo về 1.000 đồng đầu tư, đây là con số thấp nhất, không thể thấp hơn nữa, nếu thấp hơn nữa thì thành lập cục chiêu thương còn có ý nghĩa gì. Hơn nữa, để khích lệ thu hút đầu tư, khen thưởng các đồng chí có cống hiến đột xuất, chúng tôi cũng có thể đưa ra những phần thưởng xứng đáng. Ví dụ như trước kia đã nói, nếu có thể thu hút được 100 vạn đầu tư thì sẽ thưởng cho cục chiêu thương 3 vạn làm kinh phí hoạt động tăng cường. Trong đó cá nhân nào có công cũng sẽ được phát phong bì khen thưởng thích đáng, ví dụ như trong 3 vạn tiền thưởng lại rút ra 3.000 đồng phát cho đồng chí có cống hiến lớn. Khích lệ các đồng chí cố gắng công tác mới có lợi cho thúc đẩy tốc độ phát triển của công tác thu hút đầu tư, từ đó trợ lực cho kinh tế nhanh chóng tăng trưởng, thúc đẩy GDP tăng trưởng. Sau khi Vệ Sơ Tinh nói xong lại liếc nhìn cổ bảo toàn, chuyện này vẫn cần y tán thành. Chuyện này được, tôi đồng ý. Chủ tịch huyện Vệ lần trước không phải đã soạn thảo một văn kiện khích lệ sao, tôi thấy có thể thử một chút. Cổ bảo toàn nghiêm túc nói. Vậy thì hay quá, cục trưởng cổ, chủ tịch huyện Vệ, lần này tôi lôi kéo được 600 vạn có được tính sổ hay không, ha ha ha. Diệp Phàm đùa giỡn nói ra mấy ngàn đồng cũng không làm hắn hứng thú gì, nhưng thông qua kiểm nghiệm này cổ bảo toàn và Vệ Sơ Tinh có thật sự hạ quyết tâm để làm. Nếu thật sự hạ quyết tâm thì sau này mình có thể lấy chuyện này để khích lệ các đồng chí của cục chiêu thương. Ha ha ha, đương nhiên là tính chứ, xem như là chuyện lớn đầu tiên mà cục chiêu thương chúng ta làm được, nếu sau khi hợp đồng được ký kết, tiền đến tay, cũng có thể dùng nó để kích thích tinh thần làm việc hăng say của các đồng chí ở cục chiêu thương. Cổ bảo toàn cười nói, có vẻ kỳ quái. Đồng chí Diệp Phàm, tôi xin chúc mừng trước, phần thưởng cá nhân của anh cũng không ít, tôi tính rồi. 100 vạn là 3.000 đồng, 600 vạn là cũng được 1 vạn 8.000 đồng. Anh sắp trở thành tỷ phú rồi, ha ha ha. 6 năm không cần dùng đến tiền lương rồi, đến lúc đó nhất định phải mời khách đấy. Vệ Sơ Tinh đùa giỡn cười. Bí thư cổ nói tiền tới tay mới phát. Diệp Phàm bình tĩnh cười nói, cười đến mức Vệ Sơ Tinh và cổ bảo toàn đều cảm thấy có chút khó hiểu. Tiểu tử này không phải vừa ra mưu kế gì rồi chứ, ngàn vạn lần đừng để hắn răng bẫy. Đúng, chúng tôi phải nhìn thấy tiền nhập vào sổ sách rồi mới tính sổ được. Cổ bảo toàn thận trọng gật gật đầu. Không nhìn thấy tiền, cậu có muốn giở trò cũng không được, làm gì có sơ hở cho cậu lợi dụng.
Ha ha ha. Diệp Phàm đột nhiên cười nhẹ. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt tương tiến tử lý bạch. Tạm dịch đời người đắc ý hãy vui tràn. Chớ để bình vàng xuông bóng nguyệt. Bí thư cổ, chủ tịch huyện vệ, cũng đừng trách tôi nói vậy. Đây coi như vụ làm ăn đầu tiên của cục chiêu thương, phần trăm trích trong chi phiếu này coi như là kinh phí hoạt động. Diệp Phàm cười, lấy từ trong cặp ra chi phiếu 300 vạn đưa cho Cổ Bảo Toàn. Cậu đã cầm vào tay rồi. Cổ Bảo Toàn không giữ được trầm ổn, đứng phát dậy, Vệ Sơ Hôn cũng nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu. Đúng vậy, tiên sinh Tiếu Phi Thành đã dự chi trước 300 vạn, sau đó sẽ bàn tiếp, cho nên không cần quá lo lắng. Diệp Phàm cười nói, lộ ra vẻ rất tự tin. Tốt, 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 làm rất khá, đồng chí Diệp Phàm đúng là giỏi về nắm bắt lòng người, không tệ. Cổ Bảo Toàn nói liên tục ba chữ tốt, có thể nhận rõ y rất vui mừng. Chương 448, 300 vạn đổi 4 ngũ quan. Sau khi nói xong, Cổ Bảo Toàn thuận tay lấy chi phiếu ra đưa cho Vệ Sơ Tinh. Chủ tịch huyện vệ, cô cầm lấy nhập vào sổ sách, ai, cuối năm rồi. Lại bị sở tài chính tỉnh khấu trừ mất 300 vạn, số tiền này đến thật kịp thời, lấy ra trước 200 vạn để cấp cứu đi. 100 vạn còn lại dùng cho đầu tư công trình thời kỳ đầu của nhà máy thảm sợi. Tuy nhiên để khen thưởng cá nhân đồng chí Diệp Phàm và khích lệ cục chiêu thương, rút ra 9 vạn trực tiếp nhập vào sổ sách cho cá nhân đồng chí Diệp Phàm, đợi sau khi cục chiêu thương thành lập sẽ chuyển lại cho kế toán. Đồng chí Diệp Phàm làm rất tốt, ra tay là chuẩn, một bước liền thành công. Xem ra đồng chí Diệp Phàm thật sự có năng khiếu làm chuyện thu hút đầu tư. Ha ha ha. Cổ Bảo Toàn cười thoải mái, nụ cười lần này tương đối chân thành. Tuy nhiên tâm cảnh của Diệp Phàm thoáng cái sầm xuống. Bí thư cổ, khoản tiền của nhà máy thảm sợi sao có thể chuyển đến chỗ khác chứ? Nếu để cho tiên sinh Tiếu Phi Thành biết được thì phiền toái. Có gì phiền toái, mấy ngày nữa là bước sang năm mới rồi. Chuyện nhà máy có lẽ phải đợi đến sang năm mới có thể bắt tay vào làm. Hơn nữa chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết được, tôi tin tưởng nguyên tắc giai cấp của đồng chí Diệp Phàm, hẳn là không tiết lộ bí mật. Dù sao chuyện này cũng không cần lo lắng, chỉ cần cậu tới sở tài chính tỉnh đem số tiền trợ cấp nông nghiệp 300 vạn về không phải chuyện gì cũng được giải quyết sao. Đồng chí Diệp Phàm, cố gắng lên. Cổ Bảo Toàn nhanh gọn đẩy Diệp Phàm vào cái bẫy đã đặt sẵn, khiến Diệp Phàm rất buồn bực. Không ngờ khoản tiền 300 vạn phải chạy đến sở tài chính. Lão Hồ Ly, hừ, bị y lừa rồi. Số tiền vừa kiếm được chỉ bằng một câu nói của y đã bị lấy mất. Lão tử sắp biến thành một động cơ vĩnh cửu không bao giờ ngừng nghỉ rồi. Dù sao cũng phải mò chút gì về mới đúng, nếu không cũng thua lỗ quá, tiền bị Cổ Bảo Toàn lấy đi còn phải đi đòi tiền trả nợ. Hiện tại con ba ba ngọc sử giới có lẽ cũng sắp thức điên lên rồi, lão tử vừa lên tỉnh không bị y nuốt sống mới lạ. Còn đòi tiền gì nữa? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Vệ Sơ Tinh cũng mang theo nụ cười thản nhiên, hơn nữa bên trong nụ cười giống như có sự quyến rũ, trong lòng lại càng buồn bực chỉ muốn đập đầu vào tường. Được rồi bí thư cổ, tôi sẽ hết sức cố gắng, nhưng tôi đi lần này, vị trí chủ nhiệm của ban kho khu núi Bà La sẽ để trống. Bản thân tôi đã chọn được người, không biết bí thư cổ. Diệp Phàm nói đến đây cứ nhìn Cổ Bảo Toàn chằm chằm. Hừ, tiểu tử này cũng không phải là loại đèn cạn dầu, mới kiếm được chút lợi ích đã lại to miệng đòi chức vị. Được rồi, vị trí chủ nhiệm ban kho khu cũng chỉ là cấp bậc phó phòng, hơn nữa vị trí cũng không trọng yếu. Cổ Bảo Toàn khẽ cau lại, mắng thầm một câu, cười nói. Được, sẽ do cậu sắp xếp, cuối năm công việc của tôi rất nhiều, cậu xem làm thế nào thì làm, đưa danh sách cho tôi phê duyệt rồi trình diện ban tổ chức là được. Cảm ơn. Ở đây tôi sớm đã suy nghĩ đến bốn người, vừa lúc hai vị huyện thái gia cũng đang ở đây, nhìn xem có thể phê duyệt không, tôi sẽ trực tiếp đưa tới cho ban tổ chức, bọn họ đều là cấp bậc phó phòng, các vị xem trước đi. Diệp Phàm nói xong móc từ trong cặp ra một tờ tài liệu đã in sẵn đưa tới. Hảo tiểu tử, hóa ra đã có âm mưu từ trước, thoáng cái đã nói ra bốn danh sách. Mình còn tưởng mình chiếm được đại tiện nghi, thì ra tiểu tử này cũng không phải là thứ đồ tử tế. Rốt cuộc người nào rơi vào hố bẫy còn khó nói. Cổ Bảo Toàn cảm thấy buồn cười, thầm căn nhăn, lật ra sơ sơ cảm thấy cũng không phải là chức phó bộ phận quan trọng gì, thậm chí có thể nói là bộ phận bỏ đi, đưa cho Vệ Sơ Tinh.
Đề nghị đầu tiên là điều đồng chí Trịnh Lực Văn của thị trấn Lâm Tuyền đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Chiêu Thương. Thứ hai là điều Phó chủ nhiệm Văn phòng Đảng chính của thị trấn Lâm Tuyền đồng chí Phương Nghê Muội đảm nhiệm chủ nhiệm Văn phòng Chiêu Thương và Thu hút đầu tư, cũng là cấp phó phòng. Thứ ba là điều đồng chí Đoạn Hải Tổ Phó Tổ công tác nhà máy giấy thị trấn Lâm Tuyền đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban kho khu, cũng là cấp phó phòng. Thứ tư là điều Phó Chánh Văn phòng Cục Tôn giáo đồng chí Đinh Hương Muội tiếp nhận chức vụ của Trung Phát Tài, đề nghị lên làm chủ nhiệm Văn phòng Cục Tôn giáo cấp bậc phó phòng. Diệp Phàm biết mình làm như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho hai vị huyện Thái Gia Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh bất mãn, chẳng qua tình thế bức người, hơn nữa trước khi mình tới Tam Giác Vàng thi hành nhiệm vụ bí mật cũng phải thu xếp ổn thỏa, nếu không mình không quay về được cũng không tiếc nuối. Cho nên cũng cố lên gân đẩy tới, bất chấp Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh cảm thấy khó chịu. Bốn người này về tư cách và kinh nghiệm công tác đều đạt đến điều kiện đề bạt làm cấp phó phòng, chỉ có điều thoáng cái đề xuất bốn người thì có vẻ khiên cường. Vệ Sơ Tinh bắt đầu làm khó dễ, chẳng qua ngôn ngữ vẫn uyển chuyển. Anh chỉ là một phó chủ tịch huyện, hơn nữa còn vừa mới được đề bạt làm phó chủ tịch huyện, thật ngạo mạn quá. Mặc dù nói anh có chút quan hệ với Tề Chấn Đào, nhưng quan trường có quy củ của quan trường. Người ta làm phó chủ tịch huyện cũng không dám ra vẻ như vậy. Nếu các phó chức trong huyện đều có yêu cầu như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Cần gì đến nguyên tắc giai cấp, cần gì đến là cục nhân sự, ban tổ chức? Cổ Bảo Toàn đương nhiên vui lòng thấy Vệ Sơ Tinh gây khó dễ, nheo mắt không lên tiếng, nhìn hai người tranh chấp một phen, nếu như có thể ngăn cản thì càng tốt, nếu thoáng cái để bạt bốn người thì Phí Mặc phân quản khối đảng ủy sẽ cằn nhằn. Miêu Phong làm trưởng ban tổ chức, dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Ai, tôi biết làm như vậy thật sự có chút quá mức, phương diện nhân sự là do bí thư Cổ cầm đầu huyện ủy quyết định, tuy nhiên mấy đồng chí này công tác thật sự rất khá. Đồng chí Trịnh Lực Văn ở thị trấn Lâm Tuyền từng phối hợp giúp đỡ tôi quản lý tài chính Lâm Tuyền rất gọn gàng rõ ràng. Hai vị lãnh đạo cũng biết, thị trấn Lâm Tuyền danh tiếng thế nào. Trên thực tế là một thị trấn trống rỗng. Khi Trịnh Lực Văn tiếp nhận tài chính ở trong sở chỉ còn lại mấy vạn. Tuy nhiên đồng chí này đầu óc linh hoạt, sáng tạo, đã nghĩ hết mọi cách để tăng thu giảm chi, làm phong phú túi tiền Lâm Tuyền từ mọi phương diện, khi đảm nhiệm tổ phó tổ công tác nhà máy giấy thì chuyên tâm vực dậy nhà máy giấy. Các phương diện đàm phán, thương lượng đều rất có nghề. Cục Chiêu Thương thật sự thích hợp với cậu ấy. Đoạn Hải trước kia ở văn phòng huyện ủy, các phương diện quan hệ đều tương đối quen thuộc. Hơn nữa tính giai cấp của đồng chí này rất mạnh, phục tùng thu xếp của lãnh đạo, với năng lực của cậu ấy quản lý một ban kho khu cũng dư sức. Phương Nghê Muội làm phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính thị trấn Lâm Tuyền, chuyện của Lâm Tuyền đặc biệt phiền phức. Các chuyện lớn nhỏ tương đối nhiều. Chủ nhiệm văn phòng đảng chính đồng chí Vương Nguyên Thành cũng lớn tuổi rồi, tinh lực có hạn, cho nên về căn bản đều là Phương Nghê Muội chủ trì. Cục Chiêu Thương huyện muốn xây dựng mà không có mấy người khéo léo như vậy rất bất lợi cho triển khai công tác. Đinh Hương Muội là vì nguyên chánh văn phòng Cục Tôn giáo đồng chí Trung Phát Tài đã về hưu, hiện tại tôi lại đi, trong huyện nhất thời vẫn chưa xác định được ứng viên cục trưởng. Cục Tôn giáo mặc dù chỉ là một cục nhỏ, nhưng công việc cũng không ít. Chủ nhiệm văn phòng tương đối trọng yếu, nếu không công tác sẽ trở thành một mớ bòng bong, vấn đề hài hòa dân tộc cũng tương đối quan trọng. Thật ra quan trọng là tôi cũng không có suy nghĩ gì khác, hai vị lãnh đạo chắc hẳn cũng nhìn thấy, những bộ phận này cũng không chiếm phân lượng lớn trong các cục của huyện, không gợi dậy nhiều tác dụng. Lời nói của Diệp Phàm hết sức chân thành, cũng ra vẻ rất thản nhiên, làm cho Cổ Bảo Toàn cũng có chút thưởng thức, cũng không muốn ngăn cản gì nữa, tuy nhiên muốn lập tức đề bạt bốn chức vụ cấp phó phòng, Cổ Bảo Toàn cũng cho hơi nhiều, cho nên tạm thời không mở miệng. Cậu nói có lý thật. Nhưng những cấp phó khác trong huyện sẽ nhìn chuyện này như thế nào? Cho nên, tôi thấy bốn người thì nhiều quá, hai người thì thế nào? Bí thư Cổ anh nghĩ thế nào? Thật ra Vệ Sơ Tinh vẫn còn tức giận, hôm trước ngồi trên xe Diệp Phàm lên chùa Nam Thiên, ở trên đường đi có tảng đá rơi xuống, lúc ấy Trương Cường lái xe đột nhiên phanh lại, làm Diệp Phàm chộp ngay vào ngực mình. Chỗ đó của mình ngay cả mối tình đầu cũng không cho y sờ tay vào, bảo vệ vô cùng kín đáo. Đương nhiên, cô cũng hiểu, lúc ấy vì tình huống khẩn cấp, Diệp Phàm muốn cứu mình cho nên cũng không để ý nhiều. Tuy nhiên trong tiềm thức Vệ Sơ Tinh luôn cảm giác tiểu tử này hình như cố ý, cho nên thật ra đang giận cá chém thớt. Hơn nữa tiểu tử này thỉnh thoảng làm ra chút ít thành tích lại lộ ra vẻ cuồng ngạo,
giống như mới vừa rồi lôi kéo được tập đoàn Phi Vân Hồng Kông bơm tiền vào nên càng công khai ngạo mạn, vì vậy Vệ Sơ Tinh cố ý gây khó dễ. Đúng, đồng chí Diệp Phàm, mấy ngày nữa là cuối năm rồi, phải thu xếp phương diện xây dựng cục chiêu thương trước, mới vừa rồi tôi đã nói ủy quyền, cho nên chuyện bổ nhiệm Trịnh Lực Văn làm phó cục trưởng, cậu có thể quyết định. Chủ nhiệm ban kho khu vốn do cậu đảm nhiệm, bây giờ cậu đi rồi. Ban kho khu tuy nói chỉ có mấy người, nhưng trách nhiệm cũng là tương đối trọng yếu, không thể qua loa được, đây chính là chuyện lớn quan hệ đến an toàn tính mạng tài sản của ngàn vạn hộ dân. Cho nên chủ nhiệm ban kho khu chức không thể chỗ trống, vậy để Đoạn Hải đảm nhiệm đi. Ứng viên cục trưởng cục tôn giáo tôi sẽ suy nghĩ trong mấy ngày này, đầu tiên do cậu đề xuất người chủ trì rồi nói, một cục nhỏ có lẽ sẽ không xuất hiện chuyện gì. Cục chiêu thương trước cuối năm nhất định là không cách nào thành hình hoàn toàn, đầu tiên cứ quyết định phó cục trưởng trước rồi hãy nói. Chuyện của Phương Nghê Muội để qua năm rồi tính. Cổ Bảo Toàn nói rất chắc chắn, chỉ bằng mấy câu nói đã quyết định xong vấn đề nhân sự của Vệ Sơ Tinh. Được rồi, tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Diệp Phàm giả vờ rất bình tĩnh gật đầu, nhưng từ trong đôi mắt mơ hồ có vẻ hận thù chĩa về phía Vệ Sơ Tinh. Con đàn bà này, cũng không biết nguyên nhân gì. Cứ muốn đối đầu với lão tử, nếu cô đã muốn như vậy, tôi cũng không khách khí. Nếu như còn sống trở về lại tiếp tục chiến đấu, mất mạng thì tất cả đều vô ích, còn nói cái gì? Ai, hai cô gái có quan hệ mật thiết với mình còn chưa giúp được gì, mình nhất định phải còn sống quay về, chuyện gì cũng phải giao phó mới được. Cậu có thể nhận ra tôi rất cao hứng với chuyện này, hy vọng cậu đừng có tư tưởng gánh nặng gì, nhất định phải xây dựng cục chiêu thương thật tốt. Cổ Bảo Toàn mỉm cười, tiện tay cầm bút viết mấy câu chỉ thị trong tài liệu giới thiệu Trịnh Lực Văn và Đoạn Hải, đưa cho Vệ Sơ Tinh. Chủ tịch huyện vệ cũng viết mấy câu đi, nếu đồng chí Phí Mặc không ở đây, cho dù bí thư chúng ta đụng đầu cũng cứ quyết định đi. Vệ Sơ Tinh cũng rất dứt khoát, cầm bút viết mấy câu đưa cho Cổ Bảo Toàn. Đồng chí Diệp Phàm, cậu đưa cho trưởng ban Miêu, y sẽ đi xử lý. Cổ Bảo Toàn thu lại nụ cười. Chương 449. Trong cục không có cọp, khỉ muốn làm phản. Cảm ơn bí thư Cổ, tôi đi đây. Diệp Phàm cầm lấy tờ phên rồi đi thẳng, không thèm liếc Vệ Sơ Tinh lấy một cái. Hừ, tính tình vẫn còn kém lắm, bí thư Cổ anh xem đồng chí Diệp Phàm có nên giáo dục lại tư tưởng rồi không? Chắc có lẽ phải bảo hắn đi học trường đảng một thời gian ngắn rồi, nghe nói đồng chí này từ lúc nhận nhiệm vụ đến nay vẫn chưa qua bồi dưỡng trường đảng, chắc là phải bồi dưỡng thêm lý luận. Vệ Sơ Tinh hừ lạnh. Không vội, tháng 6 năm nay chẳng phải hắn sẽ lên tỉnh bồi dưỡng sao, hiện giờ công tác của cục chiêu thương vừa bắt đầu không thể rút đi. Tuổi trẻ mà, hăng hái là tốt, công tác chiêu thương cần có người như vậy, vừa tỉnh táo vừa hăng hái. Nếu như bảo một lão đồng chi đi chủ trì công tác còn không bằng bảo người trẻ tuổi đánh liều một phen, công tác chiêu thương chính là công tác khai thác tư tưởng, trước hết phải xem tầm mắt. Không phải là người chỉ ôm khư khư một cái kim hồ lô mà không dám làm chuyện gì. Kim hồ lô thì đương nhiên vẫn cần, nhưng chúng ta còn cần từ một kim hồ lô sinh ra nhiều tiểu hồ lô mới được. Đâm cành sinh lá mới là đúng với công việc của cục chiêu thương ứng. Cổ Bảo Toàn nói vẻ uyên thâm làm Vệ Sơ Tinh cũng thấy tin phục. Cục trưởng Diệp, trước hết chúc mừng anh thăng phó chủ tịch huyện. Em có việc muốn anh nói một tiếng. Diệp Phàm mới từ trong huyện đi ra thì nhận được điện thoại của Đinh Hương Muội. Làm sao, có phải chuyện chồng em điều ra thị trấn Quy Hồ có gì phiền toái không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, những thứ khác như cục giáo dục hay chỗ khác đều thông quan, chỉ là cục trưởng cục nhân sự Phí Ân Trạch gây khó khăn, có thể. Đinh Hương Muội ấp úng. Có thể cái gì, nói thẳng ra anh nghe nào. Diệp Phàm hỏi, thầm nghĩ Phí gia thật là âm hồn bất tán. Vợ của cục trưởng Phí Ân Trạch tên là Ngô Lệ Hoa, một trong ngũ đóa kim hoa, chắc là có liên quan tới chuyện cục trưởng Diệp muốn khấu trừ tiền phúc lợi các cô ấy nên nói rất lạnh nhạt. Cái gì mà cục trưởng Diệp quan lớn đẻ chết người, tôi chỉ là một chiếc bông, chọc không nổi. Ai, bỏ đi, cố lăng ở chỗ cũ vậy. Ninh Hương Muội nói vẻ khổ sở. Ừ, tình huống như vậy thì đúng là không ngờ, nếu cục nhân sự cắn chặt không tha thì đúng là không thể tiến hành. Chuyện này em đừng nóng vội. Bảo Cố Lăng cứ đến Ủy ban Nhân dân thị trấn Quy Hồ đi làm đi, chuyện đổi nghề để anh nghĩ cách. Hừ, cục trưởng nhân sự thì làm sao chứ? Đúng rồi, lúc anh đi kho khu thì Vệ Bảo Quốc cũng không chấp hành quyết định của anh, đó là không cấp bao lì xì cho mũ đóa kim hoa không đi làm.
Diệp Phàm nói rất có thâm ý, Cổ Bảo Toàn bảo mình đề cử một phó cục trưởng chủ trì công tác cục tôn giáo, bây giờ có ba phó cục trưởng, già nhất là Vệ Bảo Quốc, thứ nhì là Lâm Chấn Dân, trẻ tuổi nhất là Trương Vệ Thanh. Cố Lăng có thể tới Ủy ban Nhân dân thị trấn Quy Hồ đi làm cũng rất vui vẻ, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, cảm ơn cục trưởng Diệp quan tâm, nếu như thật sự khó làm thì bỏ đi. Còn chuyện phát bao lì xì 1.000 đồng thì lúc anh không có ở đây, phó cục trưởng Vệ đã tự mình đem tiền đưa đến cho Ngũ Đóa Kim Hoa, lúc ấy em có nói tới chuyện anh dặn nhưng phó cục trưởng Vệ trầm mặt xuống. Nói giờ trong cục ai cầm quyền nên em cũng để mặc, ai? Lúc ấy phó cục trưởng Trương Vệ Thanh cũng ngăn lại là cục trưởng Diệp còn chưa thôi chức, vẫn còn tại vị, lẽ ra phải hỏi anh ấy một tiếng. Thế nhưng phó cục trưởng Vệ không nghe. Nói là cục trưởng Diệp mặc dù còn chưa bị miễn chức nhưng đã giao là chuyện trong cục do y chủ trì, sau đó thì phó cục trưởng Trương cũng không lên tiếng. Trưởng phòng Lý thì nhỏ giọng mắng, nịnh hót. Đinh Hương muội kể lại cặn kẽ. Hừ, trong núi không có cọp để khỉ xưng đại vương. Lão tử còn chưa đi thì Vệ Bảo Quốc đã kìm nén không được rồi, Ngũ Đóa Kim Hoa, để xem các cô tác quái được bao lâu. Diệp Phàm cười lạnh. Ta biết rồi. Diệp Phàm cúp điện thoại. Không lâu thì đi đến cục tôn giáo thấy mọi người có mặt đông đủ. Hắn nhìn qua thì phát hiện năm gương mặt lạ, đoán chắc là Ngũ Đóa Kim Hoa, mấy ả đàn bà này vậy mà cũng có thể tới đi làm rồi. Hắn cười thầm, còn không phải là tiền làm cho loạn, 3 ngày thì cầm bao lì xì 1.000 đồng, mẹ kiếp. Tiện nghi trên đời để cho mấy cô chiếm hết rồi. Vừa thấy Diệp Phàm đi vào, toàn bộ người trong cuộc đều cười nịnh vọt lên tíu tít kêu chủ tịch huyện Diệp chủ tịch huyện rất thân mật. Được rồi. Có gì mọi người cùng nhau nói ngắn gọn thôi. Diệp Phàm cười nhẹ. Lần cử hành hoạt động vừa rồi vô cùng thành công, lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Bí thư Cổ và chủ tịch huyện Vệ cũng biểu dương cục chúng ta, có kết quả này là nhờ tất cả các đồng chí trong cục cùng đoàn kết cố gắng, tôi thấy rất vui mừng. Diệp Phàm đầu tiên là khen ngợi, liếc qua mấy đồng chí có vẻ vui mừng thì uống hớp trà xong nói tiếp. Ngày đó tôi đã nói rõ. Lần cử hành hoạt động này thành công thì sẽ có thưởng, nếu không các đồng chí lại mắng tôi là nói phét, ha ha ha. Không đâu, chủ tịch huyện Diệp là thần tiên, chúng tôi đều là người phàm nào dám mắng thần tiên. Mọi người nói có đúng hay không? Chủ tịch huyện Diệp vừa đến chúng ta cục chúng ta thì đã có bao lì xì 1.000 đồng, giờ có phòng ban nào trong huyện là không đỏ mắt. Cho dù là các đồng chí ở cục tài chính cũng như uống giấm mà nói mình là đơn vị quản tiền lại không bằng nha môn chuyên uống nước trắng như cục tôn giáo, ha ha ha. Chánh văn phòng Trung Phát Tài tuy đã về hưu rồi nhưng Diệp Phàm vẫn mời y tham gia hoạt động lần này nên y bảo muốn làm xong hoạt động lần này rồi mới về hưu, lúc này dù sao cũng về hưu rồi, có lời gì cũng nói rất thành thật, cũng không còn băn khoăn gì nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Người trong cục đều cười vui vẻ. Vẻ mặt sùng bái mà cung kính nhìn Diệp Phàm. Đồng chí Lão Trung làm việc rất tốt, về hưu rồi mà còn nhiệt tình như vậy, tôi phải khen thưởng đặc biệt cho cống hiến của anh ấy. Chủ nhiệm Đinh, rút ra một phong bao lì xì 1.000 đồng, xem như là phần thưởng cho anh ấy trong tổ chức hoạt động hôm đó. Ha ha ha! Diệp Phàm vừa mới nói xong trong đại điện đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, ánh mắt của mọi người lại càng cháy rực. Nếu Trung Phát Tài đã có phong bao lì vì 1.000 đồng, thì những đồng chí khác tham gia vào hoạt động khẳng định ít nhiều đều sẽ có một phong bao. Cho nên mọi người nhìn Phó Chủ tịch huyện Diệp Phàm giống như nhìn thấy thần tài. Chỉ có Ngũ Đóa Kim Hoa không đi làm trong lòng hết sức hối hận, chỉ cần 2 ngày đã kiếm được 1.000 đồng, bằng tiền lương 3 tháng rồi, trên đời này làm gì có số tiền nào dễ kiếm như vậy. Tuy nhiên Ngũ Đóa Kim Hoa âm thầm buồn bực, nếu như Diệp Phàm không cho bọn họ một chút thì nhất định phải làm ầm ĩ một phen mới được. Bằng không phát động thế tấn công, bắt Diệp Phàm phát bao tiền lì xì, công việc bình thường cũng phát thêm bao tiền lì xì, nếu không phát phải không phát cho tất cả mọi người. Cảm ơn Chủ tịch huyện Diệp, Trung Phát Tài tôi làm ở cục tôn giáo hơn nửa đời người rồi, còn chưa từng nhận được nhiều tiền như vậy. Mấy ngày hôm trước mới nhận được 1.000 đồng tiền thưởng cuối năm, cử hành hoạt động lần này lại có thêm phần thưởng 1.000 đồng nữa, chỉ cần mấy ngày đã đủ nửa năm tiền lương của tôi rồi. Trung Phát Tài mấp máy môi run rẩy như không nói nên lời. Tay nhận bao tiền lì xì mà cứ run sợ, không làm sao nhét vào cặp được. Lão Trung, đây là phần thưởng xứng đáng của ông, đừng run tay nữa, cầm về đưa cho vợ, hôm nay bà ấy chắc hài lòng lắm, ha ha ha. Vệ Bảo Quốc đùa giỡn nói. Hài lòng,
hài lòng, buổi tối có lẽ không ngủ được, ra sức cảm giảm, ha ha ha. Trung Phát Tài cứ vui mừng, mừng rỡ đến nỗi khối thịt quai hàm cứ nhảy lên. Được rồi, chủ nhiệm Đinh, cô nói hôm đó còn có những người nào tham gia hoạt động? Diệp Phàm cố ý hỏi. Chủ tịch huyện Diệp, còn có cục phó vệ, cục phó Lâm, cục phó Trương, trưởng phòng Lý, trưởng phòng Chữ, phó chủ nhiệm Mai, cộng thêm tôi là 7 người. Lúc ấy tôi đã ghi chép hết vì lúc trước anh nói làm xong sẽ tính thưởng thêm, chủ tịch huyện Diệp có muốn xem qua hay không? Ninh Hương muội lấy sổ ghi chép ra. Xem qua rồi, bỏ đi, trong lòng tôi đều biết thì không xem rồi. Diệp Phàm cười, liếc mắt nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều có công. Lúc ấy phó chủ nhiệm Mai còn hỏi tôi nói có chắc không, dĩ nhiên là chắc. Tôi tính ra cũng không tốt lành gì, nhưng nói ra vẫn có thể làm được. Chủ nhiệm Đinh, còn 7 đồng chí, bao gồm cả tôi là 8, mỗi người một bao lì xì 1.000 coi như là phần thưởng đi. Đương nhiên, xuống nông thôn phụ cái gì đó là giải quyết việc chung, cái này là phần thưởng thêm vào. Giờ lão Trung sắp rời đi nên sau khi tan việc mọi người đến Ngư Dương Tửu Lâu ăn một bữa thật ngon, uống chút rượu náo nhiệt để đưa tiễn đồng chí Trung Phát Tài vinh quang về hưu, coi như chúc mừng năm mới luôn. Nói tới đây, Diệp Phàm nghiêm nghị nhìn một vòng. Mới vừa rồi bí thư cổ hỏi tôi về việc chọn người cho vị trí cục trưởng cục tôn giáo, tạm thời còn chưa định ra, công tác dù sao cũng phải triển khai. Vì thế tôi đề cử đồng chí Trương Vệ Thanh tạm thời chủ trì công tác trong cục, hy vọng mọi người thể giúp đỡ để công việc ngày càng tiến bộ. Diệp Phàm nói xong đưa tay lên, đôi mắt ưng liếc nhẹ Vệ Bảo Quốc, phát hiện khuôn mặt người này thoáng cái đã bầm lên. Cả sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay, dĩ nhiên trong lòng mọi người đều có ý nghĩ riêng. Vệ Bảo Quốc chắc là cũng đoán được chuyện mình đưa lì xì cho ngũ đoá kim hoa mà làm Diệp Phàm mất hứng, đúng là quá hối hận. Tuy nhiên y cũng hết cách. Người ta bây giờ đã là phó chủ tịch huyện rồi, chọc vào không nổi. Y thầm nghĩ, lúc trước cục trưởng cục nhân sự Phí Ân Trạch đã đồng ý với mình là chờ Diệp Phàm bị miễn chức thì đẩy mình lên. Phó chủ tịch huyện Tôn Vinh Xuân cũng mở miệng. Diệp Phàm, hãy đợi đấy, Trương Vệ Thanh chỉ là tạm thời, còn chưa đâu vào đâu, nói rõ trong lòng cổ bảo toàn còn chưa quyết định, mình còn có cơ hội. Vệ Bảo Quốc nghĩ tới đây lại bắt đầu hăng hái, nghĩ sau lưng mình có 5 nghiêu nhân chống đỡ. Làm sao phải sợ một Diệp Phàm vừa thăng phó chủ tịch huyện? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 450, kiên quyết phản chế. Tâm tư người này cũng rất độc ác, sau khi ngừng tiếng vỗ tay thì giả bộ làm người tốt đột nhiên hỏi. Phó chủ tịch huyện Diệp, 5 đồng chí Lưu Mẫn Hoa, Ngô Lệ Hoa, Trương Phượng Hoa, Ngọc Hoa Nguyệt, Lưu Tử Hoa đều là người trong cục chúng ta, cũng đã đi làm bình thường rồi. Trước kia bởi vì đủ loại nguyên nhân nên mọi người đều xin phép không đi làm, giờ phần thưởng của lần hoạt động vừa rồi bao gồm cả bao lì xì cũng nên phát cho mọi người hay không, cho dù ít một chút cũng là có, nếu không thì nhất bên trọng nhất bên khinh rồi. Y vừa nói như vậy thì mọi người trong điện nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ngũ đoá kim hoa cũng không mở miệng, cả đám lạnh lùng nhìn Diệp Phàm xem làm sao phân cao thấp. Phó cục trưởng vệ, hôm đó đã có ghi chép. Phát bao lì xì lần này là phần thưởng cho các đồng chí tham gia lần hoạt động vừa rồi, lần đó 5 đồng chí đã xin phép không tham gia hoạt động nên dĩ nhiên là không phát. Phó cục trưởng Trương Vệ Thanh để tỏ lòng đối với việc Diệp Phàm đề cử mình nên dù bất cứ giá nào cũng phải lên tiếng cản phát súng của Vệ Bảo Quốc. Không sai, ghi chép ở đây, toàn thể nhân viên thông qua, phó cục trưởng vệ có muốn nhìn lại không? Ninh Hương muội đã có quan hệ thân mật với Diệp Phàm nên cũng bất chấp hậu quả. Hơn nữa tối qua ở cục nhân sự cục Ngô Lệ Hoa lại có khiêu khích nên trong lòng vẫn tức tối, vừa thấy vậy thì lập tức nhảy ra. Cái này, phó cục trưởng Vệ Bảo Quốc liếc trộm ngũ đoá kim hoa thì thấy không có động tĩnh, bản thân mình đơn độc đâu thể dậy nổi sóng gió nên thoáng cái đã tịt ngòi, mặt đen như mực. Ha ha ha, đã có ghi chép còn nói cái gì? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, một cục tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ ngũ tạng, không có quy củ thì không được. Chuyện này cứ định như vậy. Sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên ngưng trọng, chuyện này coi như đã xong, cuối cùng bổ sung. Đồng chí Chánh Văn phòng Trung Phát Tài vừa mới về hưu, công tác này tạm thời do đồng chí Đinh Hương muội thay quản lý. Khuôn mặt ngũ đoá kim hoa nghe vậy thì dài thuỗn đến mức có thể nhỏ ra nước. Đại kim hoa Lưu Mẫn Hoa là vợ của phó chủ tịch huyện Tôn Vinh Xuân cảm thấy chồng mình cũng là phó chủ tịch huyện. Hơn nữa so với Diệp Phàm vừa đề bạt thì có căn cơ lâu hơn nên lập tức bước ra đầu gió, nói vẻ âm dương quái khí.
Phó Chủ tịch huyện Diệp, trong cuộc đi cử hành hoạt động ở Nam Thiên Đỉnh là công tác bình thường ở huyện, nếu như số tiền bồi dưỡng đó phát cho hoạt động trợ cấp nông thôn thì năm chị em chúng tôi không có gì để nói, nhưng anh lại phát cho mỗi người hơn 1.000 lần này thì chúng tôi nghi ngờ đây là loạn phát tiền bạc quốc gia. Chị ta cũng không ngu, vừa mở miệng là khóa ngũ đóa kim hoa lại với nhau, lại còn nói là năm chị em để bốn cô còn lại cùng xung trận. Không sai, chúng tôi chưa từng nghe nói làm 3 ngày công tác bình thường lại có thể được bồi dưỡng 1.000, chuyện này rõ ràng là kiếm cớ để phát tiền. Hơn nữa Phó Chủ tịch huyện Diệp xử lý cực kỳ không công bình, năm chị em chúng tôi cũng là nhân viên chính thức trong cục, tại sao một đồng tiền bồi dưỡng cũng không có, cái gì cũng phải nói lý do. Vợ của cục trưởng cục nhân sự Phí Ân Trạch là Ngô Lệ Hoa bắn phát pháo thứ hai. Ừ, tôi cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng. Vợ của chủ nhiệm ban tin tức Ngưu Lập Phú là Trương Phượng Hoa tiếp tục, đây là điều không ai ngờ tới. Vốn chồng chị ta chỉ là chủ nhiệm ban thông tin, chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng không có bao nhiêu thực quyền, đâu thể so được chồng hai người kia theo thứ tự là Phó Chủ tịch huyện Tôn Vinh Xuân cùng cục trưởng Phí Ân Trạch. Diệp Phàm dù thế nào cũng là Phó Chủ tịch huyện. Nếu quả thật chọc giận hắn thì hắn muốn chơi mình, chồng mình cũng không có biện pháp. Chẳng qua là do bốn đóa hoa khác nhìn vào, Trương Phượng Hoa cuối cùng cũng đành phải cứng rắn ngẩng đầu làm một quả pháo cỡ nhỏ, bởi vì vậy nên chị ta nói rất lý nhí, gần như là pháo tép, tí nữa thì thành pháo lép. Chị Phượng Hoa nói không sai, không phải là có chút chật, là đại chật. Muốn phát phụ cấp thì mọi người đều phải có phần, chẳng lẽ năm chị em chúng tôi không phải là người của cục tuyên giáo? Chúng tôi cũng là đã xin nghỉ hẳn hoi, nếu như chuyện này Phó Chủ tịch huyện Diệp không nói một câu thì chúng tôi sẽ báo lên cơ quan chủ quản. Chồng của Vương Hoa Nguyệt chủ nhiệm ủy ban Ngọc Hoa Nguyệt, là người chính tông nhà họ Ngọc ở Ngư Dương, căn cơ sâu dày nên không đem Diệp Phàm vào đâu. Hơn nữa lần trước xảy ra chuyện Diệp Phàm ở trạm xe công khai đùa giỡn Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Kiều Long, người nhà họ Ngọc nếu có thể bắt được cơ hội thì đối với đồng chí Diệp Phàm quyết sẽ không lưu tình. Có thể dùng đại chùy để đập thì tuyệt sẽ không đổi tiểu chùy. Khanh khách, vừa may Trác Khải phối hợp công việc điều tra vừa trở về. Nghe nói tỉnh bên cạnh có một chủ tịch huyện té ngựa, theo đó là một chuỗi phó chủ tịch huyện. Mấy người kia cũng rất thảm, hiện đang ở trong lao hát bài nước mắt sau song sắt cả rồi, ha ha ha. Phó chủ tịch huyện Diệp, tôi có chuyện phải về đây. Lưu Mẫn Hoa nhắc đến chồng là viện trưởng viện kiểm sát Lan Khải Trác. Còn đưa ra chuyện kia, đứa ngốc nghe cũng hiểu được. Ngũ đóa kim hoa nói xong thì trong đại điện yên lặng như nước, chỉ nghe thấy tiếng thở. Ninh Hương Muội và Trương Vệ Thanh cũng im lặng vì dù sao sau lưng 5 người là cả một tập đoàn thế lực quá cường hãn, không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh. Ha ha ha, ý kiến của 5 đồng chí không nhỏ thật. Từ loạn phát tiền trợ cấp không công bằng, đến cả tội tham ô nhận hối lộ cũng nói ra. Có phải muốn đảm nhiệm chức vụ đưa tôi vào đại lao ngồi hát cái gì mà nước mắt sau song sắt phải không? Tôi cũng thích hát bài hát này, chẳng qua để tặng vài đồng chí khác hát trước cho người khác xem chắc là còn làm được. Diệp Phàm không mặn không nhạt. Ngũ đóa kim hoa vừa nghe thì sắc mặt đột nhiên đại biến, thầm nghĩ, họ Diệp này miệng lưỡi còn rất lưu loát. Chẳng qua nghe nói là đã có mấy người bị hắn cho vào trong cục cảnh sát, Chu Tiểu Tiểu Đào vừa mới ra khỏi, Vương Ba hiện đang trốn nằm bệnh viện. Đang lúc nghĩ ngợi thì đồng chí Diệp Phàm đột nhiên đổi mặt đen như bao công. Đã nói đến việc phân chia, vậy thì chúng ta làm việc chung công bằng đi, muốn tránh nghĩa sao? Tốt, rất tốt, tôi là người thích công chính, vậy chúng ta tính toán một lần nợ cũ cùng nợ mới đi. Nói tới đây Diệp Phàm làm một ngụm trà, liếc mắt nhìn mọi người trong điện, vẻ mặt nghiêm túc. Vệ phó cục trưởng, anh là lão nhân trong cục, hơn nữa còn quản chế độ điều lệ. Chắc cũng đã xem qua văn kiện huyện ủy về quản lý nhân sự, nhân viên công vụ không đến đi làm xử lý thế nào đây. Hắn nói xong thì cặp mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Vệ Bảo Quốc khiến y lạnh toát, nghĩ thầm, hỏng bét. Diệp Phàm chẳng lẽ là lấy mình khai đao? Đúng vào lúc này điểm danh mình chẳng phải là muốn mình đối chọi với ngũ đóa kim hoa sao? Lão tử vất vả mới lợi dụng cơ hội chuyện phát tiền thưởng cuối năm này để ngũ đóa kim hoa đấu ngươi, chẳng lẽ vì một câu nói của tiểu tử này mà bị phá hủy? Hơn nữa còn tới ghen ghét. Cái này, này. Vệ Bảo Quốc lẩm bẩm hồi lâu không có đánh ra được một cái rắm, lúc này đang đại hàn mà trên mặt y lấm tấm mồ hôi. Ấp úng một hồi y vẫn không thể nói ra lại e ngũ đóa kim hoa rút luôn ra mình. Hừ, phó cục trưởng vệ,
liên quan đến chuyện của anh quản là phương diện điều lệ quan trọng cũng nói không rõ ràng, chắc tôi phải đề nghị bí thư Cổ đổi người rồi. Một vài đồng chí nếu như không thích hợp đảm nhiệm chức vụ, tôi tin tưởng có đồng chí khác đang ngồi đây chắc sẽ thích hợp để đảm nhiệm, còn không thích hợp chắc là phải lui về rồi. Đảng chúng ta vẫn có một nguyên tắc, có thể đưa lên cũng có thể đưa xuống. Diệp Phàm không chút lưu tình ép thẳng tới, lại còn ném ra viên đạn bọc đường khích lệ mấy đồng chí trong cục đứng ra đọc về điều lệ đi làm, qua đó đả kích luôn mấy đồng chí muốn tạo phản. Hắn thầm nghĩ, lão vệ muốn chơi lén mình sẽ cho y lên đài với ngũ đoá kim hoa rồi hãy nói, không phải ngươi muốn nịnh bợ các ả sao, cái này đủ để nịnh bợ đấy, hừ. Trên mặt vệ bảo quốc toát đầy mồ hôi, có viên to như hạt gạo, xem ra hôm nay không đọc thì không được rồi, nếu không họ Diệp sẽ lập tức lấy mình khai đao. Hắn nói có lý à, người ta chỉ bảo mình đọc văn kiện huyện ủy cũng không xong thì vuốt cái mũ phó phòng của mình là rất bình thường. Nếu không ai đọc thì để tôi. Lúc này trưởng phòng sự vụ dân tộc Lý Đinh Dũng cảm đứng dậy. Người này thấy Trương Vệ Thanh sau khi dựa vào Diệp Phàm thì lập tức được đề nghị chủ trì công tác trong cục thì tâm tư cũng sao động, dựa vào Diệp Phàm chắc sẽ có tiền đồ. Trước kia mình là phó cục trưởng cục lao động. Giờ bị giáng đến cục tuyên giáo ngay cả vị trí phó cục trưởng cũng không mò đến, Lý Đinh Hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải trợ mình, không thành công cũng thành nhân. Để tôi đọc. Vệ Bảo Quốc cảm thấy không thể kéo dài được nữa, nếu như không đọc thì cái mũ của mình sẽ bị Lý Đinh hái rồi nên yếu ớt đứng dậy. Nghỉ phép vượt qua 15 ngày thì sẽ trừ một nửa tiền lương, nghỉ qua 2 tháng thì sẽ coi như bỏ bê công việc trừ hết tiền lương. Không xin phép vượt qua 1 tháng thì sẽ cảnh cáo. Vượt qua 3 tháng coi như tự động nghỉ việc. Vệ Bảo Quốc nói như đưa đám, thanh âm vang vọng khắp điện, nếu như nghe kỹ thì hình như trong đó có cả tiếng khóc. Đương nhiên, đồng chí lão vệ lớn như vậy không thể nào khóc tại chỗ, chỉ là trong lòng muốn khóc, về sau không cẩn thận thì lọt ra ngoài để mọi người nghe thấy. Chương 451, có sữa thì chính là mẹ. Ngũ đoá kim hoa mặt đen như mực, miệng mấp máy cuối cùng vẫn không phát ra được lời nào. Còn làm sao phân cao thấp được nữa, nếu tiếp tục cố chấp Diệp Phàm không thèm đếm xỉa đến, hoàn toàn có thể kiến nghị huyện khai trừ 5 người bọn họ, vì mấy năm rồi, 5 người bọn họ đều không xin nghỉ phép, có thể coi là bỏ bê công việc hơn ngàn ngày, chạy đi đâu cũng trực tiếp bị khai trừ thôi. Mặc dù chồng của 5 người đều là nhân vật lợi hại, tuy nhiên phó chủ tịch huyện Diệp người ta lại có lý, người có lý cho dù không thể đi khắp thiên hạ, nhưng người ta muốn đem chuyện này chuyện kia ra nói thì phiền toái không nhỏ. 1.000 đồng so với công việc cái nào nặng cái nào nhẹ, ngũ đoá kim hoa dù ngốc nghếch cũng có thể nghĩ ra được bọn họ không lên tiếng chính là lựa chọn sáng suốt, nếu không chuyện này đoán chừng sẽ càng ồn ào, hơn nữa còn bất lợi. Các đồng chí còn muốn nói gì không? Con người tôi từ trước đến nay đều rất dân chủ, các cô có ý kiến gì cứ nói ra, thúc đẩy khai triển công việc trong cục chúng ta ngày càng hiệu quả, đẩy mạnh đại đoàn kết dân tộc, các đồng chí trong cục chúng ta rất quan tâm đến công việc trong cục. Nếu có thể đề xuất một số ý kiến mang tính chất xây dựng đương nhiên càng tốt, nếu có sai sót thì sửa đổi. Hội nghị công tác của cục chúng ta rất thành công, thể hiện được tinh thần dân chủ, thể hiện được các đồng chí trong cục chúng ta đều có một trái tim nóng bỏng luôn quan tâm đến công việc trong cục. Diệp Phàm cười thản nhiên, thấy tất cả mọi người không lên tiếng nữa liền cho giải tán cuộc họp. Dân chủ cái rắm, anh ta nói như vậy thì còn ai dám mở miệng, đây không phải là tìm chết sao? Trong cục có một số đồng chí nào đó hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lão đệ, vị trí cục trưởng này ngồi rất thoải mái có phải không, ha ha ha. Diệp Phàm bắt chéo chân, ngồi trên chiếc ghế xoay ở phòng làm việc của Lô Vĩ xoay đi xoay lại, rất là nhàn nhã. Lô Vĩ đã đến cục công an huyện Ngư Dương nhậm chức trước thời hạn, nhưng cục trưởng cục công an còn phải trải qua bổ nhiệm của Đại hội đại biểu nhân dân mới được, cho nên tạm thời vẫn chỉ là quyền cục trưởng. Bổ nhiệm của Đại hội đại biểu nhân dân chỉ là một quá trình mà thôi, thể chế bên trong cũng hiểu được, thuần túy chỉ là một loại tình thế. Tuy nhiên nếu bí thư huyện ủy muốn gây khó dễ thì cũng có khả năng lật thuyền. Thoải mái cái rắm, mệt mỏi chết đi được, cái huyện nghèo khó Ngư Dương này, muốn tiền không có tiền, muốn xe không có xe, cái gì cũng không có, mà số lượng người ăn lương nhà nước lại quá nhiều. Tổng nhân số trong cục huyện phải đạt đến hơn 1.000 người. Hoàn toàn có thể xây dựng thành một quân đoàn chính quy, người ở bên trong thật sự là ngư long hỗn tạp, tốt nghiệp trung học cũng có, cán bộ quân đội chuyên nghiệp cũng có, dựa vào các quan hệ lung tung bát nháo nhét vào lại càng nhiều. Lực chiến đấu không có,
lĩnh tiền lương thì nhiều, không chịu làm việc mà ai cũng muốn tiền thưởng lớn hơn người khác. Phó cục trưởng có 4-5 người, cán bộ cấp phó phòng trong cục cũng có 10 người. Toàn bộ xe cảnh sát đều sắp thành xe phế liệu, ngay cả xe của cục trưởng cũng là một chiếc Mitsubishi đã qua sử dụng cũ nát, nếu thật sự gặp chuyện gì gấp cái xe rách dưới như vậy có thể lái được sao? Xe vừa tăng số thì đã thả neo rồi, lão tử cứ lo là cái xe ấy tan rã. Lô Vĩ bực tức. Khi Chu Bá Thành chuyển giao trên sổ sách tài vụ chỉ còn lại mấy ngàn đồng, trong quán ăn còn nợ mấy vạn chưa trả, những ngày tới không biết sống thế nào. Ha ha ha, tình cảnh của Ngư Dương chính là như vậy. Nhà cậu không phải có mấy chiếc xe hay sao? Cậu tùy tiện lấy một chiếc để chạy không đơn giản hay sao? Loại xe nào có thể chạy hơn chiếc xe Ferrari của cậu chứ? Diệp Phàm cười trộm nói. Không được, cha em đã dặn rồi, nếu đã làm việc thì phải như vậy, còn phê bình em là ngạo mạn thế này thế kia, giống như Hoa công tử. Nếu đã quyết tâm tiến vào con đường làm quan, muốn tạo ra thành tích trên chiến tuyến công an thì phải chuẩn bị tư tưởng chịu vất vả, khổ sở, cho nên ngay cả tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng cắt đi một nửa. Ai, xong đời rồi, bây giờ có muốn thoải mái cũng không có cách nào, cuộc sống trước kia một đi không trở lại. Lô Vĩ buồn bã. Ha ha ha, tốt, bá phụ làm rất tốt. Bá phụ nên làm như vậy mới đúng. Cục trưởng công an rất có hình tượng, đó là chức vụ đại thần bảo vệ bình an một phương. Nếu cậu không làm như vậy thì làm sao có thể quản lý tốt một đơn vị lớn thế này. Tuy nhiên tôi tin tiền tiêu vặt một tháng của cha cậu cũng không ít, cho dù có giảm bớt một nửa có lẽ vẫn hơn vạn. Diệp Phàm có vẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác. Đại ca, anh lái một chiếc Wazer cải trang hơn 100 vạn, em lái một chiếc Mitsubishi sắp thành phế liệu, chênh lệch này cũng xa quá. Phó chủ tịch huyện anh phóng hỏa, chẳng lẽ không cho dân đen như em đốt đèn? Lô Vĩ gạ gẫm. Ha ha, đó là tôi bị bắt buộc, ban đầu vốn chỉ muốn mượn một chiếc xe giải ngũ, ai ngờ Thiết đại ca lại đưa một chiếc xe tốt như vậy cho tôi, may mắn là bên ngoài còn làm giống như xe cũ, nếu không thật sự không dám lái ra ngoài. Diệp Phàm cười nói, tuy nhiên vụ án lần trước cậu đúng là công thần, thu về nhiều xe của dân cờ bạc như vậy, cục trưởng Vu cũng không cho cậu mang đi một chiếc sao. Chiếc Audi cũng được, nếu không thì kiếm một chiếc Mitsubishi mới. Anh nói thì hay lắm, cục trưởng Vu là người keo kiệt nhất cục, đừng nói đến xe, một chiếc lốp xe cũng đừng mơ tưởng mang đến Ngư Dương, anh ấy còn nói là cục thành phố cũng không giàu có, không có tiền, giống như đang so xem ai nghèo hơn, thật là bực mình. Lô Vĩ bực mình nói, đảo đảo đôi mắt cười hắc hắc, sáp lại nói. Đại ca, nghe nói anh còn phân quản khối hiệp trợ tài chính huyện, nếu nhậm chức rồi có thể rút ra ít tiền cho cục chúng em trang bị thêm mấy chiếc xe cảnh sát mới không? Xe yêu cầu của em cũng không cao lắm, chỉ cần một chiếc Mitsubishi mới là được rồi, những xe cảnh sát khác dùng xe bánh mì là được rồi. Mitsubishi mới, còn cả xe bánh mì, bản thân lão tử cũng muốn gặm đây. Cậu đi điều tra xem. Xem tài chính huyện còn bao nhiêu tiền, đoán chừng cục trưởng Mã Thiết Lâm muốn tới cục công an hóa duyên rồi. Diệp Phàm cười khổ. Không thể nào, Ngư Dương thật sự thê thảm như vậy sao, Ngư Dương là một huyện lớn, tài chính huyện không có một đồng nào thì làm sao đón năm mới. Xong đời rồi, em còn muốn đi xin chủ tịch huyện về ít tiền cho cuối năm. Cảnh sát trong cục làm việc tăng ca cực khổ cả năm dù sao cũng phải phát chút phúc lợi chú. Xem ra bị nhỡ rồi, phải làm sao đây? Lô Vĩ thoáng cái lo lắng. Hắc hắc, tuy nhiên mới vừa rồi chủ tịch huyện vệ mới nhận từ trong tay tôi một tờ chi phiếu 300 vạn, nếu tiểu tử cậu đuổi kịp có lẽ còn có thể nhặt nhạnh được mấy vạn, nếu đi trễ thì có lẽ ngay cả canh cặn cũng không còn mà húp. Diệp Phàm cười khan, làm Lô Vĩ giận đến mức nghiến răng ken két. Không nói nữa, em đi gọi điện nhắc nhở trước rồi nói, nếu không thật sự giống như lời đại ca nói thì cục trưởng em không còn biết làm cách nào. Lô Vĩ vừa nói vừa gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau vẻ mặt chuyển sang màu xanh, buông điện thoại, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng. Vệ Sơ Tinh đúng là đồ đàn bà, giữ tiền rất chặt, chỉ đồng ý cho 2 vạn, trong tay cô ta có 300 vạn mà chỉ cho chút cặn, dùng cái rắm gì, còn kêu em phải chú ý tăng thu giảm chi, có thể tới thành phố xin một ít, cái này đúng là không có gạo mà đòi nấu cơm, còn bắt người ta giảm bớt hoạt động cơ thể. Hơn ngàn cảnh sát đều dương mắt trông mong vào em biết lấy gì ra phát phong bao phúc lợi. Cô ta chỉ cho 2 vạn đồng. Diệp Phàm tựa hồ không tin. Em còn lừa anh sao? Lô Vĩ không giống như nói láo,
vẻ mặt rất chân thật. Cô ta đúng là quá keo kiệt, vừa mới mò được 300 vạn, nghe nói khoản tiền 500 vạn trong tỉnh cũng được nhập vào sổ sách của Cục Tài chính Ngư Dương rồi, cô ta tiêu đi đâu chứ? Diệp Phàm cũng cảm thấy nghi ngờ không giải thích được, lắc lắc đầu. Đúng là huynh đệ đều khó. Ai biết, có phải nện hết vào cây côn của tình nhân hay không? Hừ, Lô Vĩ văng tục. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Vào đi, Lô Vĩ quát. Lô, cục trưởng Lô, ông chủ Tạ của quán rượu đến, nói là. Nói là, người cảnh sát tiến vào nhìn thấy Diệp Phàm, hình như không nhận ra, không dám nói. Nói mau đi. Lô Vĩ quát, giống như ăn đạn, đoán chừng các anh em cảnh sát đáng thương đã trở thành người chịu tội thay cho Vệ Sơ Tinh. Ông chủ Tạ đến đòi tiền chiêu đãi. Trên sổ sách của cục chúng ta chỉ còn lại một ít, dù sao cũng phải trừ lại chút để mua xăng, nếu không tất cả các xe đều nằm yên một chỗ. Nếu gặp phải chuyện gấp mà không có cảnh sát thì to chuyện. Người cảnh sát già nua sợ hãi nói, có lẽ đã bị mấy tiếng quát của Lô Vĩ hù dọa xanh mặt. Được rồi, gọi y vào. Lô Vĩ phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Ông chủ Tạ, ông có thể kéo dài qua năm rồi mới tính được không, trong cục thật sự không có tiền. Lô Vĩ cười khổ nói. Cục trưởng Lô, số tiền này đã kéo dài một năm rồi, có 2 vạn mà sắp đợi 3 năm rồi. Chúng tôi làm ăn cũng không giúp được, trước sau đã sắp 10 vạn rồi, dù thế nào anh cũng chuẩn bị một nửa cho tôi mang về cấp cứu. Nếu không, từ lâu của tôi không còn gạo mà ăn. Ông chủ Tạ cũng rất bất đắc dĩ, vẻ mặt đáng thương. Một nửa chính là 5 vạn, tất cả tiền bạc trong sổ sách gộp lại cũng mới được 3 vạn, ông chủ Tạ, ông cứ chờ đi. Trước cuối năm nhất định sẽ trả trước 3 vạn. Lô Vĩ buồn bực đến mức thật sự muốn đập đầu vào tường. Cái này kêu tôi trở về ăn nói thế nào, anh thông cảm cho, quán rượu này cũng không phải của một mình tôi, mà do nhiều người hùn vốn, chỉ sợ mọi người ồn ào thì thời gian này không có cách nào để sống. Xem dáng vẻ của ông chủ Tạ có vẻ rất cứng rắn, không cầm được tiền thì nhất quyết không đi. Ông chủ Tạ thật ra là người của Tạ gia Ngư Dương, có Tiếu Diện Hổ Tạ Cường chống đỡ cũng không sợ hãi cục trưởng cục công an, nếu không căn bản đã không dám tới đòi tiền. Mẹ kiếp, ai không biết quán rượu này của Tạ gia mở, còn kêu là mấy người hùn vốn, hùn của khỉ, muốn lấy chuyện ra đẻ ép lão tử à? Lô Vĩ cứ chửi thầm. Ông chủ Tạ, cục công an tạm thời có khó khăn, tình cảnh của Ngư Dương chúng ta ông cũng biết rồi, thư thả thêm một ít thời gian nữa có được không, ha ha ha. Diệp Phàm đột nhiên chuyển động chiếc ghế xoay, đối mặt với ông chủ Tạ. À, Phó Chủ tịch huyện Diệp, chào anh, chuyện này. Ông chủ Tạ giật mình một cái lại hồi phục tinh thần, khuôn mặt nhăn nhó. Tuy nhiên nghe nói Phó Chủ tịch huyện Diệp vừa mới được đề bạt còn hiệp trợ phương diện quản lý tài chính huyện, chủ trì chiêu thương, sau này phương diện chiêu đãi của khối chiêu thương này sẽ kiếm lời rất nhiều. Nghe nói phí chiêu đãi một năm ở cục chiêu thương của các huyện khác đều đạt đến 10 mấy vạn, nếu như toàn bộ đều đổ vào quán rượu Ngư Dương vậy thì sẽ kiếm lời không nhỏ. Đây đúng là đại thần thật sự, ông chủ Tạ cũng không dám mạo muội đắc tội, nếu đắc tội sau này cục chiêu thương cục không đến quán rượu Ngư Dương nữa thì đúng là thiệt thòi lớn rồi. Mặc dù ông chủ Tạ là người của Tạ gia, nhưng Diệp Phàm người ta cũng không phải là hạng dễ trêu, người ta là hảo hán ngay cả mông của con cọp cái phí ra cũng dám động vào.